Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Tập 121. Cảm giác chư thiên vạn giới đâm xuyên phi toa liền là đang chờ Tống Thư Hàng đám người bị màu xám Phật tượng đuổi theo đầy đất chạy về sau, lại thừa cơ mở cổng truyền tống, đưa bọn họ chụp đi vào. Chiến xa tại không gian trong thông đạo lăn lộn. Ổn định, Khôi Lỗi Thiên Tử nói, tuy rằng lật xe, nhưng nàng còn đang ở cố gắng ý đồ đem chiến xa ổn đi xuống. Cổng không gian, xa xa, cái kia màu xám Phật tượng cũng nhìn thấy cái cửa không gian này. Sau một khắc, hắn cố nén phần bụng kịch liệt đau nhức, lấy suốt đời nhanh nhất đuổi theo cổng không gian rất có thể liền đại biểu cho rời đi cái này quỷ dị màu xám thế giới thông đạo. Hắn đã chịu đã đủ rồi cái này không cách nào sử dụng không gian lực lượng màu xám thế giới. Từ khi bị cuốn vào đến màu xám thế giới về sau, hắn ngoại trừ mỗi ngày oanh oanh biển xám, sự tình gì cũng không làm được. Về sau, thật vất vả thấy một chiếc tiên toa, nhưng cái này tiên toa tốc độ quá khoa trương, hắn một mực đuổi không kịp cái đồ chơi này, ngược lại bị một lại hai, rồi lại ba khiêu khích. Tiên toa khiêu khích phương thức, còn không mang lặp lại. Đối mặt dạng này nhiều lần khiêu khích, Phật cũng muốn phẫn nộ. Sau đó là hôm nay, thật vất vả lại gặp được một chiến xa người sống, không nghĩ tới ngồi trên xe chính là tiếng xấu rõ ràng bá Tống Huyền Thánh, rất xa đã bị bắn một phát nhìn là mang thai hiện tại đều còn trong bụng quặn đau, phảng phất có đồ vật muốn theo bụng hắn trong sinh ra tới đây. Tưởng như là không thể nhẫn nhịn. Tóm lại, cái cửa không gian này, chết cũng không thể bỏ qua. Cái này có thể là hắn rời đi nơi đây duy nhất cơ hội. Chạy đâu, màu xám Phật tượng phát ra sư tử hống kêu thanh âm, tốc độ liên tiếp kéo lên. Xích Tiêu Kiếm nói, đại hòa thượng này lại đuổi theo tới. Nếu không phải ta có thể cách còn không có khôi phục, đã sớm một đao bổ hắn, đâu cho hắn kiêu ngạo như vậy. Đúng rồi, Thư Hàng. Hôm nay cảm giác giữa ngươi và ta phối hợp vô cùng ăn ý, một đao phần thiên hỏa diễm đao chém xong sau. Ta vậy mà toàn thân khoan khoái dễ chịu, giống như toàn thân đều bị xoa bóp một lần. Lần tới chờ ta năng lượng khôi phục về sau, chúng ta lại đến một đao đùa nghịch đùa nghịch. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm tiền bối cảm giác được toàn thân khoan khoái dễ chịu, giống như bị xoa bóp hưởng thụ cảm giác, không phải bản thân cuối cùng tay trượt, thì triển dưỡng đao thuật hiệu quả đi. Tại dưỡng đao thuật thoải mái xuống, Xích Tiêu Kiếm tiền bối sẽ cảm giác được rất thoải mái. Cái kia nếu như dùng tại bản mệnh bảo đao của mình Mực Bạo Quân song đao cùng phách toái bảo đao bên trên, sẽ có hiệu quả gì? Còn có vô hình đao cổ có thể tiếp nhận dưỡng đao thuật hiệu quả sao? Đúng rồi, thông nương trong tay cửu thu phượng hoàng đao muốn không cũng tay trượt một phát dưỡng đao thuật thử xem. Chờ, ta có phải hay không quá bình tĩnh? Trạng thái không thích hợp à? Xa xa cái kia tôn màu xám Phật tượng đang tại hăng hái đuổi theo đến. Nhìn ra đoán chừng bản thân cùng Phật tượng khoảng thời gian khoảng cách, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ không gian thông đạo này còn không có quan bế, cái kia màu xám Phật tượng liền sẽ gắng sức đuổi theo. Mà nếu như Phật tượng đuổi theo đoàn người mình lời nói, chuyện thứ nhất nhất định là muốn bóp chết chính hắn một cái lại để cho hắn hai lần mang thai bá Tống Huyền Thánh. Thời điểm này, hắn không phải có lẽ tim đập rộn lên, tức kinh hoàng lại cảm thấy đến kích thích sao? Thế nhưng... rõ ràng cảm giác là rất kích thích cùng làm cho người hoảng sợ sự tình, nội tâm của hắn rồi lại không có chút nào tâm tình chấn động. Còn có một chút, tôm hùm thần chiến xa đang không ngừng lăn mình, so qua xe guồng còn kích thích. Nhưng Tống Thư Hàng nội tâm đồng dạng không có chút nào phản ứng. Ta đây là tiến nhập cá ướp muối hiền giả trạng thái. Tống Thư Hàng suy tư. Cẩn thận hồi tưởng lời nói, tựa hồ là đoàn người mình rơi không gian thông đạo về sau. Hắn tất cả tâm tình đều giống như nhận lấy áp chế. Nếu như không có hoảng sợ tâm tình lời nói, cái kia khác tâm tình chịu ảnh hưởng sao? Ở vào một loại bình tĩnh vô cùng trạng thái phía dưới Tống Thư Hàng, bắt đầu thí nghiệm. Cá ướp muối hiền giả hình thức hắn, tắt tâm tình công năng về sau, đại não tính toán tốc độ giống như đều được đến tăng lên. Hắn thử tại trong đầu nhớ lại một ít mừng rỡ sự tình, một ít bi thương sự tình, thậm chí là một ít xấu hổ chuyện cũ. Kết quả, hắn tâm tình của nội tâm như trước không hề chấn động. Hắn cảm giác không thấy một tia vui vẻ, bi thương cùng xấu hổ. Cưỡng chế tính cá ướp muối hóa hình thức, Tống Thư Hàng não nói khẽ. Xích Tiêu Kiếm, cái gì? Ta cảm giác ta bây giờ trạng thái có chút cổ quái, tâm tình của ta bị áp chế. Ta không cách nào cảm ứng được một chút kinh hoàng, vui vẻ cùng xấu hổ cảm giác. Tống Thư Hàng nói. Xích Tiêu Kiếm,
Phía trước, Khôi Lỗi tiên tử rốt cuộc đem chiến xa ổn lại. Nàng xoay đầu lại nhìn về phía Tống Thư Hàng, lên tiếng hỏi, nội tâm không có chút nào tâm tình chấn động. Đúng, vì vậy ta hoài nghi cái không gian thông đạo này có được lấy đặc thù lực lượng, lại để cho sinh vật tiến nhập nơi đây về sau, hãy tiến vào cưỡng chế cá ướp muối hiền giả hình thức. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, ta cảm thấy được ngươi nhất định là suy nghĩ nhiều. Theo kinh nghiệm của ta, người đây nhất định là trong thời gian ngắn bị kích thích quá lớn, kích thích hơi quá, vì vậy ngoại giới chuyện đã xảy ra không cách nào nữa kích thích đến nội tâm của ngươi. Khôi Lỗi tiên tử nói, không đúng, ta liền đánh mở to mắt con ngươi tinh cầu thậm chí là đối mặt béo cầu thời gian, đều không có bị kích thích quá mức. Màu xám Phật tượng áp lực, khẳng định không bằng trước mặt cả hai. Trên lý luận tới đây giảng, ta không có khả năng bị loại trình độ này kích thích đã đến đầu. Tống Thư Hàng nói. Nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn chỗ không ở giữa thông đạo ở chỗ sâu trong, bình tĩnh nói, không gian thông đạo này, có phải hay không có chút quá dài. Đã lâu như vậy còn chưa tới đấy. Bá Tống Huyền Thánh, ăn Phật ra một trường. Màu xám Phật tượng quả nhiên cùng Tống Thư Hàng dự đoán, tại cánh cửa không gian quan bế lúc trước, giết tới đây. Hắn bàn tay khổng lồ, đâm vào không gian thông đạo. Ngươi xem, coi như là một trưởng này sắp vỗ tới trên đầu ta, ta nội tâm còn không có một chút chấn động. Tống Thư Hàng mặt không biểu tình, chỉ vào hướng cái kia hướng hắn đánh tới cự trưởng nói. Ngươi bình tĩnh hơi quá, nhanh phòng ngự a hỗn đản. Khôi Lỗi tiên tử vội la lên. Tống Thư Hàng chậm rãi lắc đầu nói, yên tâm đi, không cần phòng ngự. Bởi vì phòng ngự hoàn toàn không cần phải. Ta tại trong đầu tính toán qua, chúng ta hết thuốc chữa. Coi như là đem ta tam thập tam thú tổ hợp pháp khí lôi ra tới đây, cũng ngăn không được một trưởng này. Thời điểm này, chúng ta chỉ cần cầu nguyện thì tốt rồi. Gia hỏa này hết thuốc chữa A. Nếu không phải bây giờ Khôi Lỗi chi thân không có nước mắt, Khôi Lỗi tiên tử sẽ khóc. Xích Tiêu Kiếm, ngươi muốn hướng người nào cầu nguyện đây? Thiếu niên, lúc này... Một cái rất có tự tính thanh âm tại Tống Thư Hàng đám người bên tai truyền đến. Sau một khắc, không gian kia thông đạo ở chỗ sâu trong, có một mảnh tia sáng chói mắt sáng lên. Cái kia phiến hào quang, tại thôn vệ không gian thông đạo. Tại đây phiến hào quang bên trong, có một đạo đang mặc áo trắng thân ảnh, chậm rãi hướng Tống Thư Hàng đám người tới gần. Thân ảnh ấy trần trụi hai chân, tóc dài xõa vai. Trên mặt của hắn, bị thánh quang bao phủ. Làm cho không người nào có thể thấy rõ hình dạng của hắn. Mà tại hắn hiện thân lúc, không gian trong thông đạo tất cả sự vật, đều dừng lại. Chiến xa, còn có sau lưng đánh tới cự trưởng, đều giống như bên trong thời gian tạm dừng pháp thuật. Chỉ có tư duy, còn có thể vận hành. Phong bế không gian chủ nhân, Tống Thư Hàng trong đầu hiện lên như vậy một cái ý nghĩ. Đây là hắn thấy đối phương về sau, trong đầu hiện trực giác. Áo trắng thân ảnh vài bước phía sau đạp đến to lớn Phật trưởng trước mặt, tiếp đó hắn vươn tay ra, cùng cái này to lớn Phật trưởng chạm nhau một trường. Người thí luyện còn chưa kết thúc, vì vậy, người còn không thể rời đi. Áo trắng thân ảnh nói ra. Sau một khắc, cái kia màu xám Phật tượng bị đập bay đi ra ngoài, càng bay, tan biến tại biển xám phần cuối. Áo trắng thân ảnh thu tay lại nhìn hướng Tống Thư Hàng, học đã tới chưa? Tống Thư Hàng. Ta học được cái gì? Học ngài trang bức thủ đoạn, nhưng ta cũng không có thủ đoạn đem địch nhân thời gian tạm dừng. Nếu như ta có thủ đoạn này, ta sớm đã đem cái này Phật tượng treo lên đánh được không? Suy nghĩ của ngươi rất nhanh nhẹn đi, thiếu niên. Áo trắng thân ảnh nói. Tống Thư Hàng, lại là đọc tâm thuật. Đại lão phù hợp đọc tâm thuật. Thế nhưng, nội tâm của hắn còn là gợn sóng không sợ hãi. Hoàn toàn không có giống trước kia bị bạch tiền bối hoặc mặt khác đại lão đọc tâm phía sau lúng túng. Bất quá ý của ta là, ta vừa rồi cùng cái kia Phật cự nhân chạm nhau một trường, không phải rất đáng được nghiên cứu sao? Ta vừa rồi một trường kia, là ở cùng Phật cự nhân liều mạng công lực, ngươi không ngờ loại này phương thức chiến đấu rất thích hợp ngươi. Thiếu niên cảm giác như thế nào? Áo trắng thân ảnh đi vào tôm hùm thần chiến xa bên cạnh. Mà cái kia chiếc tiên toa chẳng biết lúc nào lẻn đến áo trắng thân ảnh bên cạnh. Áo trắng thân ảnh đưa tay tại tiên toa trên thân vỗ nhẹ nhẹ. Tưởng như là giống như là tại đối đãi sủng vật. Cái này chư thiên vạn giới đâm xuyên phi toa không thể không chủ nhân à. Xem ra, là giám định bí pháp cũng không đáng tin cậy. Tống Thư Hàng trong lòng bình tĩnh thầm nghĩ. Mặt khác, liều mạng công lực phương thức chiến đấu,
thích hợp hắn là mặt chữ bên trên ý tứ, hay là đang chào phúng hắn không có lấy xuất thủ tuyệt chiêu, về sau đánh nhau chỉ có đi bức người khác cùng mình hợp lại công lực phong cách vẽ. Đừng nghĩ hơn nhiều, thiếu niên, áo trắng thân ảnh tại Tống Thư Hàng trên thân vỗ nhẹ nhẹ, chiêu thức gì gì đó đều là ấn xuống, về sau cùng người đánh nhau, chỉ cần công lực so ra kém ngươi, nắm lấy cơ hội hợp lại công lực, chuẩn không có sai. Ta cảm thấy ta đây còn có thể cấp cứu xuống, kiếm pháp không được, ít nhất ta đao pháp thiên phú cũng không tệ lắm. Tống Thư Hàng trong lòng trả lời. Áo trắng thân ảnh, thiếu niên, người ngộ chẳng nhiều lắm. Thuộc tính áp chế mới là thoải mái nhất. Dứt lời, hắn mang theo tiên toa, từng bước một hướng không gian thông đạo ở chỗ sâu trong đi. Lúc này Tống Thư Hàng tôm hùm thần chiến xa bên trên thời gian tạm dừng hiệu quả giải trừ, chiến xa giống như bị cái kia áo trắng thân ảnh dẫn dắt, hướng không gian thông đạo ở chỗ sâu trong rơi đi. Đây là ai? Xích Tiêu Kiếm lên tiếng nói. Thư Hàng, ngươi nhận thức vị tiền bối này? Khôi Lỗi tiên tử đồng thanh nói. Không, ta không biết. Tống Thư Hàng lắc đầu. Xích Tiêu Kiếm, không biết lời nói, hắn tại sao phải giúp ngươi? Có lẽ, ta cùng hắn có duyên phận, Tống Thư Hàng nói. Khôi Lỗi tiên tử, đúng vậy, là có duyên phận. Lúc này, phía trước cái kia áo trắng thân ảnh đột nhiên xoay đầu lại, nói, nghìn nghìn vạn vạn năm qua, chư thiên vạn giới, vô số sinh linh, thiếu niên, duy nhất ngươi cùng ta có duyên phận. Ca ướp muối hiện tại trạng thái Tống Thư Hàng, rất tỉnh táo mà hỏi, cái gì duyên phận? Như thế nào hình dung cái này duyên phận? Cái ngày đó, ta lấy tới một khối. Ừ, cục gạch, ta lấy tới một viên gạch, hướng chư thiên vạn giới ném. Đập chúng ngươi, cái kia áo trắng thân ảnh nói. Tống Thư Hàng đột nhiên hiểu, ta hiểu được. Ngươi cái kia một cục gạch không cẩn thận đập chết ta, vì vậy ấn kịch bản, ngươi bởi vì nào đó hạn chế không cách nào phục sinh ta, đành phải an bài ta đưa đi trùng sinh. Áo trắng thân ảnh, thiếu niên này suy nghĩ, nhảy có chút quá mức. Hình dung, ta đây là đang dùng ví dụ hình dung thủ pháp, giải thích giữa chúng ta duyên phận. Cũng không phải ta thật ném đi cục gạch xuống dưới. Áo trắng thân ảnh nói. Ngại ngùng, hôm nay ta trạng thái có điểm lạ. Ta quản bây giờ trạng thái kêu cá ướp muối hiền giả hình thức, vì vậy ta hôm nay cách tư duy cùng bình thường ta sẽ có chút khác nhau. Tống Thư Hàng một mặt bình tĩnh nói. Đây không phải cá ướp muối hiền giả hình thức, đây là siêu thoát hình thức, là một loại rất quý giá thể nghiệm. Nếu không phải ngươi công đức lực lượng đầy đủ phong phú, căn bản không cách nào thể nghiệm đến loại cảnh giới này. Thiếu niên, đừng loạn đặt tên được không? Áo trắng thân ảnh nói. Tống Thư Hàng, nguyên lai ta giống như cá ướp muối mất đi mộng tưởng, giống như hiền giả cái gì tâm tình đều không có, là tiền bối ngài nổi a. Mặt khác, ta mới vừa nói gạch chỉ chính là ta gieo xuống một cái nhân mà ngươi rất có duyên phận, đã tìm được quả. Áo trắng thân ảnh một bên tiến lên, vừa nói. Như vậy, cái kia nhân là cái gì? Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Hắn bây giờ siêu thoát hình thức bắt đầu đem bản thân trong đầu manh mối đều lôi ra tới đây, hợp thành một đường. Bạch tiền bối tại tiến nhập cái không gian này về sau, cùng hắn nhấp lên qua, cái này phong bế không gian rất có thể là bạch tiền bối đối ứng vị kia, cũng chính là vị kia mặc kệ có tiền hay không đều rất bốc đồng thiên đạo còn sót lại vật thí nghiệm. Bạch tiền bối đồng dạng bị cái này phong bế không gian hấp dẫn. Thậm chí không kịp chờ hắn xuất quan, liền mang theo Khôi Lỗi tiên tử, sở sở chạy đến cái này phong bế không gian tới. Mà mắt áo trắng thân ảnh, cho Tống Thư Hàng cảm giác là phong bế không gian chủ nhân. Nói cách khác, cái này áo trắng thân ảnh rất có thể cùng bạch tiền bối có quan hệ. Lại tổng kết lời nói, cái kia khối bị nện đi xuống duyên phận không phải bạch tiền bối đi. Vì vậy, tại cái nào đó hắn không biết thời gian điểm, hắn đã từng bị bạch tiền bối nện vào qua. Chẳng lẽ là hắn không có sinh ra phía trước, bạch tiền bối tại hắn phụ cận đất bằng ngã qua? Không sai, nhất định là dạng này. Ta theo như lời duyên phận chỉ chính là tam thập tam thú thiên thiên nhất khí công cùng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Bộ công pháp này, chính là ta gieo xuống nhân là ta tại chư thiên vạn giới bỏ xuống cục gạch. Áo trắng thân ảnh rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói. Thiếu niên này cách tư duy như thoát dây cương ngựa hoang, nhảy đặc biệt vui mừng. Luôn cảm giác lại tùy ý hắn muốn xuống dưới, sẽ bị mang tiết tấu. Tống Thư Hàng, làm nửa ngày, cái gọi là duyên phận liền chỉ cái này. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công liền là duyên phận. Một bên Khôi Lỗi tiên tử lên tiếng hỏi. Viễn cổ thiên đình thời đại, toàn bộ thú thần bộ thành viên đều bộ công pháp này, trong đó tu luyện tới cửu phẩm kiếp tiên đều có.
Tống Thư Hàng mới luyện đến ngũ phẩm, vì sao hắn ngược lại thành đặc thù có duyên phận? Công pháp cùng pháp khí, là một bộ, áo trắng thân ảnh bình tĩnh nói. Thế nhưng, thú thần bộ năm đó ít nhất cũng có hai vị trở lên đại sư, thành công luyện chế qua tổ hợp pháp khí. Tuy rằng không có Thư Hàng bộ này toàn hệ bát phẩm cường điệu hóa, nhưng theo về bản chất mà nói, cũng không có khác nhau đi. Khôi lỗi tiên tử nghi ngờ nói. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, thiếu niên này công pháp cùng pháp khí, có chỗ đặc thù gì? Áo trắng thân ảnh chậm rãi nói. Tống Thư Hàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, bình tĩnh nói, sẽ tự bảo. Áo trắng thân ảnh, ha ha, ta tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công chỗ đặc biệt nhất, ngay tại ở ta đem thứ năm phẩm cấp cảnh giới sửa đổi về sau, hiện tại ở vào tùy thời sẽ tự bảo trong lúc. Nói thật, vài ngày trước ta vừa tự bảo qua, ta nhớ lại mùi vị của tử vong. Ừ, bây giờ suy nghĩ một chút tử vong cũng liền như vậy một sự việc. À đúng rồi, ta bây giờ là kỳ quái cá ướp muối trạng thái. Khó trách sẽ có ý nghĩ như vậy, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, nói, nếu như nói tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công liền là tiền bối ngài nện xuống cục gạch, quả nhiên ta còn là bị ngươi đập chết qua. Nếu không phải ta kèm theo phục sinh, ta đã bị chết. Dưới tình huống bình thường, nếu là có người bị đại lão ném ra gạch không cẩn thận đập chết về sau, ấn kịch bản cũng có thể nhận đến đại lão đền bù tổn thất. Ta loại tình huống này, có muốn hay không hướng trước mắt vị này đại lão lấy điểm chỗ tốt? Không, còn là tình huống của ta tương đối đặc thù. Hơn nữa, hiện tại cá ướp muối hiền giả trạng thái nói cho ta biết, ta không nên tìm đường chết. Áo trắng thân ảnh, không đúng, tiền bối nói chỗ bất đồng chỉ sợ là pháp khí phương diện. Ta đem ngươi cùng trước kia viễn cổ thiên đình thú thần bộ đại sư tương đối về sau, nghĩ đến một chút. Ngươi luyện chế ra hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Mà từ xưa đến nay, không có người nào cùng ngươi luyện chế ra hai bộ. Khôi lỗi tiên tử chỉ ra nói. Đúng, chính là cái này. Áo trắng thân ảnh thở dài nói. Đang khi nói chuyện, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, một cái 64 kiện tam thập tam thú tổ hợp pháp khí ở bên cạnh hắn xoay tròn. Trong đó có một bộ tổ hợp pháp khí, vẫn cùng Tống Thư Hàng hai bên khẽ sinh ra đồng cảm. Hai bộ pháp khí, một bộ bên trên ẩn ẩn hiện ra trắng noãn hào quang. Một cái khác trục thì ẩn chứa hắc ám cùng hủy diệt lực lượng. Thánh thành tan vỡ phía sau, cái kia hủy diệt vạn vật cự nhân là tiền bối ngươi một bộ pháp khí, cùng ta pháp khí hợp thể hình thành. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Không có sai, áo trắng thân ảnh bình tĩnh nói, dưới đời này, từ xưa đến nay, luyện chế tam thập tam thú tổ hợp pháp khí người, tối đa cũng chỉ luyện chế ra một bộ. Nhưng chỉ có ngươi, luyện chế ra hai bộ, đây chính là nhân cùng quả đồng cảm. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng yên lặng nhẹ gật đầu, tiếp đó hắn lại hỏi, sau đó thì sao? Giữa chúng ta sinh ra đồng cảm sau đó, tiền bối có cái gì sự tình muốn làm? Mượn hai loại pháp khí ở giữa đồng cảm lực lượng, người có thể đem lực lượng hình chiếu đến hiện thế. Hoặc là, đoạt xá thân thể của ta. Ý kiến hay, thiếu niên, ngươi không có nói, ta đều nhớ không nổi còn có loại này thao tác. Ngươi tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Hơn nữa còn luyện chế ra hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, nếu như nói muốn đoạt xá lời nói, thân thể của ngươi với ta mà nói có lẽ rất thích hợp. Áo trắng thân ảnh nói. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu nói cách khác, đoạt xá hoặc là mượn pháp khí đem lực lượng hình chiếu đi ra ngoài, cũng không phải cái này áo trắng thân ảnh mục đích. Vậy hắn đem bản thân kéo vào đến nơi đây, đến cùng muốn làm gì? Trong lúc đang suy tư, phía trước hành tẩu áo trắng thân ảnh đột nhiên ngừng lại. Đã tới sao, không gian thông đạo này thật là dài, Tống Thư Hàng nói. Còn chưa tới, ta muốn trên đường thao tác một chút. Áo trắng thân ảnh đáp. Dứt lời, hắn đưa tay tại không gian trong thông đạo vẽ một cái. Không gian thông đạo bên trên mở ra một cái cửa sổ nhỏ. Tiếp đó, áo trắng thân ảnh đưa tay, tại chính mình bộ kia trắng noãn tia sáng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trên nhẹ nhàng vỗ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trên hào quang ảm đạm xuống. Đây là hắn giải trừ pháp khí cùng bản thân ở giữa liên hệ. Kể từ đó, cái này tam thập tam thú tổ hợp pháp khí liền biến thành vật vô chủ. Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động bên cạnh cái kia chư thiên vạn giới đâm xuyên phi toa vô chủ trạng thái, sẽ không cũng là như vậy tới đây à. Đi thôi, thân ảnh màu trắng ôn nhu nói. Sau một khắc,
bộ kia vô chủ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí nhảy vào đến không gian thông đạo cửa sổ nhỏ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối làm cái gì vậy? Khôi lỗi tiên tử nghi hoặc lên tiếng hỏi. Đây là ban thưởng, tại ta cái thế giới này thí luyện sau khi hoàn thành ban thưởng. Bộ này tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đến hắn chủ nhân mới bên người đi. Thân ảnh màu trắng nói. Luyện chế hoàn thành tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, ấn vào sẽ đưa. Quả nhiên, ta còn là mày dạn mặt dày đòi hỏi điểm tai nạn lao động chi phí cái gì, ngộ nhỡ nhận đến thần khí đền bù tổn thất nữa nha. Áo trắng thân ảnh tại đem một bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đưa ra ngoài về sau, đóng lại không gian thông đạo cửa sổ nhỏ. Tiếp đó hắn lại quay người, tại một bên kia mở ra cái cửa sổ. Sau đó, hắn đưa tay tháo rơi xuống chân trái của mình. Đột như ngạc nhiên tới đây kinh dị hình ảnh. Nhưng Tống Thư Hàng nội tâm như trước gợn sóng không sợ hãi. Tháo xuống chân trái của mình về sau, đem hắn chân trái bỏ vào chư thiên vạn giới đâm xuyên phi toa bên trong. Đi thôi, đi đến bên cạnh hắn, thuận tiện đem cái này chỉ chân trái trả lại cho hắn, tiếp đó từ hôm nay trở đi ngươi hãy theo hắn đi. Thuận tiện thay ta cùng hắn nói tiếng thật có lỗi, năm đó thừa dịp hắn vụng trộm lúc ngủ, lặng lẽ cắt hắn chân trái làm thí nghiệm. Bất quá thí nghiệm rất thành công, hắn chân trái không thể bỏ qua công lao. Lại thay thế ta cảm ơn hắn, áo trắng thân ảnh nói. Tháo xuống chân trái về sau, hắn cũng chỉ còn lại có một cái đùi phải, gà đứng một chân. Thừa dịp người khác lúc ngủ, vụng trộm hái được người khác chân trái làm thí nghiệm. Người nào thảm như vậy, bị cắt chân trái. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đang lúc hắn trong lúc suy tư, cái kia bị tháo đi xuống chân trái, đột nhiên sản sinh biến hóa. Rời đi áo trắng nam tử thân thể về sau, cái này chỉ trên chân trái bị áp chế khí tức, bạo phát đi ra. Đen kịt cửu u tà năng trương lên đi ra, một loại giết chóc, tàn bạo. Tập thế gian tất cả ác làm một thể lực lượng, từ nơi này chỉ trên chân trái lan ra. Đây là một cái cửu u chúa tể chân trái. Tống Thư Hàng, phía dưới nội dung cốt truyện, hắn có chút không dám não bổ đi xuống. Bởi vì trước mắt tiến nhập cái này phong bế không gian cửu u chúa tể, chỉ có một vị. Bạch tiền bối. Một vị khác cửu u chúa tể béo cầu, hắn không có chân. Nói cách khác, đã từng, tại bạch tiền bối lúc ngủ. Bị người lặng lẽ cắt bắp đùi cầm lấy đi làm thí nghiệm. Đây tuyệt đối là bạch tiền bối lịch sử đen. Loại tin tức này, tuyệt đối không thể nhấp lên, thậm chí muốn cũng không muốn muốn, nếu không rất có thể sẽ bị diệt khẩu. Mà có thể tại cửu u chúa tể ngủ lúc, lặng lẽ cắt đối phương chân còn không bị phát hiện, chư thiên vạn giới cũng chỉ có một người có thể làm đến. Bạch tiền bối, hoặc là nói, ngươi là bạch tiền bối đối ứng vị kia, thiên đạo bạch. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Cá ướp muối hiền giả hình thức có đôi khi tương đối phiền toái. Vừa rồi một câu nói kia, rõ ràng dùng chân tướng chỉ có một cái dạng này ngữ khí kêu đi ra, sẽ rất cho lực lượng. Nhưng hiện tại hắn tâm tình gợn sóng không sợ hãi, nói ra lộ ra hữu khí vô lực. Thiên đạo, khôi lỗi tiên tử bắt đầu trầm mặc kế tục thiên đạo tạo vật sau đó, rốt cuộc thiên đạo cũng muốn lần lượt xuất hiện sao? Thiếu niên ngươi não động thực lớn, áo trắng thân ảnh một chân nhảy a nhảy. Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi? Chờ, cái này một chân nhảy phong cách vẽ, vừa giống như cực kỳ Tống Thư Hàng trong trí nhớ một vị khác đại nhân vật. Tính cách bên trên cảm giác cũng càng phù hợp trước mắt áo trắng thân ảnh phong cách vẽ. Tống Thư Hàng lần nữa nói, là ngươi, Ban Văn Long thiên đạo. Áo trắng thân ảnh hầu như cùng Tống Thư Hàng đồng thanh nói, ngươi đoán đúng rồi. Chúc mừng ngươi, thiếu niên, ta chính là thiên đạo bạch, Tống Thư Hàng, áo trắng thân ảnh. Cái này lúng túng. Sau một lúc lâu, còn là áo trắng thân ảnh đánh trước phá lúng túng, người cũng biết đồ vật không ít đi, liền đệ tam thiên đạo cũng biết. Ta năm đó ngũ phẩm lúc, biết rõ đấy cũng không có nhiều như vậy. May mắn biết một chút, Tống Thư Hàng nói. Áo trắng thân ảnh quay người, một chân trên không trung nhảy a nhảy, tôm hùm thần chiến xa lần nữa khởi động, đi theo phía sau hắn. Chúng ta muốn tới đi đâu? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Không gian thông đạo này cũng quá dài quá, không phải vượt qua hệ ngân hà cực dài không gian nhảy nhảy đi. Đương nhiên là đưa các ngươi đi ra ngoài a, thiếu niên. Các ngươi chỉ là bị cuốn vào đến không gian của ta bên trong. Ta cũng không có an bài thích hợp ngươi thí luyện, vì vậy chỉ có đem bọn ngươi đã đưa ra ngoài, miễn cho ngươi tiếp tục tại không gian của ta bên trong quấy rối. Áo trắng thân ảnh trả lời.
Tống Thư Hàng hơi sững sờ. Hắn còn tưởng rằng áo trắng thân ảnh mang theo hắn tại không gian thông đạo đi vào trong thời gian lâu như vậy, là muốn dẫn hắn đến cái gì chỗ đặc thù đi, hoặc là có chuyện gì muốn nói cho hắn biết. Hay hoặc là, có một trận tạo hóa hoặc đại cơ duyên muốn tặng cho hắn. Nơi đây tạo hóa chỉ không phải tạo hóa tiền bối, mà là đại tạo hóa, dù sao vị này Bạch Thiên Đạo đã từng nói qua, hắn cùng mình tương đối có duyên phận. Không nghĩ tới chơi đùa đến cuối cùng, đối phương chỉ là ngại hắn tại không gian này bên trong vướng bận, muốn đem hắn đưa ra ngoài, thì cứ như vậy đã xong. Tống Thư Hàng sờ sờ cằm, cá ướp muối hiền giả hình thức bên trong, đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc, hiện tại gặp được vị này Bạch Thiên Đạo, vừa vặn đều có thể hỏi một câu nha. Bạch Thiên Đạo tiền bối, vì sao ngươi biết tại cái không gian này bên trong? Vì sao ngươi muốn theo Thiên Đạo vị trí bên trên rời đi? Tống Thư Hàng bình tĩnh hỏi. Khôi Lỗi tiên tử, Xích Tiêu kiếm tất cả đều giữ vững tinh thần tới đây. Bởi vì này hai vị một cái là khôi lỗi, một chuôi là kiếm, không có biện pháp phỉnh tai. Bất quá hai vị đối với Tống Thư Hàng vấn đề này đều rất ngạc nhiên. Nói đúng ra, chư thiên vạn giới tu luyện giả đối với vấn đề này đều hiếu kỳ. Thiên đạo bất hủ bất diệt, vậy tại sao thiên đạo còn đang ở không ngừng thay đổi? Vì sao theo thiên đạo vị trí bên trên rời đi? Kỳ thật vấn đề này ta cũng rất muốn biết ha. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cái này xác thực như là tính cách của ta sẽ làm sự tình. Thỏa, phía trước áo trắng thân ảnh sờ sờ cằm, trả lời. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu kiếm, Khôi Lỗi tiên tử, chính ngài làm một chuyện, trong lòng mình sẽ không điểm bê số. Không muốn nói cho ta biết ngài ngay cả mình rời trước thiên đạo vị trí cũng không biết. Hay hoặc là, tại mấy người trước mặt không phải Bạch Thiên Đạo mà là Bạch Thiên Đạo thông qua một ít thủ đoạn lưu lại hóa thân, hình chiếu, tưởng niệm thể các loại tồn tại. Tống Thư Hàng trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Thiếu niên, não động đừng mở lớn như vậy, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta sở dĩ không biết mình vì sao thoái vị, lý do rất đơn giản. Áo trắng thân ảnh nhảy lên trả lời, bởi vì thần ánh mắt, đang nhìn lấy tương lai. Tống Thư Hàng một mặt bình tĩnh, lên tiếng hỏi, tiền bối, có thể giảng tiếng người sao? Nghe không hiểu liền trở về đi chậm rãi lý giải. Áo trắng thân ảnh tiếp tục nhảy lên, giống như thỏ. Luôn cảm giác, hắn càng giống Ban Văn Long thiên đạo, vô luận là nói chuyện phương thức còn là tính cách. Ta tại hiện thế Bạch tiền bối, cùng ngài có quan hệ sao? Tống Thư Hàng lại hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Ừ, đó là của ta con riêng, áo trắng thân ảnh trả lời. Tống Thư Hàng, chỉ có điểm này hắn có thể khẳng định, trước mắt Bạch Thiên Đạo tuyệt đối tại nói bậy. Tống Thư Hàng khẳng định mà hỏi, Bạch tiền bối, là ngài chuyển thế chi thân. Ha ha, lần này ngươi đoán sai rồi, áo trắng thân ảnh nói. Tống Thư Hàng, liên quan tới thiên đạo sự tình, không nên hỏi. Hỏi ta cũng giảng không rõ. Chỉ có làm chính ngươi tấn chức thiên đạo một khắc này, ngươi mới có thể lý giải thiên đạo. Còn có vấn đề gì tiếp tục hỏi đi, đường còn rất dài. Áo trắng thân ảnh tiếp tục nói. Đường còn rất dài, chẳng lẽ, đây là chuyên môn cho mình lưu lại nêu câu hỏi thời gian. Cái kia Bạch Thiên Đạo tiền bối, ngài hiện tại là trạng thái gì? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Việc này giữ bí mật độ bát tinh cấp, ta có thể nói. Thế nhưng ngươi sau khi nghe xong, chỉ cần vừa ly khai thế giới của ta, tiếp xúc đến hiện thế, ngươi liền sẽ nổ. Áo trắng thân ảnh nói. Tống Thư Hàng, cái kia, ngài biết Viễn Cổ Thiên Đình sao? Tống Thư Hàng lại hỏi. Biết rõ đấy không nhiều, ta ánh mắt ném hướng tương lai thời gian tiết điểm cùng ngươi tưởng tượng khác nhau. Viễn Cổ Thiên Đình sự tình, ta không có đứng ngoài quan sát qua. Áo trắng thân ảnh trả lời. Hỏi nửa ngày, kết quả một chút vật hữu dụng cũng không có hỏi lên. Đúng rồi, ngài là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công pháp người sáng lập, vậy ngài nhìn xem công pháp của ta muốn làm sao điều chỉnh mới tốt. Tống Thư Hàng liền nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu. Hắn bây giờ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công pháp, một cái không cẩn thận liền sẽ tự bạo, tai họa ngầm quá lớn. Ta xem qua, người bây giờ công pháp điều chỉnh không tệ, rất thích hợp cá nhân ngươi, có thể đầy đủ thuyên chuyển trong cơ thể ngươi nhiều hạt kim đan năng lực. Người dọc theo cái này mạch suy nghĩ lại đổi mới một chút phiên bản, dùng đến lục phẩm không có vấn đề. Áo trắng thân ảnh trả lời. Không cần lo lắng tự bạo. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Áo trắng thân ảnh bình tĩnh trả lời, tự bạo loại sự tình này,
trên thân nhiều chuẩn bị mấy cái phục sinh pháp khí liền tốt, chống được lục phẩm, cũng sẽ không là tự nhiên bạo vấn đề này. Vì vậy, tự bạo không có cứu. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Áo trắng thân ảnh, có thể cứu chữa, người bây giờ người mang cái này kỳ quái sương mù trạng thái, chẳng phải có thể phòng tự bạo sao? Kỳ quái sương mù trạng thái. Bạch Thiên Đạo, ta đây cái sương mù trạng thái đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng lại hỏi. Áo trắng thân ảnh, đây không phải ngươi một mai trên kim đan bổ sung thiên phú năng lực sao? Tống Thư Hàng trong đầu trống rỗng, trong lòng như giếng nước yên tĩnh, tiểu bạch, chờ ngươi tóc dài tới eo. Gà, hắn lời nói cũng không nói gì hết, lãng mà không chết chân lý chính là muốn cho mình lưu lại đường lui. Không cần vọng tưởng, tóc dài tới eo là không thể nào, vĩnh viễn đều khó có khả năng đến eo. Áo trắng thân ảnh chậm rãi nói. Ồ, không có đập bay ta. Vì vậy, tiểu bạch cùng con ngựa trắng thanh sam thiếu niên, vị nào mới là ngài? Tống Thư Hàng bình tĩnh hỏi. Cũng không phải, cái kia con ngựa trắng mới là ta. Áo trắng thân ảnh bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng, ta tin ngươi ta. Đến, áo trắng thân ảnh nói. Nguyên bản lộ ra dài dòng buồn chán không gian thông đạo, đột nhiên đã đến phần cuối. Áo trắng thân ảnh đưa tay tại Tống Thư Hàng tôm hùm thần chiến xa bên trên nhẹ nhàng đẩy, liền đem hắn đẩy đi ra, theo cái cửa không gian này sau khi rời đi, thông qua cái kia màu xám đường mòn đi thẳng. Một mực đi thẳng, có thể rời đi. Đừng quay đầu, tôm hùm thần chiến xa từ không trung ở giữa bên trong ném đi ra ngoài. Ngài rút cuộc là người nào? Tống Thư Hàng cuối cùng lên tiếng hỏi. Sương mù trạng thái, là cùng bạch tiền bối cái kia giả bất hủ hình thức có quan hệ trạng thái, hẳn là bạch thiên đạo nghiên cứu ra tới đây đồ vật. Cũng không phải hắn kim đan bổ sung thiên phú. Lần sau gặp lại thời gian, người sẽ biết, nhiều nhất một năm sau, chúng ta còn sẽ gặp lại. Áo trắng thân ảnh khua tay nói. Cánh cửa không gian quan bế. Tống Thư Hàng đám người rơi vào một mảnh bị sương mù xám bao phủ trên đồng cỏ. Trên đồng cỏ có một cái đường mòn, thẳng tắp về phía trước kéo dài. Tôm hùm thần chiến xa, dọc theo đường mòn tiến lên. Tống Thư Hàng xoa nhẹ mi tâm, đem Sở Sở xoay người, để nàng chính diện đối với phía trước. Toàn bộ hành trình treo máy nghịch nước Sở Sở. Vừa rồi vị kia, không phải Bạch Thiên Đạo sao? Khôi Lỗi tiên tử lên tiếng hỏi. Có thể là, khả năng không phải. Bất quá, rất nhanh sẽ có đáp án. Tống Thư Hàng một mặt bình tĩnh nói cái kia cá ướp muối hiền giả hình thức tựa hồ còn không có giải trừ. Bởi vì bạch tiền bối cùng bạch tiền bối cũng còn tại cái đó phong bế không gian bên trong. Cái kia hai vị, nhất định có thể được đến đáp án. Bên kia, áo trắng thân ảnh bên người không gian thông đạo biến mất. Thân hình của hắn xuất hiện ở một gian xem ra giống như là phòng thí nghiệm trong thạch thất. Trong thạch thất có ở giữa to lớn cái ghế. Lúc này, bạch tiền bối lấy khí phách tư thế ngồi ở ghế đá, bên cạnh hắn trôi nổi lấy cái kia chiếc chư thiên vạn giới đâm xuyên phi toa bên trong cái kia thuộc về cửu u chúa tể chân trái, còn tản ra tà ác khí tức. Bạch tiền bối lúc này tuấn mỹ khuôn mặt đều nhanh muốn văng tung tóe. Chư thiên vạn giới đâm xuyên phi toa, hắn đương nhiên là có ấn tượng. Đó là hắn, hoặc là nói là hắn đối ứng vị kia, lần đầu tiên đánh bại thiên hạ tất cả trường sinh giả, tranh đoạt đến thiên đạo vị trí về sau, đột nhiên lại cảm giác lần kia tấn thăng tư thế không đúng, vậy là sẽ dùng thiên đạo vị trí đổi chiếc này phi toa. Vấn đề là, phi toa bên trong này nhìn qua liền thuộc về cửu u chúa tể bắp đùi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn đối ứng vị kia, tại hắn không biết lúc, đối với hắn đã làm nên trò gì tàn nhẫn sự tình. Ồ, ngươi tới rồi, bạch, áo trắng thân ảnh thấy cửu u bạch thời gian, vui tươi hớn hở khua tay nói. Bạch, ha ha ha, qua gọi ta như vậy, đã bỏ ra nặng nề đại giới. Cửu u bạch khẽ gập thân, khuỷu tay chống ở ghế dựa trên lan can, mười ngón giao nhau, xếp tại cái cằm. Hắn áp bách mười phần nhìn về phía trước mắt áo trắng thân ảnh, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, bạch. Xuất hiện ở trước mặt hắn vị này, liền là thiên đạo bạch chính tông. Thần ánh mắt, nhìn qua tương lai, áo trắng thân ảnh nói. Giảng tiếng người, bạch tiền bối cả giận nói. Chúng ta thành công, có như vậy trong nháy mắt chúng ta thành công hoàn thành siêu thoát. Mà tại siêu thoát trong nháy mắt, ánh mắt của chúng ta, phóng đến xa xôi vô cùng tương lai. Chúng ta nhìn xem tương lai, chú ý tương lai, thậm chí, từ loại nào mức độ bên trên, ảnh hưởng đến tương lai cùng quá khứ.
bây giờ cùng ngươi tiến hành đối thoại, là ở vào quá khứ chúng ta. Nói cách khác, Bạch A, chúng ta bây giờ cách nghìn nghìn vạn vạn năm thời gian, đang tiến hành đối thoại. Ngươi cảm giác được hạnh phúc sao? Áo trắng thân ảnh nói. Hạnh phúc ni mã không biết lúc nào đem chân của ta cắt, còn hỏi ta hạnh phúc hay không? Bạch tiền bối trầm giọng nói, siêu thoát thiên đạo. Không có sai liền là đối với thiên đạo siêu thoát, không phải cùng thiên đạo dung hợp về sau, cái loại này bị các loại hạn chế bất hủ bất diệt. Mà là thoát khỏi trói buộc, chân chính chấp trưởng thiên đạo tựa như chúng ta tiền nhiệm làm một chuyện. Bất quá, theo chúng ta bây giờ ánh mắt ném nhìn tới tương lai lấy được tin tức đến xem, chúng ta cuối cùng vẫn bị thất bại. Bởi vì chúng ta, còn là theo thiên đạo vị trí bên trên lui đi xuống, giống như chúng ta tiền nhiệm. Áo trắng thân ảnh nói. Bạch tiền bối một mặt uy nghiêm biểu lộ, đối với thiên đạo sự tình, coi như là hắn là cửu u chúa tể, cũng không cách nào lý giải cụ thể tin tức. Mỗi từng giữ chức thiên đạo, tại ngang đè một thời, treo lên đánh chư thiên vạn giới, chấp trưởng thiên đạo về sau, đối lập ứng với sẽ ở cửu u thế giới bản nguyên bên trong sinh ra một cái cửu u chúa tể. Thiên đạo chấp trưởng chư thiên vạn giới, trong đó cũng bao gồm cùng hiện thế đối ứng cửu u thế giới. Nhưng chẳng biết tại sao, các thời kỳ thiên đạo, rất ít tiến nhập cửu u thế giới. Cửu u chúa tể cùng thiên đạo là nhất thể hai mặt, có được lấy thiên đạo tấn chức lúc trước tất cả trí nhớ, tình cảm. Bất quá bị cửu u lực lượng ảnh hưởng, coi như là có được thiên đạo tất cả trí nhớ cùng tình cảm, cửu u chúa tể tính cách cũng thường thường cùng thiên đạo bản thể khác nhau. Sinh ra sau đó, cửu u chúa tể cùng thiên đạo ở giữa trí nhớ, cũng không chung. Cả hai mặc dù có nhất định được liên hệ, nhưng đã là hai cái khác nhau thân thể. Liên quan tới thiên đạo sự tình, cửu u chúa tể một mực không biết. Vì vậy Bạch không thể hiểu thiên đạo cảnh giới, không thể hiểu bất hủ bất diệt ý nghĩa, không thể hiểu thiên đạo kỹ càng năng lực. Đúng vậy, thiên đạo Bạch là thứ bảy thiên đạo. Bạch tại thứ sáu thiên đạo tranh đoạt trong chiến đấu, lấy cửu phẩm kiếp tiên thân phận, đoạt được thiên đạo vị trí. Thế nhưng bởi vì cảm giác được tấn thăng tư thế không đúng, cảm giác tấn thăng thời cơ còn không đúng, vậy là hắn rất bốc đồng đem thiên đạo vị trí bán cho thứ sáu thiên đạo. Về sau, tại thứ sáu thiên đạo sau khi biến mất, hắn lại tham gia thứ bảy thiên đạo tranh đoạt chiến, đoạt được thứ bảy thiên đạo vị trí. Hắn tổng cộng tham gia hai lần thiên đạo cuộc chiến hai thắng, thành công giữ mũ thiên đạo. May mà lần thứ hai tấn chức thiên đạo lúc, Bạch sốt cuộc cảm giác mình phi thăng tư thế đúng rồi. Nếu không, hắn rất có thể sẽ tiếp tục giữ mũ thiên đạo tranh đoạt chiến quán quân vị trí, lại qua tay bán thiên đạo tư cách. Lấy tính cách của hắn, loại chuyện này sẽ phát sinh xác suất tương đối lớn. Theo vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Bạch phốt thuận vài điểm. Trước mắt thiên đạo Bạch là quá khứ thời gian điểm Bạch. Là thiên đạo Bạch tại siêu thoát thiên đạo trong nháy mắt, đã vượt qua thời gian khái niệm, đem ánh mắt hình chiếu đến tương lai thời gian sinh ra hình chiếu. Nói cách khác, trước mắt Bạch bản thể còn là viễn cổ thời đại, cái kia có được thiên đạo thân phận Bạch. Hắn tại xa xôi quá khứ, vượt qua thời gian dài sông hạn chế, trực tiếp cùng mình tiến hành trò chuyện. Bởi vì ánh mắt nhìn qua tương lai lúc, thiên đạo Bạch là từ bản thân A thời gian điểm, vượt qua B điểm, trực tiếp tiến nhập C thời gian điểm. Vì vậy, trước mắt thiên đạo Bạch đối với B thời gian điểm bên trên chuyện đã xảy ra, biết rất ít. Trên thực tế, đây cũng là lúc trước, Tống Thư Hàng đối với thiên đạo Bạch thân phận sinh ra hoài nghi nguyên nhân, thậm chí liều chết dùng tiểu Bạch, chờ ngươi tóc dài tới eo tới đây tiến hành thăm dò. Bởi vì Tống Thư Hàng phát hiện, trước mắt vị này thiên đạo Bạch đối với rất nhiều chuyện cũng không lý giải mà sự thật là vì, những chuyện kia là B thời gian điểm bên trên chuyện đã xảy ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ta đối với thiên đạo sự tình cũng không lý giải, trong ký ức của ta duy nhất cùng thiên đạo có quan hệ trí nhớ, liền là tại chúng ta lần đầu tiên tấn chức thiên đạo trong nháy mắt, theo chư thiên vạn giới bên trong kế thừa một chút xíu tri thức. Bạch tiền bối tiếp tục duy trì lấy cái kia lực áp bách 10 phần tư thế. Tại các thời kỳ thiên đạo bên trong, bọn họ là tồn tại vô cùng đặc thù, bởi vì bọn họ tấn chức hai lần. So sánh với mặt khác cửu u chúa tể mà nói, Bạch cũng là rất đặc thù một vị. Tấn chức thiên đạo về sau, bất hủ bất diệt, đã ở vào chư thiên vạn giới đỉnh phong. Vì sao còn muốn suy nghĩ tiến hành siêu thoát? Hỏi nơi đây thời gian, Bạch tiền bối đột nhiên thở dài, tiếp tục nói, được rồi, lấy ngươi. Hoặc là nói lấy hai người chúng ta tính cách mà nói,
có thể là ăn no lấy không có chuyện gì, vậy là nghĩ đến đối với thiên đạo tiến hành siêu thoát, khiêu chiến cực hạn. Thật sự của chúng ta là sẽ làm ra loại sự tình này tính cách. Thế nhưng công đức đạo hữu đây, hắn cũng đột nhiên nghĩ quẩn, trùng kích thiên đạo phía trên cảnh giới. Công đức đạo nhân chính là kia vị dùng chư thiên vạn giới đâm xuyên phi toa đổi thiên đạo vị trí thứ 6 thiên đạo. Lúc trước tấn chức lúc trước, công đức đạo nhân cũng đã nói, hắn nếu là thiên đạo, nhất định phải an an ổn ổn làm bản thân bất hủ bất diệt thiên đạo, tuyệt đối sẽ không buông tha chấp trưởng thiên đạo tư cách. Người ta, không để ý tới suy nghĩ, liền sẽ cùng cá ướp muối. Trường sinh giả nhóm có thể trùng kích thiên đạo vị trí có được lấy thuộc về lý tưởng của mình. Mà thành là thiên đạo về sau, đã đến đỉnh, thành chư thiên vạn giới mạnh nhất cá ướp muối. Cuộc sống như thế, ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Thiên đạo Bạch bình tĩnh nói. Bạch tiền bối nói, không thể hiểu, ta cửu u chúa tể làm thật tốt, cũng không có mất đi mộng tưởng. Thiên đạo Bạch ha ha cười một tiếng, hắn gà đứng một chân, hạc trắng dương cánh, rất đơn giản, bởi vì ngươi còn không phải thiên đạo Bạch. Có tin ta hay không giết chết ngươi? Ngươi bây giờ chỉ là hình chiếu, ta thật có thể giết chết ngươi tin hay không? Đột nhiên, thiên đạo Bạch lại thấp giọng nói, công đức đạo hữu không có trùng kích thiên đạo phía trên cảnh giới, hắn chỉ là không còn. Bạch, triệt để không còn, hắn vật lưu lại bao gồm công đức Internet một ít công đức loại hình sinh vật. Mặt khác, hắn lại đúc một kiện phi toa cùng vài cái liền đạo khí cũng đều không tính pháp khí. Mấy thứ này, đại bộ phận bị ta kế thừa. Đúng rồi. Trên người của ngươi cái mền này chính là của hắn tác phẩm một trong. Trừ điều đó ra, hắn không có để lại những vật khác. Công đức Internet cũng tốt, công đức sinh vật cũng tốt. Tất cả đều là hắn thoát thân chi đạo. Thế nhưng, hắn không có thoát thân thành công. Triệt để biến mất, thiên đạo Bạch thấp giọng nói. Vì vậy, các ngươi vì sao từng cái một suy nghĩ theo thiên đạo vị trí bên trên thoát thân? Bạch xoa nhẹ mi tâm, lên tiếng hỏi. Thật vất vả. Treo lên đánh chư thiên vạn giới về sau, đã trở thành thiên đạo, trở thành bất hủ. Vì sao từng cái một lại trăm phương ngàn kế suy nghĩ theo thiên đạo vị trí bên trên thoát thân? Thiên đạo nhóm suy nghĩ đều nước vào sao? Đừng nói cái gì thành thiên đạo về sau, liền đã mất đi mộng tưởng, biến thành cá ướp muối loại lý do này. Có thể trở thành thiên đạo, liền điểm ấy đạo tâm cùng ý chí đều không có, còn dựa vào cái gì trấn áp chư thiên vạn giới? Vì vậy a. Không có trở thành thiên đạo ngươi, lại thế nào hiểu chúng ta những thiên đạo này tâm tư? Thiên đạo Bạch lại một lần nữa hạc trắng dương cánh. Bạch, ngươi biết nói chuyện phiếm hay không? Còn có thể hay không thật tốt nói chuyện phiếm nữa à? Cái này thiên đều bị ngươi trò chuyện chết à? Ta nhớ được chúng ta không thành là thiên đạo phía trước, tính cách của ngươi không phải như thế à? Trở thành thiên đạo về sau, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Thiên đạo vị trí, là một cái hố sao? Bạch lên tiếng hỏi. Thiên đạo Bạch đạo hữu, ta cho ngươi cái ánh mắt, ngươi để ý tới liền tốt. Ngươi đặc biệt mã vẻ mặt tràn đầy đều là thánh quang, ta nhìn ngươi thế nào ánh mắt. Bạch cắn răng nói. Một lát ta liền đem thánh quang rút lui. Thiên đạo Bạch đạo hữu, trở thành thiên đạo sau đó, muốn xem mình tại sao thao tác. Thao tác tốt, cũng không phải là hố, mà là bất hủ bất diệt, thiên địa mục nát mà ta bất hủ. Coi như là chư thiên vạn giới đều sụp đổ. Thiên đạo như trước tồn tại. Nhưng nếu như thao tác không tốt, thiên đạo kia liền là hố. Thậm chí đến cuối cùng, có thể sẽ cùng thiên đạo hòa làm một thể, lại không phân chia lẫn nhau. Ngươi chơi sụp đổ, Bạch nói, phía trước mấy vị thiên đạo, có phải hay không cũng đều chơi sụp đổ. Ha 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 ha, mới vừa lên quyền hạn không lâu, liền chơi hỏng mất. Không đúng chúng ta tới nói đều, dù sao vượt qua thiên đạo lộ ra càng có ý tứ. Ta làm rất nhiều nghiên cứu. Đã học đệ tam vị thiên đạo kinh nghiệm, kế thừa công đức đạo hữu di sản, tiếp đó tại dài dòng buồn chán thời gian phía sau. Chúng ta thành công, thí nghiệm thành công trong nháy mắt, ta tiến nhập đến vượt qua hết thảy trạng thái. Bao quát vạn vật, thậm chí cảm giác chỉ cần lại một bước, có thể bước ra cái này chư thiên vạn giới. Thiên đạo Bạch đạo hữu. Đây chính là ngươi lặng lẽ cắt ta một chân làm nghiên cứu lý do. Bạch trong con ngươi lóe ra nguy hiểm thần sắc. Ha 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 ha. Ta đây không phải đem chân trả lại ngươi sao? Ngươi lấy về, dung hợp một chút liền tốt. Cái kia, sớm chút dung hợp đi, nếu không, ngươi có thể sẽ thường thường đột nhiên không hiểu thấu té một cái. Thiên đạo Bạch đạo hữu. Là ngươi, ta thường xuyên đột nhiên đất bằng ngã đầu sỏ gây nên chính là ngươi. Thiên đạo Bạch lại nói,
bất quá theo tương lai tin tức phản hồi đến xem. Chúng ta cuối cùng vẫn bị thất bại, nếu là chúng ta thành công lời nói, cái kia nên là như vậy chân chính chấp trưởng thiên đạo. Bởi như vậy, liền sẽ không còn có một chút vị thiên đạo xuất hiện. Sách, muốn đứng ở thiên đạo phía trên, tính khiêu chiến quá lớn. Mà rất may mắn chính là, thấy ngươi sau đó, ta biết ngay coi như là ta thất bại, nhưng ta có lẽ còn là thành công thoát thân. Ít nhất cũng là để lại đầy đủ chuẩn bị ở sau. Hiện thế bên trong cái kia bạch là ngươi chuẩn bị ở sau. Bạch thấp giọng nói. Thiên đạo bạch lại một cái hạc trắng dương cánh, chào phúng, trẻ tuổi bạch A suy nghĩ của ngươi bị cửu u khí tức ảnh hưởng, biến quá chỉ đột. Loại vấn đề này ngươi hỏi ta làm sao biết? Ánh mắt của ta là đã vượt qua B điểm tương lai, rơi vào hôm nay C điểm tương lai. Chuẩn bị ở sau các loại, nhất định là ta theo ánh mắt ngưng mắt nhìn tương lai trạng thái sau khi kết thúc, quay đầu lại đi bố trí. Cẩn thận ta quét sạch ngươi. Bạch hai tay xếp tại cái cằm, lạnh lùng nói. Được rồi, theo ta trước mắt quan sát, 98% trở lên, là của ta chuẩn bị ở sau. Thiên đạo bạch lại thấp giọng nói, còn có 2% khả năng. Là tiểu bạch. Không có tiểu bạch, trên thế giới này không có khả năng có tiểu bạch. Hắn chỉ là tòa này sa mạc, mà theo chúng ta luyện hóa cái kia phiến sa mạc phía sau. Chúng ta liền là bạch, bạch nói. Không, ta là con ngựa trắng, thiên đạo bạch bình tĩnh nói. Ha ha, bạch trên mặt, cái kia cảm giác áp bách 10 phần biểu lộ đều duy trì không nổi nữa. Thiên đạo bạch lần nữa hạc trắng dương cánh, ta thật sự là con ngựa trắng. Có thể đừng có lại bầy đáng chết này tư thế sao? Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Ta cảm giác cái này ngưng mắt nhìn tương lai thời gian điểm, sắp kết thúc. Bạch, coi như là ta đã thất bại, ta còn là sẽ không buông tha cho. Hơn nữa ta cảm giác, ta không nhất định sẽ triệt để thất bại. Nói không chừng, ta hiện tại chỉ là đã thất bại một nửa, thành công một nửa. Thiên đạo Bạch tiếp tục nói. Vì vậy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bạch nói. Nếu như ta thật thất bại, liền trở về đầu đi bố trí chuẩn bị ở sau, lại đoạt một lần thiên đạo, tiếp đó cho ngươi tạo một cái song bào thai đệ đệ. Thiên đạo bạch đạo hữu. Bạch. Bạch đã một mặt để tâm, nhưng thiên đạo bạch vẫn còn không định buông tha kích thích hắn, đối với ngươi sắp không lâu sau sinh ra đệ đệ, ngươi có đề nghị gì sao? Bạch xoa nhẹ mặt của mình, đau đầu. Bất quá nói trở lại, nếu như thiên đạo bạch thật còn có thể lại chơi đùa cái cửu u bạch số 2 đi ra lời nói. Vậy hắn liền thật coi như là uy tín lâu năm cửu u chúa tể. Đến lúc đó, không biết béo cầu có thể hay không biến mất. Có lẽ sẽ biến mất đi, dù sao béo cầu cùng hắn khác nhau. Nhưng trong đáy lòng, hắn hy vọng béo cầu sẽ không biến mất bởi vì, nếu như béo cầu sẽ không biến mất lời nói, thì có thú vị. Hắn có thể liên hợp mới cửu u bạch số 2 liên thủ chèn ép béo cầu. Cái kia hình ảnh ngẫm lại cũng cảm giác có chút mang cảm giác. Tiếp đó. Hắn đối với cửu u chúa tể hình thành quá trình tương đối cảm thấy hứng thú. Bạch là thiên đạo bạch chính thức tấn chức thứ 7 vị thiên đạo về sau, theo cửu u bản nguyên bên trong ngưng tụ ra tới đây. Hắn xuất hiện ở cửu u lúc, trước một đời công đức đạo nhân đối ứng cửu u chúa tể chi thân, đã biến mất không thấy gì nữa. Chính hắn theo sinh ra ý thức trong nháy mắt, cũng đã theo cửu u bản nguyên bên trong ngưng tụ thành hình. Mà béo cầu theo cửu u bản nguyên bên trong thành hình lúc. Hắn thì ở vào một cái kỳ quái hôn mê kỳ. Chờ hắn tỉnh lại thì, béo cầu đã sinh ra. Hắn đối với cửu u chúa tể hình thành quá trình, rất ngạc nhiên. Thế nào, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội a. Chỉ cần ngươi đưa ra thú vị ý kiến, ta đều khiêm tốn tiếp nhận. Ngươi đối với tương lai khả năng xuất hiện đệ đệ, có yêu cầu gì không? Thiên đạo bạch thấy bạch một mặt đau đầu bộ dạng, càng thêm vui vẻ. Bạch ngẩng đầu lên, nhếch miệng lên. Hắn nghĩ tới một cái tốt chỗ mấu chốt. Nếu như ngươi không lo lắng tương lai phát sinh hỗn loạn cùng thay đổi lời nói, ta muốn cái muội muội. Bạch chậm rãi nói. Thiên đạo bạch, có như vậy trong nháy mắt, hắn mộng bức. Không có sai, ta muốn cái muội muội. Vì vậy, có bản lĩnh ngươi lần sau tranh đoạt thiên đạo lúc, cho ta biến cái cửu u chúa tể đi ra. Bạch cười lạnh nói tới đây a, lẫn nhau thương tổn a. Thiên đạo bạch rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn sờ sờ cằm nói, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ nghĩ muốn cái muội muội, ngươi trở thành cửu u chúa tể về sau, quả nhiên biến hóa thật lớn. Hoặc là nói, ngươi nhớ tới năm đó tiểu bạch, nhưng tiểu bạch tuy rằng xinh đẹp, nhưng là nam hài. Lại nói, vừa rồi ta tại đưa cái kia tống tiểu hữu trở về hiện thế lúc,
hắn còn dùng Tiểu Bạch, chờ ngươi tóc dài tới eo đến sò xét ta. Ngươi liền giữa chúng ta như vậy xấu hổ chuyện cũ đều cùng cái này Tống Tiểu Hữu tiết lộ. Chậc chậc chậc, Bạch, quay đầu lại đặc biệt mã liền giết chết Tống Thư Hàng. Bất quá, cái này ý kiến rất thú vị, quay đầu lại ta thao tác lấy thử xem, nói không chừng thật có thể chuẩn bị cho ngươi một người muội muội bản cửu u chúa tể đi ra. Ngươi đợi đấy, nếu như sau muốn tấn chức thiên đạo, là nữ bản, vậy ngươi cũng không cần do dự, nhất định là ta chuẩn bị cho ngươi muội muội. Đương nhiên nếu như là nam bản ngươi cũng đừng thất vọng, dù sao ta không có khả năng nhất định sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Thiên đạo Bạch lại nói, mặt khác, ta muốn nói một chút lo lắng tương lai phát sinh cải biến cùng hỗn loạn loại chuyện này, ngươi cảm thấy lấy tính cách của chúng ta sẽ lo lắng sao? Ha 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 ha, tương lai càng là hỗn loạn, càng là phát sinh kịch lớn cải biến, lại càng là thú vị a. À. Nếu như lần này ánh mắt của hắn theo ngưng mắt nhìn tương lai trạng thái sau khi trở về, làm những chuyện như vậy có thể dẫn tới tương lai biến hóa, hắn tuyệt đối sẽ không chút lựa chọn đi làm. Đã hình thành thì không thay đổi tương lai, chẳng phải thành quan niệm về số mệnh. Quan niệm về số mệnh loại này vừa nghe cũng cảm giác không khí trầm lặng giảng pháp, hắn một chút cũng không thích. Nghe, cảm giác mình như là bị hạn chế, thành múa rối bên trong diễn viên, mặc người số mệnh thao túng. Hắn ưa thích vô hạn tương lai. Bạch bình tĩnh nói, là, lấy tính cách của chúng ta, quả thực sẽ không lo lắng tương lai phát sinh cải biến loại chuyện này. Hơn nữa, chúng ta có lẽ có cơ hội lựa chọn khác nhau tương lai. Thiên đạo Bạch duỗi ra ngón tay nói, làm như ta tại tiến nhập siêu thoát thiên đạo hình thức trong nháy mắt, ta thị giác giống như là nhảy ra dòng suối nhỏ cá, ta thấy được dòng suối nhỏ có vô số chi nhánh, hội tụ hướng khác nhau sông lớn. Có lẽ, mỗi một dòng suối nhỏ chi nhánh đều bao hàm khác nhau, vô hạn tương lai. Ta nhìn thấy tương lai, khả năng chỉ là tương lai bên trong một loại. Đây là quẻ thuật sư ưa thích dùng nhất lấy cớ. Đặc biệt là quẻ thuật nát quẻ thuật sư, lúc nào cũng ưa thích dùng tương lai lúc nào cũng sẽ sinh ra biến hóa loại này lời kịch tới đây lừa dối người. Bạch nói, ha 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 ha, bất quá, nếu quả thật bởi vì nguyên nhân của ta, dẫn đến tương lai biến rối tinh rối mù, nhất định sẽ rất thú vị. Thiên đạo Bạch ngưng cười, chân thành nói, ta là nhất định phải hoàn thành siêu thoát, ta quay đầu lại mà bắt đầu bố trí chuẩn bị ở sau, thừa dịp không có thoái vị phía trước. Trước theo thiên đạo vị trí bên trên đảo thoát đi ra ngoài. Chúc ngươi thành công, Bạch nói. Thiên đạo Bạch thân hình tại hạ một khắc, biến mở đi. Tại hắn tiêu tán không gặp về sau, tại chỗ để lại một thất thần tuấn con ngựa trắng. Đạp đạp đạp, con ngựa trắng nâng móng, nhẹ nhàng tại trong thạch thất đi vài bước. Tiếp đó, con ngựa trắng ngẩng đầu, nhìn Bạch liếc. Hắn rất nhân tính hóa đối với Bạch nhẹ gật đầu, lại nhấc chân một bước. Mở ra không gian thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Bạch, cái này con ngựa trắng, đương nhiên không phải năm đó trong sa mạc Thanh Sam thiếu niên trong tay cái kia con ngựa trắng. Cái kia con ngựa trắng chỉ là phổ thông thông thường ngựa, đã sớm không tồn tại. Trước mắt cái này đầu con ngựa trắng, hẳn là thiên đạo Bạch tại thiên đạo trạng thái thời gian, thí nghiệm kết quả. Cái này đầu con ngựa trắng không phải vật dụng thực tế, cũng không có sinh mệnh. Nó là cái này phong bế không gian hạch tâm, là quản lý hệ thống. Lúc trước, hắn chân trái cũng là từ cái này đầu con ngựa trắng bảo quản. Thiên đạo Bạch tại đem ánh mắt ném hướng tương lai lúc, hình chiếu liền phụ thân vào cái này đầu con ngựa trắng trên thân. Thiên đạo Bạch ánh mắt sau khi rời đi, con ngựa trắng sẽ tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ của mình, duy trì cái này phong bế không gian vận hành. Ta là con ngựa trắng chỉ chính là ý tứ này, chơi văn chữ trò chơi rất có ý tứ. Bạch trong lòng đặc biệt nhét. Hắn bọc khỏa thân bên trên cái mền. Cái này cái mền là công đức đạo hữu tác phẩm. Nếu thật như thế, nhìn tại công đức đạo hữu trên mặt mũi, quay đầu lại. Hắn phải thật tốt ghim một sóng cái gì cũng có thể bán tâm. Hắn theo thiên đạo Bạch trên thân cảm nhận được tâm nhét, đương nhiên muốn tìm cơ hội gấp bội chia sẻ cho người khác cùng một chỗ chia sẻ loại này tâm nhét cùng ghim tâm. Đừng hỏi vì sao, hắn là cửu u chúa tể. Làm chuyện loại này đạo lý hiển nhiên. Đi, chúng ta trở về. Quay đầu lại trước đánh một sóng béo cầu. Hắn, nói không chừng qua không được bao lâu muốn biến mất. Tại hắn biến mất phía trước, chúng ta cấp cho hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu, coi như là vì hắn tiễn đưa. Bạch đứng lên nói. Hắn đưa tay vỗ, cánh cửa không gian mở ra. Hắn nhấc chân bước vào cánh cửa không gian, chư thiên vạn giới đâm xuyên phi toa cũng theo sát với hắn sau lưng.
Sau một khắc, Bạch xuất hiện tại cái kia phiến bị sương mù xám bao phủ trên thảo nguyên. Hắn nhấc chân, dọc theo thẳng tắp đường nhỏ rời đi thảo nguyên. Cái mảnh này sương mù xám bao phủ thảo nguyên, là phong bế thế giới cùng hiện thế ở giữa hòa hoãn tầng cộng ô dù. Ngăn cách hiện thế cùng phong bế thế giới liên hệ. Bạch tiến lên tốc độ rất nhanh. Rất nhanh, hắn liền đuổi theo phía trước Tôm Hùm Thần chiến xa cùng Tống Thư Hàng một đoàn người. Ha 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 ha, Bạch tiền bối nhếch miệng lên. Tìm được ngươi rồi, Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối hạ giọng, trầm giọng nói. Tôm Hùm Thần chiến xa bên trên. Khôi Lỗi tiên tử truyền âm nhập mật nói, ta giống như đã nghe được vị kia cửu u bạch chúa tể thanh âm. Thanh âm là từ đằng sau truyền đến, ở vào cá ướp muối hiền giả hình thức Tống Thư Hàng, tỉnh táo truyền âm trả lời, không được quay đầu, nhất định là vậy cái màu xám trên thảo nguyên truyền đến dụ hoặc âm. Lúc trước rời đi cái lối đi kia lúc, vị kia có thể là thiên đạo bạch tiền bối dặn dò qua chúng ta, để cho chúng ta tuyệt đối không được quay đầu. Vì vậy, vô luận sau lưng chuyện gì xảy ra, truyền đến thanh âm gì, chúng ta đều không được quay đầu. Rốt cuộc nghịch nước hoàn tất sở sở. Nguyên bản nghe được bạch tiền bối thanh âm, vô thức muốn quay đầu lại. Nghe được Tống Thư Hàng truyền âm về sau, nàng ổn định đầu của mình, tuyệt đối không quay đầu lại hướng sau nhìn. Sư tôn, nếu như chúng ta quay đầu lại sẽ phát sinh chuyện gì? Sở sở truyền âm lên tiếng hỏi. Ấn kịch bản tới, chúng ta vừa quay đầu lại tiếp theo biến thành cột đá, hoặc là cột muối. Nói không chừng vừa quay đầu lại sẽ có siêu cấp chuyện kinh khủng đang chờ chúng ta. Chúng ta nhanh hơn chiến xa tiến lên tốc độ, sớm chút từ nơi này phiến màu xám trên thảo nguyên rời đi. Tống Thư Hàng tỉnh táo nói. Sau khi nói xong, Tôm Hùm Thần chiến xa tốc độ còn tăng lên một cái cấp bậc, nhanh chóng về phía trước tháo chạy. Sau lưng, Bạch tiền bối. Ha ha ha. Hảo tiểu tử, còn dám chạy. Quá ngây thơ rồi. Ngươi cho là mình có thể chạy ta sao? Ta có thể cho ngươi chạy trước 199 mét. Tiếp đó. Ăn ta một kích dài 200 mét trung yên thánh kiếm. Bạch tiền bối thật bắt đầu móc kiếm. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bị hắn tế ra, trong tay hắn nhanh chóng tổ hợp, trong nháy mắt liền biến thành 200 mét dài cự kiếm. Bạch tiền bối một tay giơ cự kiếm, nhìn ra Tống Thư Hàng đám người xe khoảng cách. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, còn dám trốn lời nói, liền ăn ta một kiếm. Bạch tiền bối trầm giọng nói. Không cần lo cho đằng sau thanh âm, toàn lực chạy. Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên. Bạch tiền bối, đây là ngươi tự tìm. 199 mét đã đến, ăn chết đi. Bạch tiền bối dùng sức giơ kiếm, về phía trước bước ra một bước. Trung Yên Thánh Kiếm bên trên, kinh khủng năng lượng bắt đầu ngưng tụ. Tiếp đó, Bạch tiền bối đột nhiên thất thần một chút, hắn nghĩ tới một sự kiện thiên đạo Bạch cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc qua. Tên kia tại sao phải tiếp xúc Tống Thư Hàng? Hắn đã từng quan sát qua Tống Thư Hàng, có thể xác định hắn không phải bất luận kẻ nào chuyển thế, sống lại chi thân. Vì vậy, hắn hẳn không phải là thiên đạo Bạch lưu lại chuẩn bị ở sau. Bạch tiền bối khẽ thất thần sau đó, đột nhiên chân vừa trượt. Đón lấy, hắn cứ như vậy ngã sấp xuống. Quanh Bạch tiền bối liền người mang 200 mét dài cự kiếm, rơi đập trên mặt đất. Mặt đất tan vỡ, chân chính long trời lở đất. May mà cuối cùng trong nháy mắt. Bạch tiền bối theo thất thần trong trạng thái thức tỉnh đến, thu đại bộ phận lực đạo. Nhưng dù cho chỉ có một phần ngàn vạn lực phá hoại, cửu u chúa tể nện hố, cũng là tận thế cấp thương tổn. Từ vừa mới bắt đầu, sau lưng truyền đến bạch tiền bối thanh âm thời gian, Tống Thư Hàng trong lòng liền sinh ra một loại nguy cơ trực giác. Liên hệ vị kia nghi là thiên đạo bạch cái vị kia giảng tuyệt đối không được quay đầu lời nói. Tống Thư Hàng cảm giác loại nguy cơ này nhất định nguồn gốc ở sương mù xám thảo nguyên lực lượng thần bí nguyền rủa. Tuyệt đối không thể quay đầu lại, tuyệt đối không thể. Vì vậy, nhanh hơn Tôm Hùm Thần chiến xa tiến lên tốc độ, là lựa chọn vô cùng chính xác. Thế nhưng chẳng biết tại sao, Tôm Hùm Thần chiến xa ra tốc phía sau. Trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại còn tăng cường. Chẳng lẽ, sau lưng vị kia, thật là bạch tiền bối. Tống Thư Hàng trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Nếu như là bạch tiền bối lời nói, hắn nói ăn ta một kiếm là chỉ Trung Yên Thánh Kiếm sao? Nếu như là Trung Yên Thánh Kiếm lời nói, ngược lại không cần sợ, đây là của ta bản mệnh pháp khí cá ướp muối hiền tài hình thức. Tống Thư Hàng tỉnh táo thầm nghĩ. Bất quá, nếu thật là bạch tiền bối lời nói,
cái kia bản thân cùng với hắn giải thích một chút, tránh cho không tất yếu hiểu lầm. Vậy là Tống Thư Hàng chuẩn bị lớn tiếng cùng Bạch Tiền Bối giải thích một chút không thể quay đầu lại quy tắc trò chơi. Thế nhưng hắn còn chưa tới kịp mở miệng, cũng cảm giác sau lưng truyền đến kinh khủng sóng xung kích. Đó là giống như tận thế long trời lở đất. Đối mặt dạng này trùng kích, Tống Thư Hàng trong lòng tuôn ra một loại cảm giác vô lực, đây là người bình thường tại đối mặt thiên tai thời gian cảm giác. Tôm hùm thần chiến xa bị tung bay đi ra ngoài, cường đại lực chấn động tác dụng tại Tống Thư Hàng, khôi lỗi tiên tử, sở sở, xích tiêu kiếm trên thân. Khôi lỗi tiên tử cùng xích tiêu kiếm không có việc gì. Loại trình độ này sóng xung kích bọn hắn còn chống đỡ được. Sở sở thì cảm giác trước mắt một đen, lần nữa hôn mê nghịch nước. Tống Thư Hàng thân hình trên không trung xoay nhanh lấy. Đang xoay tròn trong quá trình, hắn nhìn đến sau lưng Bạch Tiền Bối cầm trong tay cự kiếm, té ngã trên đất, đập ra một cái hố to hình ảnh. Không ổn a, ta quay đầu lại, kế tiếp ta sẽ hóa đá sao? Sẽ chết sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ, thế nhưng dù cho nghĩ đến hóa đá, trong lòng của hắn cũng không có chút gợn sóng. Vừa rồi long trời lở đất sóng xung kích, nguyên lai là Bạch Tiền Bối đất bằng ngã, khó trách có uy lực lớn như vậy. Ta chính diện bị xung kích đến, sẽ chết a. Không ổn a, ta phục sinh kim tệ làm lạnh còn chưa tới. Tống Thư Hàng trong lòng tiếp tục suy nghĩ lấy, nhưng tâm tình như trước rất bình tĩnh. Đất bằng ngã có uy lực lớn như vậy, lại thêm chuôi này dài 200 mét thánh kiếm, là Bạch Tiền Bối không sai. Đúng rồi, ta còn không có hóa đá hoặc chết sao? Ta rõ ràng đã quay đầu lại, vì sao chuyện gì đều không có phát sinh? Tống Thư Hàng thân thể trên không trung từng vòng xoay tròn lấy, hơn nữa thật sâu rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ là vị kia thiên đạo Bạch Tiền Bối tại hù ta? Ta bị gạt, coi như là quay đầu lại, cũng căn bản không có việc gì. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời điểm, thân thể của hắn không tự chủ được hành động. Nguyên bản đang xoay tròn lấy thân thể, cưỡng ép đình chỉ xoay tròn. Sau một khắc, chân hắn đạp hư không, hướng điểm xuất phát đi. Đồng thời, trong mắt hắn sương mù xám biến càng nồng nặc lên. Cái gì đều nhìn không tới. Quay đầu lại, thật là có đại giới. Đại giới liền là sẽ bị lạc tại cái mảnh này màu xám trên thảo nguyên, lâm vào to lớn trong mê cung. Có thể không thể đi ra ngoài, liền phải xem vận khí. Chân còn chưa tới kịp dung hợp trở về, vậy mà lại ngã. Bạch Tiền Bối thu hồi Trung Yên Thánh Kiếm, theo hố bên trong bỏ lên. Lúc hắn theo hố bên trong leo ra thời gian, vừa hay nhìn thấy Tống Thư Hàng hai mắt mê mang, theo đỉnh đầu hắn hư không bước qua đi hình ảnh. Ngươi ở chơi cái gì? Bạch Tiền Bối nói. Bạch Tiền Bối, không tốt, ta vừa rồi không cẩn thận quay đầu lại, chúng cái mảnh này thảo nguyên nguyền rủa. Tống Thư Hàng kêu lên, tại đây phiến trên thảo nguyên. Một khi quay đầu lại liền sẽ phát sinh chuyện đáng sợ. Ta cảm giác ta kế tiếp muốn mất phương hướng tại đây phiến trên thảo nguyên. Bạch Tiền Bối, hắn đưa tay lăng không một chảo, một cái tay vô hình đem Tống Thư Hàng bắt lấy, đưa hắn bắt được trước mặt mình. Nhưng coi như là bị bắt lấy, Tống Thư Hàng thân thể còn đang ở không ngừng dãy giụa lấy, tựa hồ muốn hướng sương mù xám thảo nguyên ở chỗ sâu trong chạy tới. Bạch Tiền Bối, không phải nguyền rủa. Mà là một loại quy tắc hệ lực lượng. Có thể cởi bỏ sao? Có thể cứu chữa sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Đương nhiên, Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối giúp ta. Đang có ý này, Bạch Tiền Bối đạo, dứt lời hắn một tay nắm lên Tống Thư Hàng chân, chộp vào không trung điên cuồng vung vòng tròn tới đây. A, Bạch Tiền Bối, ngài đây là muốn làm cái gì? Tống Thư Hàng vất vả nói. Loại này bị vung mạnh lấy cuồng ném hình ảnh. Lại để cho hắn không khỏi nhớ lại Lệ Chi Tiên Tử Phong Hỏa Luân đại xoay tròn. Chỉ là Bạch Tiền Bối vung mạnh nhanh hơn, càng có lực lượng, lực sát thương càng lớn. Không được, đầu tốt đánh ngất, muốn ói, thân thể cảm giác muốn giống như mì sợi bị ném dài quá. Cảm giác muốn chết rồi. Bạch Tiền Bối, sẽ chết. Tống Thư Hàng kêu lên, đồng thời, trong đầu hắn còn rất tỉnh táo tại nhớ lại bản thân hôm nay là ở đâu đắc tội Bạch Tiền Bối. Thế nhưng không nghĩ tới a. Mấy ngày nay bởi vì phục sinh kim tệ thời gian làm lạnh còn chưa tới nguyên nhân, hắn rất kiềm chế xung động. Quá tìm đường chết sự tình, hắn bình thường không làm. Vì vậy, có lẽ không có đắc tội Bạch Tiền Bối mới đúng a. Bạch Tiền Bối nếu như sai rồi lời nói, ta có thể xin lỗi sao? Cá ướp muối hiền giả hình thức Tống Thư Hàng, tỉnh táo lên tiếng hỏi.
ý đồ có thể có cái biện pháp giải quyết. Đã muộn, hôm nay ngươi chết cho ta bên trên một lần. Bạch tiền bối nói. Đừng a, ta phục sinh CD còn không có làm lạnh. Tống Thư Hàng nói. Bạch tiền bối, nhiều lời vô dụng, ăn chết a. Đại phong xa vung mạnh nhanh hơn, đáng sợ hơn. Tống Thư Hàng thân thể cùng bầu không khí cọ sát, da biến đỏ thẫm, tựa như rơi vào tầng khí quyển thiên thạch. Trên thân cái kia phỏng chế cái mền theo xoay tròn, còn phát ra một hồi tiếng rít, giống như là tại Tống Thư Hàng tự động phối âm. Cũng không biết qua bao lâu, Tống Thư Hàng hai mắt một đen, rốt cuộc đỡ không được hôn mê bất tỉnh. Bạch tiền bối hài lòng tiện tay quăng ra, đem Tống Thư Hàng ném về tới tôm hùm thần chiến xa bên trên. Xích Tiêu Kiếm nhìn nóng lên Tống Thư Hàng liếc, nói khẽ, lạnh. Không đúng, là chín. Bạch tiền bối vài bước vượt đến chiến xa vị trí, đi, rời đi địa phương quỷ quái này. Khôi lỗi tiên tử nhu thuận điều khiển lên chiến xa. Cửu U Chúa Tể ngồi ở bên cạnh ta, thật đáng sợ. Trên người của hắn giống như tùy thời tràn đầy hủy diệt cùng thế gian cường đại nhất kinh khủng, ta muốn bị sợ hãi, thật là muốn ôm ngồi xổm phòng run lẩy bẩy, làm sao phá, tại tuyến đợi, thật gấp. Khôi lỗi tiên tử thật rất bội phục Tống Thư Hàng gia hỏa này, rất có thể là chư thiên vạn giới duy nhất một cái chính diện chọc giận Cửu U Chúa Tể về sau, còn có thể vui vẻ tu sĩ. Hắn phục sinh CD còn có bao lâu thời gian? Bạch tiền bối ngồi ở khôi lỗi thiên tử bên người, lên tiếng hỏi. 6 ngày, hoặc là 7 ngày, khôi lỗi thiên tử cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Thời gian 1 tuần sao? Rất tốt, chờ hắn sau khi tỉnh lại nói cho hắn biết, việc này không để yên, 1 tuần sau ta lại đến tìm hắn. Đắc tội Cửu U Chúa Tể, mơ tưởng bình an sống được. Bạch tiền bối nghiêm túc nói. Khôi lỗi thiên tử dùng sức gật đầu vị này Cửu U Bạch Chúa Tể khi nghiêm túc, quá dọa người. May mà nàng là khôi lỗi thân thể, nếu không nước mắt đều bị sợ đi ra. Tôm hùm thần chiến xa nhanh chóng tiến lên, rốt cuộc đến màu xám thảo nguyên phần cuối. Lúc chiến xa lại tiến lên 1 bước thời gian, liền từ cái này màu xám thảo nguyên bên trong rớt đi ra. Đã rơi vào Điền Thiên Đảo vị trí. Điền Thiên Đảo bên trên. Điền Thiên Đảo chủ cùng thất sinh phù phủ chủ đã bận bịu thành một đoàn. Lúc trước, lúc Điền Thiên Đảo chủ theo phong bế không gian trở về sau, hắn tất cả hồn phách tập hợp đủ. Lưu lại trên đảo nhỏ phục sinh phương pháp đã bị kích hoạt, hắn cải tạo nhục thân, khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí, cảnh giới của hắn càng tiến một bước, không chỉ kim đan diễn đồ hoàn mỹ hoàn thành, hơn nữa kim đan diễn đồ còn đã xảy ra dị biến, biến phức tạp hơn, càng có tiềm lực. Tuy rằng dùng xong hắn vất vả bố trí phục sinh trận, bất quá nói tóm lại, cá nhân hắn tiền lời lớn hơn tổn thất. Đã có tại phong bế không gian bên trong thí luyện cùng lĩnh ngộ, kế tiếp hắn tấn chức lục phẩm đem nước chảy thành sông, đã liền đối kháng lục phẩm thiên kiếp, cũng có rất lớn nắm chắc. Nhưng đối với toàn bộ Điền Thiên Đảo mà nói, lần này phong bế không gian là tai họa bất ngờ. Lúc toàn bộ Điền Thiên Đảo theo phong bế không gian bên trong sau khi trở về, trên đảo có không ít cư dân hồn phách bị thương, cần chữa trị càng tiêu xài tốn kém. Còn có một chút thành viên hồn phách, tựa hồ còn không có theo cái kia phong bế không gian bên trong đi ra. Tỷ như Điền Điềm phó đảo chủ, nàng còn có một bộ phận hồn phách không có trở về vị trí cũ, nàng lúc này ở vào người sống đời sống thực vật trạng thái. Điền Thiên Đảo chủ buồn sinh tóc trắng. Như thường ngày, Điền Thiên Đảo bên trên sự vụ đều là Điền Điềm phó đảo chủ xử lý. Hiện tại những sự tình này đều rơi xuống trên đầu của hắn. May mà có hảo hữu thất sinh phù phủ chủ tại hiệp trợ hắn. Oanh Tống Thư Hàng tôm hùm thần chiến xa rơi vào Điền Thiên Đảo bên trên. Điền Thiên Đảo chủ trước tiên phát hiện, nhanh chóng hướng chiến xa vị trí lướt đến. Là Thư Hàng tiểu hữu. Điền Thiên Đảo chủ trong lòng vui vẻ Tống Thư Hàng tại cái đó quỷ dị trong không gian, về sau có gặp lại Điền Điềm sao? Bạch tiền bối gặp Điền Thiên Đảo chủ cùng thất sinh phù phủ chủ lướt đến thời gian, liền mở ra cánh cửa không gian, trước giờ 1 bước rời đi. Khôi lỗi tiên tử nặng nề nhẹ nhàng thở ra. Sợ hãi, liền kết thành đầu gối hợp kim titan cốt cách đều hù dọa mềm nhũn. Sau đó, nàng một đầu chui vào đến Tống Thư Hàng trong hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng cho nàng mở ra hạch tâm thế giới thông hành quyền hạn, còn không có hủy bỏ. Tôm hùm thần chiến xa. Tự chủ trở về Tống Thư Hàng trong cơ thể. Thư Hàng tiểu hữu hôn mê, hắn miệng sùi bọt mép, nhìn qua rất thống khổ bộ dạng. Vị này sở sở cô nương cũng hôn mê bất tỉnh lấy.
trước đem bọn hắn đưa đến chữa bệnh điện đi, tiến hành trị liệu. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lúc Tống Thư Hàng lần nữa khi mở mắt ra, ngoại giới sắc trời dần tối, đã là hoàng hôn thời gian. Hắn phát hiện mình nằm ở một tấm trên giường bệnh, sát vách giường ngủ bên trên là đệ tử của hắn Sở Sở. Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng ở giữa, đưa tay hướng bên cạnh một chảo, chạm tới điện thoại di động của mình. Tráng váng đầu, muốn ói, Bạch Tiền Bối bản đại phong sa di chứng còn không có hoàn toàn khôi phục. Hắn trước tiên trước mắt nhìn ngày. Ngày 17 tháng 10 năm 2019, thứ năm, 17:33. Thời gian cùng ta đoán chừng không sai biệt lắm. Khoảng cách phục sinh kim tệ CD, còn có 6 ngày. Hôm nay sau khi kết thúc, còn có 5 ngày. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Phong bế không gian sự tình, báo một giai đoạn cũng không biết Điền Thiên Đảo bây giờ là không bình an vô sự. Kế tiếp, hắn cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Chờ Điền Thiên Đảo sự tình sau khi kết thúc, không sai biệt lắm là lúc trở về Giang Nam Đại học thành. Tống Thư Hàng nói khẽ. Mục tiêu là hòa bình sống qua kế tiếp 6 ngày thời gian. Đương nhiên, tốt nhất còn là chờ Bạch Tiền Bối theo cái kia phong bế không gian bên trong đi ra sau lại trở về Giang Nam Đại học thành, dạng này an toàn của hắn phương diện sẽ càng có bảo đảm. Lúc này, tại Thái Bình Dương bên trong một tòa đảo nhỏ trên bờ cát. Một vị váy đen tiểu cô nương, trần trụi hai chân ngồi xổm trên bờ cát, cát theo ngón chân của nàng ở giữa chảy ra, lấp lánh tỏa sáng. Lúc này, váy đen tiểu cô nương đang tại nướng thịt to lớn mực chân, nàng một bên nướng thịt, một bên tính toán thời gian, còn có 2 ngày, cũng có thể đi tìm Tống Thư Hàng thu hồi một cái đầu. Nếu như Tống Thư Hàng có thể cho ta chuẩn bị một cái hài lòng đầu thì tốt rồi. Nếu vẫn không được, nàng thật muốn vặn xuống Thư Hàng tiểu hữu đầu sao? Thật muốn vặn sao, nàng rơi vào trầm tư. Dù sao cũng là nam nhân đầu, cùng nàng có thể hay không có chút không xứng. Nghĩ nửa ngày về sau, nàng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ừ, vặn đi, nói chuyện muốn tính lời nói. Nhiều nhất tìm được thích hợp hơn đầu về sau, lại đem Thư Hàng tiểu hữu đầu trả lại cho hắn. Chút bất chi bất giác, nàng tựa hồ đã bỏ đi đem nguyên bản sợ các chủ đầu lắp ráp lại ý nghĩ. Ngày 16 phi thuyền tại trước khi mất tích truyền đến tin tức đây là một cái có được 4 viên kim đan biến dị con mồi. Nhìn thấy chưa, trong cơ thể nó 4 miếng kim đan hạch tâm, như thế chói mắt. Tìm được hắn, hắn chính là ta nhóm hoàn mỹ nhất con mồi. Vô luận như thế nào, cũng muốn nhận đến hắn. Một đám kim đan kẻ săn thú, thiên nhân tộc kích động toàn thân run rẩy. Bọn hắn khát vọng tìm được trong tình báo tu sĩ biến dị thể. Nếu là có thể săn bắn đến dạng này con mồi, chính là vô thượng vinh quang. Bá Tống Huyền Thánh không biết còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta sao? Hắn thật có thể nghiên cứu ra chữa trị cửu u tà năng xâm cắn phương pháp sao? Thanh Loan Thánh Quân mang theo 2 cái tóc màu tiểu cô nương, rơi vào trầm tư. Thừa dịp còn không có trở về thú giới, có muốn hay không lại đi bái phỏng xuống Bá Tống Huyền Thánh? Hạch tâm lò phản ứng tín hiệu lại xuất hiện. Thế nhưng tín hiệu rất không ổn định. Lóe lên tức thì, cẩn thận lại tập trung tín hiệu của nó, vật thí nghiệm khả năng bị người phá hủy, nhưng hạch tâm lò phản ứng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Đáng hận, vật thí nghiệm rõ ràng bị chúng ta tẩy não thành công, vì sao còn sẽ đào tẩu? Trước đêm hạch tâm lò phản ứng tìm trở về rồi hãy nói, thật không được, chúng ta muốn xuất động vũ khí bí mật. Xuống một trạm ta đã cùng Thư Hàng tiểu hữu hẹn rồi. Lưu diễn sẽ địa chỉ ngay tại Giang Nam Đại học thành. Một vị mới nhất quật khởi cấp thế giới thiên hoàng siêu sao hạc hạc cười nói. Hơn nữa hắn viết một đầu ca khúc mới, muốn tặng cho Thư Hàng tiểu hữu cùng Vũ Nhu Tử, 2 vị này chân chính cho cốt cấp người hâm mộ. Hỗn loạn hải vực, đáy biển. Một cái toàn thân dài khắp vảy màu đen nhân hình nhân vật, bị không gian kẽ nứt ném đi ra. A hắn kêu thảm một tiếng, thống khổ dựa trên mặt đất. Sau đó, hắn đưa tay nhanh chóng tại bên cạnh lục lọi, ma lực nạp tiền máy đây, ma lực nạp tiền máy đi đâu? Rõ ràng là cùng ta cùng một chỗ theo cái kia cổ xưa không gian trận pháp xông qua tới đây, đi nơi nào? Lục lọi sau một lúc lâu, không có mò tới cái kia ma lực nạp tiền máy. Cái này vảy màu đen nhân hình sinh vật mở to 2 mắt nhìn, nghẹo đầu, treo. Tống Thư Hàng rời giường về sau, xoa nhẹ căng đau đầu, đứng lên đi ra ngoài cửa. Lúc này, Điền Thiên Đảo chủ cùng một vị xinh đẹp thiên tử đang hướng gian phòng của hắn đi tới. Thư Hàng, người đã tỉnh,
Điền Thiên đảo chủ vui vẻ nói, hắn chờ Tống Thư Hàng tỉnh lại đã lâu rồi. Hắn hy vọng có thể theo Tống Thư Hàng trong miệng nhận đến liên quan tới Điền Điềm tin tức. À, Thư Hàng tiểu hữu, đã lâu không gặp, bên cạnh tiên tử cười nói. Lệ Chi tiên tử, buổi tối tốt, Tống Thư Hàng nhào nặn mi tâm, bình tĩnh nói cá ướp muối hiền giả hình thức lại vẫn không có biến mất. Điền Thiên đảo chủ, thân thể còn chưa được sao, tốt hơn nhiều, còn có chút di chứng, bất quá lấy thể chất của ta, lập tức có thể khôi phục. Tống Thư Hàng nói. Điền Thiên đảo chủ trầm tĩnh lại, tiếp đó hắn không thể chờ đợi được mà hỏi, Thư Hàng. Ngươi theo cái kia quỷ dị trong không gian lúc trở lại, có hay không có lại nhìn, nữa Điền Điềm. Điền Điềm phó đảo chủ không phải cùng Điền Thiên tiền bối ngài cùng một chỗ trở về sao? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại. Lúc ấy cả tòa Điền Thiên đảo cùng người ra mặt đều theo phong bế không gian bên trong lui ra ngoài, bao gồm Điền Điềm phó đảo chủ. Điền Điềm hồn phách chỉ trở về một bộ phận, Điền Thiên đảo chủ cười khổ nói. Tống Thư Hàng suy tư một lát, nói, có lẽ, Điền Điềm tiền bối đang đứng ở thuộc về của nàng thí luyện bên trong. Cái kia phong bế không gian, tựa hồ là một cái thí luyện loại hình không gian, nếu như có thể thông qua thí luyện lời nói, có thể đạt được to lớn chỗ tốt. Hắn nhớ kỹ. Tại phong bế không gian bên trong thời gian, toàn bộ Điền Thiên đảo đều là thí luyện. Tiếp đó cái kia tôn màu xám đại Phật, bạch tiền bối, đều ở vào thí luyện hình thức bên trong. Sau khi thành công, sẽ có ban thưởng. Thí luyện, Điền Thiên đảo chủ nghe vậy về sau, chau mày, Điền Điềm nàng có chút ngây ngốc, quỷ dị không gian bên trong thí luyện, nàng có thể thông qua sao? Tống Thư Hàng mở chừng hai mắt Điền Điềm phó đảo chủ không phải một mực xưng Điền Thiên vì ngu xuẩn ca ca sao? Làm sao tại Điền Thiên tiền bối trong miệng, ngược lại là nàng biến thành ngây ngốc được. Điền Thiên tiền bối, ngươi không cần quá mức lo lắng. Tống Thư Hàng bình tĩnh an ủi, bạch tiền bối còn đang ở cái không gian kia bên trong, nếu như Điền Điềm tiền bối còn đang ở trong không gian, bạch tiền bối có lẽ có thể tìm tới nàng. Điền Thiên đảo chủ suy nghĩ một chút về sau, nhẹ gật đầu xem ra, kế tiếp hắn có thể làm đúng là hướng bạch tiền bối cầu nguyện. Sự tình bàn giao đã xong. Lệ Chi tiên tử lên tiếng hỏi. Điền Thiên đảo chủ nhẹ gật đầu. Lệ Chi tiên tử, cái kia Thư Hàng tiểu hữu, kế tiếp chúng ta tâm sự. Lần trước thực tiên yến thời gian, quên cùng ngươi trò chuyện việc này. Chuyện gì? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Chờ, ta mở video nói chuyện phiếm. Lệ Chi tiên tử mở ra điện thoại di động của mình, tiếp đó lại mở ra video trò chuyện công năng, đem chắn màn nhắm ngay Tống Thư Hàng. Chắn màn bên kia, rất nhanh liền tiếp thông. Thi Loli đầu xuất hiện ở trong tấm hình. Tống Sư Huynh, buổi sáng tốt lành. Thi Loli nghiêm túc nói. Tống Sư Huynh, chúng ta lại gặp mặt. Trúc Loli đồng dạng đang vẽ mặt bên trong phất tay. Ngay sau đó, lại có mấy cái đầu nhỏ chen đến trong tấm hình. Thi với tư cách là quần Loli đại tỷ tỷ, bắt đầu vì Tống Thư Hàng giới thiệu. Tống Sư Huynh, mấy vị này đều là sư muội của ta. Hai vị này dài song bào thai là Mục Bội Cửu cùng Mục Bội Ngưng, vị này tóc tím chính là Phi Tử Sa sư muội, vị này uống trà chính là Bích Tình sư muội, cuối cùng vị này chính là Thái Vân Diêu sư muội, nàng là trời sinh tinh linh. Mọi người khỏe a? Tống Thư Hàng đối với nhóm này tiểu cô nương phất phất tay. Trong tấm hình, một đám tiểu la lị sắp xếp ngồi. Thi lên tiếng nói, Lệ Chi quả vải tiền bối, có thể bắt đầu á. Tốt Điền Thiên đạo hữu. Hỗ trợ cầm một chút điện thoại, cảnh sẽ đối chuẩn ta cùng Thư Hàng tiểu hữu. Lệ Chi tiên tử đưa điện thoại di động giao cho Điền Thiên đảo chủ. Điền Thiên đảo chủ một mặt nghi hoặc tiếp nhận điện thoại. Tiếp đó Lệ Chi tiên tử kéo lên tay áo, lộ ra trắng noãn hai tay, Thư Hàng, nhớ kỹ chớ phản kháng a, buông lỏng, phối hợp ta diễn trận đùa giỡn, thỏa mãn xuống những tiểu tử này. Tống Thư Hàng, Lệ Chi tiên tử đây là muốn làm cái gì? Bất quá hắn vẫn gật đầu. Tận lực buông lỏng bản thân. Lúc này, Lệ Chi tiên tử ngồi chồm hổm xuống, bắt lấy chân của hắn mắt cá chân, ngẩng đầu đối với hắn lộ ra đáng yêu dáng tươi cười. Tống Thư Hàng, nụ cười này trong có âm mưu. Đại phong xa, Lệ Chi tiên tử nắm lên Tống Thư Hàng, mạnh đứng lên, trắng noãn cánh tay điên cuồng vung mạnh lên. Tống Thư Hàng lại một lần biến thành đại phong xa. A, Lệ Chi tiên tử, không được, không muốn sẽ nôn. Tống Thư Hàng phát ra bình tĩnh tiếng kêu thảm thiết. Bạch tiền bối đại phong xa di chứng còn chưa kết thúc, Lệ Chi tiên tử lại tới đại phong xa, muốn nhổ ra. Thật muốn nhổ ra. Điền Thiên đảo chủ,
Video nói chuyện phiếm trong tấm hình, đám kia tiểu tiên tử dùng sức vỗ tay. Thật là lợi hại, Lệ Chi quả vải tiền bối thật là lợi hại. Nỗ lực lên, Lệ Chi quả vải tiền bối. Dao động đến bá Tống Huyền Thánh mang thai, lại để cho hắn cũng biết 10 tháng hoài thai thống khổ. Lại để cho bá Tống Huyền Thánh khóc lên, Tống Thư Hàng, ai, chỉ cần những thứ này tiểu tiên tử vui vẻ là được rồi. Ở vào cá ướp muối hiền giả hình thức hắn, tỉnh táo suy nghĩ lên một sự kiện. Hắn phát hiện những thứ này tiểu tiên tử nhóm tri thức dự trữ chưa đủ cùng một sai lầm muốn biết rõ dựa vào đại phong sa cuồng ném, là không thể nào ném đến mang thai. Tựa như nạp thoại phí không thể đưa con, đây là một cái lý giải chỗ nhầm lẫn, cần sửa lại. Mặt khác nếu như không phải cá ướp muối hiền giả hình thức lời nói, hắn còn có thể phối hợp với chảy điểm nước mắt, biểu diễn bá Tống Huyền Thánh bị ném đến khóc hình ảnh. Nhưng thật đáng tiếc, hắn hiện tại nội tâm gợn sóng không sợ hãi. Một giọt nước mắt cũng chảy không đi ra. Sau một lúc lâu Tống Thư Hàng yếu ớt ngồi tê mông trên vách tường, sắc mặt tái nhợt, tráng váng đầu muốn ói. Lệ Chi tiên tử nhẹ nhàng lắc lắc bàn tay nhỏ bé, nàng vừa rồi đại phong sa không có dụng hết toàn lực, hoàn toàn là biểu diễn tính chất, Thư Hàng tiểu hữu, người biến nặng, người cần giảm béo. Tại sử dụng đại phong sa trong quá trình, nàng cảm giác Tống Thư Hàng thân thể thập phần nặng nề, huy động lên thời điểm rất hao tổn lực lượng. Nàng thu hồi điện thoại, video nói chuyện phiếm đối diện, đám kia tiểu tiên tử cảm thấy mỹ mãn. Tráng váng đầu, muốn ói. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Lệ Chi tiên tử bình tĩnh nói, mang thai cũng là loại cảm giác này. Tiên tử ngươi mơ tưởng gạt ta, nhìn là mang thai pháp thuật này, ta cũng hưởng qua. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Lệ Chi tiên tử, nàng lập tức não bổ ra Tống Thư Hàng đối với tấm gương sử dụng nhìn là mang thai hình ảnh. Tiên tử ngươi tìm ta có việc sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu, lên tiếng hỏi. Ừ, ban đầu ta là tới vì Điền Thiên Đạo Hữu đưa phục sinh pháp khí, bất quá Điền Thiên Đạo Hữu đã phục sinh, ta phục sinh pháp khí liền không dùng được. Ta bên kia còn có chút muốn bận bịu, vì vậy chuẩn bị đi về trước. Trên đường ta sẽ trải qua Hoàng Sơn tiền bối động phủ, vì vậy Thư Hàng tiểu hữu trên người của ngươi cái kia chiếc thiên nhân máy phi hành có thể từ ta trước mang về. Lệ Chi tiên tử giải thích nói. Hoàng Sơn tiền bối hy vọng nghiên cứu thiên nhân phi thuyền, tiếp đó phá giải hắn. Đến lúc đó, lại để cho thiên nhân tộc ra hỏa tại săn bắn sau khi thất bại, cũng mơ tưởng mượn máy phi hành rất nhanh chạy trốn. Không có vấn đề, bất quá cái kia máy phi hành khá lớn, chúng ta đi ra bên ngoài đi. Tống Thư Hàng nói. Ra ngoài phòng trên đất trống về sau, Tống Thư Hàng đưa tay, theo trong hạch tâm thế giới thả ra cái kia thiên nhân máy phi hành. Mặt khác. Ta chỗ này còn có cái thiên nhân tộc tù binh. Bất quá hắn có lục phẩm cảnh giới, Lệ Chi tiên tử muốn cùng một chỗ mang đi sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Lệ Chi tiên tử khoát tay áo, cái này lưu cho Hoàng Sơn tiền bối bản thân tới lấy, ta không rảnh tội phạm. Sau đó, nàng lấy ra túi càn khôn, đem thiên nhân máy phi hành chứa vào. Đúng rồi, có rảnh ngươi online liên hệ Hoàng Sơn, tiếp đó ngươi muốn loại hình tiên thuyền có thể trực tiếp nói cho hắn biết. Muốn định chế hàng đặt theo yêu cầu cũng không thành vấn đề. Lệ Chi tiên tử nói. Tống Thư Hàng, tốt, tiên tử. Ta đây liền đi trước một bước, gần nhất bởi vì chư thiên vạn giới thông đạo nguyên nhân, sự tình đặc biệt nhiều. Điền Thiên Đạo Hữu, Thư Hàng tiểu hữu, chúng ta lần tới gặp. Lệ Chi tiên tử nói. Nói xong, tiên tử thả người hóa thành một đạo độn quang, bay nhanh trốn khoảng cách Điền Thiên Đảo. Lệ Chi tiên tử sau khi rời đi. Tống Thư Hàng cũng quyết định rời đi, hắn chuẩn bị trở về Giang Nam Đại học thành vị trí. Rời đi phía trước, đem hắn phân thân tách ra tới đây, lại để cho phân thân tiến về trước Lan Tây đảo phòng ăn, đưa hắn ở tại chỗ này, xung làm tọa độ. Chỉ cần bạch tiền bối theo cái kia phong bế không gian bên trong đi ra, Tống Thư Hàng có thể thông qua hạch tâm thế giới vì ván cầu, theo Giang Nam Đại học thành vị trí, nhảy đến Lan Tây đảo phòng ăn bên trên. Từ khi đã có được phân thân về sau, hạch tâm thế giới có càng nhiều công năng bị khai phá đi ra. Đáng tiếc phân thân chỉ có một cái. Nếu là có nhiều phân thân lời nói, vậy hắn có thể cầm giữ có càng nhiều không gian tọa độ. Cái này phòng ăn không thể lãng phí. Lúc trước bạch tiền bối phân thân từng nói qua, muốn thử xem mở phòng ăn niềm vui thú. Nói không chừng bạch tiền bối bản thể đối với việc này cũng có hứng thú. Hơn nữa, nếu như sở sở có tiên chủ phương diện thiên phú, gian phòng này phòng ăn có thể cho nàng trước luyện tay một chút.
Nếu như Sở Sở tiên chủ thiên phú thật rất không tồi, Tống Thư Hằng còn có thể thử đem nàng giới thiệu đến Biệt Tuyết Tiên Cơ lưu học. Bố trí thỏa đáng về sau, Tống Thư Hằng lại đem Sở Sở chứa vào hạch tâm thế giới, hướng Điền Thiên đảo chủ tạm biệt. Chờ một chút, Thư Hằng tiểu hữu, lần này có thể theo cái kia quỷ dị trong thế giới đi ra, may mắn mà có hỗ trợ của ngươi. Điền Thiên đảo chủ cảm tạ nói, quỷ dị không gian bên trong, nếu không phải có Tống Thư Hằng chống cự cuối cùng hai sóng tai kiếp, Điền Thiên đảo chỉ sợ đã diệt sạch. Tống Thư Hằng nói, Điền Thiên tiền bối, ngài quá khách khí. Hắn theo tiến nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần đến bây giờ, trong nhóm các tiền bối một mực ở trợ giúp hắn. Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong thành viên, đối với hắn mà nói, có được lấy đặc thù ý nghĩa. Vì vậy giống như Điền Thiên đảo chuyện như vậy kiện, hắn đương nhiên sẽ toàn lực ra tay giúp đỡ. Ta nghe nói người tu luyện là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, như vậy đối với linh thú có hứng thú sao? Điền Thiên đảo chủ mỉm cười nói, ta Điền Thiên đảo bên trên, cũng thuần dưỡng cũng rất nhiều linh thú. Vừa vặn có thể cho ngươi một bộ phận, với tư cách tâm ý của ta. Linh thú, đây chính là vật hắn muốn. Hắn nguyên bản liền chuẩn bị nghĩ biện pháp theo các vị tiền bối trong tay vào tay một đống linh thú, linh thực, thiên tài địa bảo loại hình nguyên liệu nấu ăn các loại đồ vật. Đi theo ta, năm nay đúng lúc là linh thú sinh sôi nảy nở thời kỳ, người ưa thích cái nào linh thú, cứ việc chọn. Điền Thiên đảo chủ lên tiếng nói. Ta đây liền từ chối thì bất kính, Tống Thư Hằng gật đầu nói. Ngày 17 tháng 10, buổi tối 11:55. Tống Thư Hằng tế lên vùng vòng bảo hộ bảo đao phách toái, lần nữa hướng Điền Thiên đảo chủ tạm biệt, bước lên đường về. Hắn trong hạch tâm thế giới, hơn nhiều gần trăm đầu, hơn 30 chủng loại linh thú, đều thuộc về hắn cần loại hình. Phân thân cũng đã đến Lan Tây đảo phòng ăn, tại đó tạm trú đi xuống, với tư cách tọa độ. Bảo đao phách toái tại biển rộng mênh mông bên trên xuyên thẳng qua, hướng Trung Quốc vị trí tiến lên. Chỉ cần không tiến nhập hỗn loạn hải vực, sửa đổi qua điện thoại hướng dẫn có thể chính xác sử dụng, không cần lo lắng lạc đường. Trong cơ thể năm hạch tâm kim đan cam đoan phách toái đao động lực sung túc, cũng không cần lo lắng bay đến trên đường đột nhiên nguồn năng lượng hao hết vấn đề coi như là mệt mỏi thật sự, hắn còn có hạch tâm thế giới, có thể tùy thời đi vào nghỉ ngơi. Chính là một cái người đang không trung bay lên lúc, thoáng có chút nhàm chán. Theo Điền Thiên đảo bay đến Trung Quốc khoảng cách khá xa. Tống Thư Hằng lại không muốn đua xe. Hắn tựa ở bảo đao phách toái trên hàng rào, nhìn qua phía dưới biển rộng mênh mông. Thời điểm này, cũng không có cá voi lớn nhảy ra lại để cho hắn vui mừng a một chút, mênh mông bát ngát mặt biển nhìn lâu rồi cũng sẽ chán ngấy. Còn nữa đêm đã khuya, trên mặt biển cũng là một mảnh đen xì, không có gì đẹp mắt. Không nghĩ tới, ta cũng có ngự đao phi hành vượt qua hải vực một ngày. Tống Thư Hằng nói khẽ. Dựa vào lực lượng của mình, vượt qua hải vực, ngẫm lại cũng cảm giác đẹp trai. Thời gian dần dần trôi qua. Ngày kế tiếp rạng sáng 2 giờ. Tống Thư Hằng ngoan cường sống quá một ngày, khoảng cách kim tệ thời gian làm lạnh còn có 5 ngày. Trong lúc, Tống Thư Hằng vì điện thoại di động của mình nạp gửi điện trả lời cuồng đao tam lãng tiền bối nghiên cứu phát minh sạc pin thuật thật sự là hiện đại tu sĩ phúc âm. Không được, một người thật sự quá nhàm chán, Tống Thư Hằng nói. Mặt khác, tại qua đêm khuya 12 giờ trong nháy mắt, trên người hắn cái loại này cá ướp muối hiền giả hình thức liền giải trừ. Nội tâm không cách nào nữa duy trì gợn sóng không sợ hãi Tống Thư Hằng, cảm giác nhàm chán đến bạo tạc. Vì vậy tìm người đi ra nói chuyện phiếm đi. Tống Thư Hằng ánh mắt chuyển rời đến trong hạch tâm thế giới. Sở Sở còn đang ở trong hôn mê, Tiểu Âm Trúc cũng ở đây ngủ. Quy Tiền bối cùng Thông Nương tại đả tọa tu luyện. Sở các chủ tại thổi bong bóng. Cái kia lục phẩm thiên nhân còn nhốt tại đông điện bên trong. Vô hình đao cổ, cơ bắp chuột túi, cùng với theo ngựa giống tinh cái kia lấy được hai cái hải mã linh thú còn đang ở trong nước chơi đùa. Mới được đến một nhóm kia linh thú, phân tán nuôi tại hạch tâm thế giới. Tìm tới tìm lui, cũng chỉ có nàng có rãnh rỗi. Chính là ngươi, xuất hiện đi, khôi lỗi tiên tử. Tống Thư Hằng đem khôi lỗi tiên tử triệu hoán đi ra. Khôi lỗi tiên tử, hai người chen lấn tại bảo đao phách toái bên trên, dựa vào vòng bảo hộ, thổi gió biển. Tiên tử, chúng ta trò chuyện điểm cái gì? Tống Thư Hằng lên tiếng hỏi. Khôi lỗi tiên tử, tùy tiện trò chuyện điểm A, nếu không quá nhàm chán. Tống Thư Hằng nói. Khôi lỗi tiên tử,
ta cũng không nhàm chán, ta là khôi lỗi chi thân, ta có thể co lại thành một đoàn, vẫn không nhúc nhích mấy trăm năm cũng không có vấn đề gì. Theo giúp ta trò chuyện một lát đi, hai người tại trên mặt biển, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm. Tống Thư Hàng nói, khôi lỗi tiên tử, nàng thật không muốn nói chuyện, bởi vì nàng cùng Tống Thư Hàng chen lấn tại bảo đao phách toái vòng bảo hộ trong, tại trên mặt biển bay tình cảnh, thoạt nhìn có chút ngốc. Tâm sự ngươi vòng bảo hộ, khôi lỗi tiên tử nghẹn lấy nửa ngày về sau, lên tiếng nói. Tống Thư Hàng mỉm cười, tiên tử ngươi cũng nhìn ra cái này vòng bảo hộ chỗ tốt. Có cái này vòng bảo hộ thật là tốt, đặc biệt là cự ly xa lúc phi hành, có vòng bảo hộ có thể tựa ở trên người nó, ngắm cảnh. Không, ta cảm giác cái này vòng bảo hộ có chút ngốc. Khôi lỗi tiên tử nói. Tống Thư Hàng, tiên tử, người dạng này sẽ đem nói chuyện phiếm chết. Chúng ta còn là đổi lại chủ đề đi. Tống Thư Hàng nói qua, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, tiên tử, người dạy ta viễn cổ ngôn ngữ đi. Người muốn học, khôi lỗi tiên tử màu cam ánh mắt, tại ban đêm tựa như ánh đèn. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, tốt các vị tiền bối đều nhắc nhở qua ta, nói viễn cổ ngôn ngữ là một loại đặc thù ngôn ngữ, cùng bây giờ ngôn ngữ khác biệt, hắn ẩn chứa lực lượng. Tốt, ta đây dạy ngươi, khôi lỗi tiên tử nói. Dạy bảo Tống Thư Hàng học viễn cổ ngôn ngữ cũng so với hai người lúng túng trò chuyện muốn tốt. Ngươi viễn cổ ngôn ngữ học được ở đâu? Khôi lỗi tiên tử nói. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, tiên tử, ta tiếp xúc tu chân mới 5 tháng, viễn cổ ngôn ngữ một mực không có thời gian học, mới vài câu. Khôi lỗi tiên tử ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không. Thiếu chút nữa quên trước mắt gia hỏa này, 5 tháng tấn thăng đến 5 hạt ngũ phẩm linh hoàng. Đột nhiên có chút không muốn dạy tên này học cái gì viễn cổ ngôn ngữ. Ngày 18 tháng 10, sáng sớm 7 giờ. Tống Thư Hàng ngự đao đến Hoa Hạ Văn Châu thị hải vực biên giới. Trên đường đi, hắn vừa học không ít viễn cổ ngôn ngữ từ ngữ. Bất quá còn chỉ là ghi tạc trong đầu, muốn đem cái này mấy cái từ ngữ lên tiếng, cần một ít thời gian đi thuần thục chúng nó. A Tống, chúng ta đến nhà sao? Tiểu Âm Trúc thanh âm vang lên. Lúc này Tiểu Âm Trúc chỉ có 2 tuổi trái phải lớn nhỏ, cưỡi Tống Thư Hàng trên cổ, hai tay ôm đầu của hắn, ánh mắt nhìn qua xa xa. Tại dọc đường lúc, nàng đột nhiên tỉnh ngủ, tiếp đó muốn theo hạch tâm thế giới đi ra chơi. Tống Thư Hàng liền đem nàng theo hạch tâm thế giới tiếp đi ra. Nhưng bởi vì bảo đao phách toái vòng bảo hộ không gian nhỏ hẹp, Lý Âm Trúc đã bị Tống Thư Hàng bỏ vào trên bờ vai. Bay lên, chẳng biết lúc nào, liền biến thành nàng cưỡi Tống Thư Hàng trên cổ. Đã đến Văn Châu Thị, liền tiện đường trở về nhìn xem cha cùng mụ mụ đi. Mặt khác, nhìn lại một chút tiểu thải trạng thái thế nào, chứng bệnh tu luyện cuồng của nàng có khá hơn chút nào không? Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Lúc này, trên người của hắn bao phủ một tầng đơn giản huyễn thuật, lại để cho người bình thường không cách nào thấy hắn tầng này huyễn thuật là chính bản thân hắn thi triển. Bảo đao phách toái từ trên không trung đáp xuống, trượt hướng nhà Tống Thư Hàng vị trí. Nhưng lúc Tống Thư Hàng hạ xuống nhà vị trí thời gian, lại phát hiện trong nhà một người đều không có. Tống ba ba, Tống mụ mụ cũng không tại. Tiểu thải cũng không có ở phụ cận. Tống Thư Hàng, người đâu, làm sao cũng không tại. A Tống, gọi điện thoại cho Tiểu Thải hỏi một chút nhìn. Tiểu Âm Trúc nhắc nhở. Tống Thư Hàng bấm Tiểu Thải điện thoại. Rất nhanh, Tiểu Thải thanh âm truyền đến, Vọng Thiên, sư phụ điện thoại của ngươi rốt cuộc có thể đả thông. Tống Thư Hàng, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Vì sao một cái người đều không tại nhà? Không phải Tống mụ mụ trong bụng con đã xảy ra chuyện đi. Tống Thư Hàng có chút bận tâm. Trong nhà không có việc gì, chỉ là sư phụ ba của ngươi cùng mụ mụ đột nhiên quyết định đi ra ngoài du lịch. Ta liền gọi điện thoại muốn truyền tin sư phụ, kết quả sư phụ điện thoại của ngươi vẫn không gọi được. Tiểu Thải trả lời, mấy ngày nay ta một mực canh giữ ở sư phụ cha mẹ của ngươi bên cạnh, bọn hắn rất an toàn, cũng không có nhân vật khả nghi tiếp cận. Chúng ta bây giờ đang hướng Vũ Yến Thị tiến lên. Tống Thư Hàng, luôn cảm giác Tống ba ba cùng Tống mụ mụ, không chỉ bề ngoài biến trẻ tuổi. Liền tâm lý cũng biến trẻ tuổi, cách tư duy cũng biến nhảy. Một cái ý niệm trong đầu, tới liền một trận nói đi là đi du lịch. Tiểu Thải, người tiếp tục bảo vệ tốt bọn hắn, có biến liền hướng ta báo cáo. Tống Thư Hàng dặn dò. Tiểu Thải thanh âm hữu lực nói, yên tâm, sư phụ. Bao tải trên người ta, đây là sư phụ ngươi cho ta nhiệm vụ thứ nhất, cam đoan hoàn mỹ hoàn thành.
Rất tốt, chờ sau khi ngươi trở lại, vi sư sẽ dạy đạo ngươi cùng tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công nguyên bộ bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư. Bộ này phụ trợ công pháp có thể làm cho ngươi ở tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công thời gian, làm chơi ăn thật, có được một cái tiểu linh quỷ hiệu quả. Hơn nữa, vi sư liền phối hợp bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư linh thú cũng đã vào tay, chỉ cần ngươi vừa xong thành nhiệm vụ trở về sau, liền lập tức có thể bắt đầu mới tu luyện. Tống Thư Hàng nói, tiểu thải, sư phụ, ngài thật sự là trên thế giới tốt nhất sư phụ. Ngươi minh bạch vi sư nổi khổ tâm liền tốt. Tống Thư Hàng vui mừng nói. Lại hàn huyên vài câu về sau, Tống Thư Hàng cúp xong điện thoại. Xem ra, tiểu thải đối với học tập bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư không phản cảm. Nói không chừng nàng có thể trở thành một đời thuần thú đại sư. A Tống, ta cũng muốn bắt chước tập bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư. Tiểu Âm Trúc nói, ta thích linh thú, ta cũng muốn cùng chúng nó thân cận. Tống Thư Hàng liên tục gật đầu, không có vấn đề, chỉ cần ngươi muốn học. Ta sẽ dạy ngươi. Đã Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ không ở nhà lời nói. Vậy trực tiếp về trước Giang Nam Đại học thành đi. Tống Thư Hàng thở dài, lần nữa điều khiển lên bảo đao phách toái hướng Giang Nam Đại học thành vị trí bay đi. Lúc này, Giang Nam Đại học thành Liễu Thụ Yêu khinh vũ giống như dĩ vãng, sớm rời giường, vì mỗi một vị bạn cùng phòng lấy lòng sớm chút. Mấy ngày này ở chung đi xuống, nàng đã thăm dò mấy vị bạn cùng phòng khẩu vị. Tỷ như Dương Đức cái gì cũng không ăn kiêng, bữa sáng ăn cái gì cũng tốt, nhưng hắn khẩu vị tương đối nhỏ, ăn không nhiều. Thổ Ba lời nói, khẩu vị rất lớn, bữa sáng hắn thích ăn nhất bánh bao thịt, một lần muốn 4 cái trở lên, lại xứng chén sữa đậu nành. Cao Mỗ Mỗ lời nói, ăn tương đối thanh đạm, bữa sáng hắn ưa ăn mì. Hơn nữa mỗi tuần 2 ngày cuối tuần, bạn gái của hắn Nha Y sẽ vì hắn chuẩn bị bữa sáng. Vì vậy mỗi cùng 2 ngày cuối tuần, không cần vì hắn chuẩn bị bữa sáng, miễn cho đã đoạt bạn gái hắn công tác. Cho bạn cùng phòng vùng thật sớm bữa ăn về sau, Khinh Vũ lại bắt đầu mở ra bản thân mua qua Internet hình thái. Nàng dùng mua qua Internet tài khoản là Tống Thư Hàng tài khoản, nạp tiền thì là Bạch Tiền Bối lưu cho nàng hoạt động tiền vốn. Nàng vốn là leo lên cái kia mấy khoản thực vật dinh dưỡng dịch thể đơn đặt hàng hình thái, lựa chọn thu khoản về sau, rất nghiêm túc đánh lên tốt hoặc là xoa bình. Cái này dinh dưỡng dịch thể hương vị rất tốt, ngọt ngào, rất dễ dàng hấp thu, rất ngon miệng. Hấp thu xong sau, cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, ta lá cây đều giống như biến càng tái rồi. Ta còn sẽ tiếp tục ủng hộ chủ quán, năm sao tốt. Cái này dinh dưỡng dịch thể đóng gói đẹp đẽ, nhưng bên trong kỳ thật một chút dinh dưỡng đều không có, căn bản không phải dinh dưỡng dịch thể. Chủ quán hoàn toàn là tại lừa gạt, hơn nữa hấp thu rất đắng chát, không sảng khoái miệng. Hấp thu xong sau, ta còn sinh ra một chút dị ứng phản ứng. Xoa bình, cái này dinh dưỡng dịch thể rất bình thường, cho cái trung bình. Bình luận xong dinh dưỡng dịch thể về sau, nàng lại mở ra dinh dưỡng đất đơn đặt hàng trang. Cái này đất ăn ngon, đặc biệt bổng, tốt, ta lại rơi xuống đơn đặt hàng. Cái này đất hương vị cùng phân, mở ra thì có tanh hôi vị, căn bản không dám nếm. Xoa bình, cái này đất nghe ngon miệng, ăn buồn nôn. Chủ quán ngươi đến cùng dùng cái quỷ gì tài liệu? Xoa bình, đánh giá xong sau, Khinh Vũ hài lòng đóng lại hình thái. Nàng nhìn đồng hồ. Ừ, thời gian không sai biệt lắm. Kế tiếp, phải xử lý cái kia mấy phong thư tình cùng tỏ tình. Khinh Vũ lên tiếng nói. Thụ Yêu Khinh Vũ bình luận xong sau liền lo cao đây. Có trời mới biết những cái kia chủ quán đang nhìn đến khen ngợi, chê bai về sau, sẽ mộng bức thành dạng gì? Đầu năm nay, không có khối đại trái tim làm sao làm chủ quán. Đặc biệt là làm học trò sinh ý chủ quán, còn phải tinh thông các loại tri thức, thiên văn địa lý muốn không chỗ nào không tinh. Bởi vì nói không chừng sẽ có người mua tại mua đồ phía trước, có đạo đề tài vừa vặn sẽ không làm, thuận tay hướng chủ quán trưng cầu ý kiến. Ngộ nhỡ nhà bán hàng không cho đáp án, nàng cũng không mua hàng hóa. Ta ra cửa trước, các ngươi nhớ kỹ sớm chút rời giường. Thụ Yêu Khinh Vũ đối với Cao Mỗ Mỗ ba người nói. Buổi sáng có tiết học sao? Cao Mỗ Mỗ mơ mơ màng màng lên tiếng hỏi. Khinh Vũ, có, vì vậy đừng ngủ quên mất rồi. Thổ Ba phất phất tay, ta điều đồng hồ báo thức. Ta đây an tâm, Khinh Vũ nhẹ gật đầu, rời đi ký túc xá. Lại xuất phát phía trước, nàng đối với treo ở phía sau cửa tấm gương chiếu chiếu. Ừ, ngoại hình ok, biểu lộ phương diện cũng ok.
đi bộ tư thế cũng ok, lên tiếng tuyến cũng ok, không có vấn đề. Xác định trạng thái rất tốt về sau, Khinh Vũ xách cái cặp sách, hướng phòng học phương hướng đi. A, à, Thư Hàng, buổi sáng tốt lành a. Sát vách ký túc xá có người thấy Tống Thư Hàng đi ra về sau, liền đưa tay hô. Thụ yêu Khinh Vũ có lễ phép xoay đầu lại, mỉm cười, sáng sớm tốt lành. Đi chưa được mấy bước, lại có người đang sau lưng kêu lên, Thư Hàng, buổi sáng tốt lành a. Thụ yêu Khinh Vũ quay đầu đi, sáng sớm tốt lành. Một đường đến, hướng nàng chào hỏi nhân số cách không ít. Từ khi nàng thay thế Tống Thư Hàng lên lớp về sau, nhân khí của nàng liền biến bạo tạc. Rõ ràng nàng đã tận lực điệu thấp, nhưng bởi vì nàng bản thân liền có mị lực, dụ hoặc dạng này thiên phú, dù là lại điệu thấp cũng sẽ chủ động lại để cho chung quanh sinh vật hảo cảm cộng 10. Đối với cái này điểm, Thụ yêu Khinh Vũ rất có tự mình biết rõ, vì vậy cũng không thèm để ý. Tại Thụ yêu Khinh Vũ đi xa sau đó. Ừ, không có cảm giác gì à, vì sao những cái kia nữ sinh đều nói Tống Thư Hàng tại quay đầu trong nháy mắt, lộ ra vô cùng đáng yêu. Nữ nhân cùng nam nhân giác quan là khác nhau, nếu như các ngươi cảm thấy Tống Thư Hàng quay đầu trong nháy mắt, rất đáng yêu lời nói, các ngươi liền xong đời. Có đạo lý, các ngươi đã cảm thấy hắn xoay đầu lại cùng không có cảm giác, vậy tại sao thường thường còn muốn ở sau lưng gọi hắn? Ta là bởi vì tò mò, muốn biết cụ thể nữ nhân nói đáng yêu ở địa phương nào. Ta là muốn bắt chước cùng học tập, muốn biết hắn gần nhất tại nữ sinh bên trong nhân khí bạo dạp là chuyện gì xảy ra. Ta chỉ là đơn thuần kêu một chút, ta cùng hắn là tốt bạn thân. Ta là cảm thấy Tống Thư Hàng gần nhất làm cho người ta cảm giác đặc biệt thân thiết, giống như người nhà. Thấy hắn, liền không nhịn được gọi hắn một tiếng. Cùng hắn nói là người nhà, ta mà càng cảm thấy có điểm giống sủng vật. Cao Mỗ Mỗ, hắn vừa rồi mơ mơ màng màng tỉnh lại về sau, chuẩn bị đi ra phơi chăn, liền nghe đến sát vách ký túc xá ra hỏa thảo luận thanh âm. Đoạn thời gian trước còn đang ở gọi Cao Thăng sư huynh phải chết làm sao cũng không lâu lắm, liền biến thành Tống Thư Hàng rất đáng yêu. Biến chuyển từng ngày, thế sự biến hóa quả nhiên rất nhanh. Thụ yêu Khinh Vũ tại hướng trường học khu vực đi lúc, nhận được một chiếc điện thoại. Này, là Khinh Vũ sao? Trong điện thoại truyền ra Tống Thư Hàng thanh âm. Là ta, bá Tống tiên sinh ngài muốn trở về rồi sao? Thụ yêu Khinh Vũ lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Ta hiện tại đang tại tiến về trước Giang Nam Đại học thành trên đường, bất quá cần tìm chút thời giờ. Buổi sáng là 3:42 tiết học đi, ta tăng thêm tốc độ lời nói, có lẽ có thể bắt kịp buổi sáng tiết học. Đến lúc đó chúng ta tìm vị trí giao tiếp một chút. Tống Thư Hàng nói. Thụ yêu Khinh Vũ, tốt, bá Tống tiên sinh, ta đây ngay tại học khu phía sau cái kia phiến rừng liễu bên trong chờ ngươi. Vừa vặn chờ giao tiếp về sau, ta có thể cắm rễ tại đó một thời gian ngắn. Đã bá Tống tiên sinh muốn trở về, cái kia thư tình cùng tỏ tình sự tình còn là chính bản thân hắn tới đây giải quyết đi. Tình cảm phương diện sự tình, còn là giao cho chính hắn tốt nhất rồi. Hơn nữa, nói thật tại đối mặt những người kia tỏ tình thời gian, nàng lộ ra vô cùng không được tự nhiên, dù sao nàng bản chất còn là liễu thụ yêu. 8:30 sáng trái phải Tống Thư Hàng rốt cuộc thành công đến Giang Nam Đại học thành. Hắn trực tiếp đáp xuống cùng Khinh Vũ ước định tốt bụi liễu bên trong. Chung quanh đã có thụ yêu Khinh Vũ bố trí tới đây huyễn thuật trận pháp, có thể tránh mở người bình thường ánh mắt. Tống Thư Hàng lúc hạ xuống, thụ yêu Khinh Vũ đã hiện ra nàng bản thể, cắm rễ tại rừng liễu bên trong. Bá Tống tiên sinh, buổi sáng hôm nay sách giáo khoa đều tại cặp sách bên trong. Khinh Vũ thấy Tống Thư Hàng về sau, lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nhấp lên cái kia cặp sách. Đem bảo đao phách toái thu hồi, mấy ngày nay vất vả ngươi rồi. Khôi lỗi tiên tử rơi xuống bên cạnh hắn, tiểu âm trúc như trước cưỡi trên cổ hắn. Không khổ cực, ta cảm giác còn rất tốt chơi. Khinh Vũ cười nói. Tống Thư Hàng, mấy ngày nay có phát sinh chuyện gì sao? Không có, bình an, không sóng không gió. Đúng rồi, bất quá có mấy nữ sinh hướng bá Tống tiên sinh ngài tỏ tình viết thư tình. Loại cảm tình này phương diện sự tình. Chính ngài giải quyết một chút. Khinh Vũ nhắc nhở. Tống Thư Hàng, Nam Thảo, ta từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có người hướng ta viết qua thư tình. Đoạn thời gian trước phụng bồi Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối vỗ phim, cuối cùng thành cái danh nhân. Nhưng hắn căn bản không có thưởng thức quá lớn minh tinh đãi ngộ, ngược lại vô luận người nào thấy trong đầu hắn đều là Cao Thăng sư huynh phải chết ý nghĩ như vậy. Khinh Vũ thay thế hắn sinh sống đoạn thời gian,
vậy mà nhận được thật nhiều phong thư tình. Vậy có chuyện, bá Tống tiên sinh ngài gọi điện thoại cho ta, ta trước nghỉ ngơi một chút, thử xem ngày hôm qua đến hàng hóa dinh dưỡng dịch thể, nhìn xem hợp không hợp khẩu vị của ta. Thụ Yêu Khinh Vũ lên tiếng nói ra. Tống Thư Hàng, được rồi, ta đi trước lên lớp, nếu như có chuyện, rồi hãy nói. Tống Thư Hàng lại quay đầu nhìn về phía Khôi Lỗi tiên tử ngươi thì sao? Ngươi là muốn khắp nơi dạo chơi, còn là trở về hạch tâm thế giới nghỉ ngơi. Ta đi ra ngoài dạo chơi, cho ta ít tiền. Khôi Lỗi tiên tử vươn tay ra, nói. Tống Thư Hàng theo hạch tâm thế giới lấy ra một xấp tiền, giao tại Khôi Lỗi tiên tử trong tay nói trở lại, hắn tiền trên người không nhiều lắm. Nếu vẫn không được, nhận đến Tuyết Lang động chủ cái kia đổi một đống kim sa. Hay hoặc là tìm dược sư tiền bối làm việc vặt, học một chút luyện đan tri thức đồng thời, thuận tiện lấy kiếm ít tiền lẻ. Khôi Lỗi tiên tử tiếp nhận tiền về sau, thật vui vẻ chạy mất. Ta bồi tiên tử tỉ tỉ, Lý Âm Trúc lên tiếng nói, nàng theo Tống Thư Hàng trên thân nhảy xuống, cũng sôi nổi cùng theo Khôi Lỗi tiên tử chạy. Hai người bọn họ tình cảm, lúc nào biến tốt như vậy? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Tựa như thông nương cùng quy tiền bối hai bên không hiểu thấu đã thành lập nên thâm hậu tình hữu nghị, Khôi Lỗi tiên tử không biết lúc nào cùng Lý Âm Trúc thành hảo hữu. Chẳng lẽ là tiểu Âm Trúc tu luyện Bắc Phương Đại Đế công pháp, Khôi Lỗi tiên tử liền đối với Âm Trúc sinh ra cảm giác thân thiết. Nữ nhân cùng yêu ở giữa tình bạn, thiếu nữ cùng nữ nhân ở giữa tình bạn, thiếu nữ cùng con rối ở giữa tình bạn, luôn làm người khó có thể cân nhắc. Tống Thư Hàng cầm theo cặp sách, hướng lầu dạy học vị trí đi. Rõ ràng chỉ là chừng một tháng không có trở về, rồi lại luôn có loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Tu tiên cái loại này kích thích sinh hoạt, là Tống Thư Hàng ưa thích thời gian. Bất quá, nếu là muốn chịu qua còn dư lại 5 ngày, thật yên lặng sống, đó là đương nhiên là lựa chọn sân trường sinh hoạt. Đại ẩn ẩn vào thành phố, hắn chỉ cần hướng trong trường học vừa chui, trên cơ bản cũng sẽ không gặp gỡ cái gì sinh tử tồn vong đại sự. Thư Hàng, lúc này, sau lưng đột nhiên có người lên tiếng kêu lên. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, hướng về phía sau nhìn lại. Sau lưng có một lạ lẫm bạn thân đang hướng hắn vẫy tay, nhưng hắn hoàn toàn không biết đối phương. Là Thụ Yêu Khinh Vũ thay thế hắn sinh hoạt lúc kết bạn bằng hữu sao. Buổi sáng tốt lành, Tống Thư Hàng mỉm cười gật đầu. Tiếp đó lại tiếp tục đi phía trước hướng đi. Sau lưng, xa lạ kia bạn thân sờ sờ cằm, kỳ quái. Hôm nay Tống Thư Hàng cùng mấy ngày hôm trước có biến hóa. Hôm nay hắn, xoay đầu lại bộ dáng, một chút cũng không đáng yêu nữa a. Tống, ngũ phẩm ngũ hạch linh hoàng, Thư Hàng, hắn đi chưa được mấy bước, sau lưng lại có cái thanh âm vang lên, lần này là cái cô nương thanh âm, Thư Hàng Tống Thư Hàng xoay đầu lại, là một cái lạ lẫm muội tử. Khinh Vũ nhân duyên như vậy bổng, buổi sáng tốt lành, Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Tiếp đó hắn tiếp tục hướng về phía trước đi. Sau lưng, xa lạ kia muội tử nghi ngờ nói, ồ, là ta nhận lầm người à. Hôm nay Thư Hàng quay đầu lại trong nháy mắt, hoàn toàn manh không đứng dậy, một chút cũng không đáng yêu. Tống, cấp 5 sao khách sạn, Thư Hàng, còn đi chưa được mấy bước đây, lại có người gọi hắn, A Hàng, buổi sáng tốt lành a. Tống Thư Hàng lần nữa quay đầu lại, quả nhiên lại là cái không biết muội tử, buổi sáng tốt lành. Quay đầu lại, tiếp tục đi tới. Cái kia lạ lẫm muội tử nghi ngờ nói, kỳ quái, hôm nay A Hàng xoay đầu lại bộ dạng, một chút cũng không chỉ tốt hơn. Hôm nay hắn tâm tình không tốt sao? Tống, quay đầu trong nháy mắt rút cuộc là cái quỷ gì? Thư Hàng, hắn phiền não xoa nhẹ mi tâm. Ngoại trừ quay đầu trong nháy mắt loại sự tình này bên ngoài, còn có những cái kia thư tình cùng tỏ tình vấn đề. Tống Thư Hàng chưa từng có giải quyết thư tình, tỏ tình kinh nghiệm, loại chuyện này muốn làm sao phá? Thư Hàng, lúc này, sau lưng lại có cái thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng, còn tới, hôm nay ta trạng thái không tốt, quay đầu trong nháy mắt một chút cũng không manh, các ngươi cũng không cần thử nữa a. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, miệng miệng thấp giọng nói. Quay đầu lại tới đây lúc, hắn nhìn đến một vị dáng người cao gầy, đầu đội màu trắng mũ tròn nữ tử, đang mỉm cười hướng hắn vẫy tay. Nàng một đầu sâu tóc dài màu lam lại dày như là áo choàng vẩy tại sau lưng, lông mi đồng dạng là băng xanh thần sắc. Lúc này, tóc màu lam nữ tử nguyên bản mỉm cười biểu lộ cứng lại rồi, nàng mở chừng hai mắt, quay đầu trong nháy mắt một chút cũng không manh là có ý gì. Tống Thư Hàng,
là huyền nữ môn Vân Tước Tử tiền bối. Tiền bối, ngươi làm sao chạy đến Giang Nam Đại học thành tới? Ngươi không phải đi tìm Tam Lãng tiền bối sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ừ, còn chưa tới kịp cùng Tam Lãng chạm mặt, ta hôm nay ở chỗ này đi dạo, vừa vặn đụng với ngươi rồi. Vân Tước Tử tiền bối nói. Nàng lúc này, thân loại hình đã khôi phục lại nguyên bản lớn nhỏ. Đúng rồi, thánh nhân chi nhãn còn đang ở ngươi nơi này đi. Vân Tước Tử nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Ta muốn cho mượn thánh nhân chi nhãn dùng một lát. Vân Tước Tử hì hì cười nói, ta muốn chuẩn bị lần nữa độ kiếp rồi. Tống Thư Hàng nghe vậy, bụng dưới lập tức run rẩy lật kịch liệt đau nhức. Vì vậy, cái này thánh nhân chi nhãn, có muốn hay không cho mượn? Dù sao trên lý luận mà nói, thánh nhân lưu lại ánh mắt, chính là vì gặp lại Vân Tước Tử liếc. Từ góc độ này mà nói lời nói, Vân Tước Tử nếu như hướng hắn mượn thánh nhân chi nhãn, hắn thật không tốt không cho mượn. Tống Thư Hàng trong lòng có chút xoắn xuýt. Hắn nhìn Vân Tước Tử liếc, lúc này Vân Tước Tử một mặt chờ mong hình dáng, hai mắt lấp lánh tỏa sáng, màu lam lông mi chớp chớp. Xem ra, không cho nàng mượn lời nói, nàng khẳng định chắc là sẽ không bỏ qua. Mượn là nhất định muốn cho mượn. Kỳ thật, Vân Tước Tử tiền bối, chư thiên vạn giới đoàn người, vừa mang thai qua một lần. Trong thời gian ngắn lại mang thai lần thứ hai, có thể hay không có chút tàn nhẫn. Tống Thư Hàng đề nghị. Công đức xà mỹ nhân theo Tống Thư Hàng sau lưng hiện thân. Tay nhỏ bé của nàng đặt tại Tống Thư Hàng hốc mắt bên trên, đem thánh nhân chi nhãn gỡ xuống, lại đem Tống Thư Hàng nguyên bản ánh mắt lắp trở về. Ha 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 ha, người không ngờ mang thai nhị liên phát, mới đặc biệt kích thích sao. Hơn nữa Hoa Hạ hiện tại đang tại đẩy ra hai con phúc lợi, ta đây là đang cùng thời gian cấp tiến. Vân Tước Tử hạnh phúc nheo mắt lại. Tống Thư Hàng, năm thảo. Vân Tước Tử tiền bối giảng thật có đạo lý, ta căn bản không cách nào phản bác, làm sao bây giờ. Đối mặt Cửu Châu nhất hào quần đệ nhất tự tìm cái chết cấp tồn tại, đề nghị của hắn không có chút nào hiệu quả. Không có biện pháp, chỉ có đến lúc đó nhắc nhở Cửu Châu nhất hào quần trong tất cả mọi người, cùng với tất cả cùng mình có quan hệ tu luyện giả, lại để cho đoàn người chú ý. Đến lúc đó huyền nữ môn Vân Tước Tử tiền bối nếu như nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp lời nói. Mọi người một chút phải chú ý không muốn ấn vào thưởng thức trực tiếp, miễn cho mang thai hai con. Tống Thư Hàng thở dài, đem thánh nhân chi nhãn đưa cho huyền nữ môn Vân Tước Tử. Vân Tước Tử nhận lấy cái này đầu thánh nhân chi nhãn, hai mắt hạnh phúc híp, nàng nhếch miệng lên, lộ ra một cái đẹp mắt lại nụ cười xấu xa. Thư Hàng, tại không, cho ngươi xem đoạn trực tiếp, ha 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 ha. Đặc biệt hăng hái, phát nổ, phát nổ. Lúc này, tại Tống Thư Hàng trong đầu. Đột nhiên truyền đến bạch tiền bối thanh âm. Tống Thư Hàng, cái gì phát nổ, là ta tỉ mỉ vì béo cầu chuẩn bị cạm bẫy, chính là cái kia ta buông tha cho hang ổ. Béo cầu vậy mà thật chạy đến ta đây hang ổ tới, còn muốn đem nơi ở của ta cho chuyển không mất. Ha 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 ha, nơi ở của ta, coi như là đã bỏ đi, như thế nào tốt như vậy chuyển. Thiên kiếp đạn đạo, thiên kiếp đạn hạt nhân, thiên kiếp bom hydro uy lực toàn bộ sẵn sàng. Lại thêm cái kia buồn nôn thánh quang, hiệu quả tưởng như là tán đến không được. Còn có cái kia tấm công đức kim toàn, đây là áp trục vở kịch lớn, trải qua ta mấy ngày đào tạo, củng cố, hiện tại cái đồ chơi này nổ tung tới đây, ngay cả ta đều không chịu đựng nổi, béo cầu khẳng định cũng không được. Bạch tiền bối vui vẻ nói. Thật lâu không thấy được bạch tiền bối hưng phấn như vậy. Trước kia hằng ngày đánh béo cầu. Bởi vì hai người đều là cửu u chúa tể tại cửu u bên trong có được đồng dạng quyền hạn. Hai người sức mạnh tám lạng nửa cân, coi như là chiếm cứ địa lợi, cũng chỉ có thể nhỏ chiếm thượng phong. Hôm nay, hắn mượn nhờ cửu u chúa tể không cách nào lấy được thiên kiếp lực lượng, thánh quang lực lượng, công đức lực lượng ba hợp một, cái này một sóng đánh đi xuống, là bạch tiền bối đánh béo cầu qua nhiều năm như vậy, thoải mái nhất một lần. Liền dùng cái này một sóng vô cùng tráng lệ bạo tạc. Vì béo cầu tiễn đưa đi. Cái này một sóng đánh xong sau, chỉ sợ qua không được bao lâu, béo cầu cũng muốn biến mất. Tiếp đó, thật vất vả phẫn nộ đánh béo cầu cái này một sóng, không có người xem hô 666 lời nói, luôn cảm giác kém một chút cái gì. Thỏa mãn độ sẽ có hạ thấp. Vì vậy, bạch tiền bối trước tiên nghĩ tới Tống Thư Hàng. Tuy rằng không cách nào đem Tống Thư Hàng nhận đến cửu u thế giới. Nhìn hắn bạo béo cầu dù sao cửu u chúa tể hai bên uy lực toàn bộ triển khai chiến đấu, Tống Thư Hàng nếu như bị lau đến một chút,
khả năng muốn hóa thành tro tàn. Nhưng hắn có thể cho Tống Thư Hàng mở trực tiếp hình ảnh đi, trực tiếp bên trong, Tống Thư Hàng như trước có thể hô 666 triệu UA. Bạch tiền bối uy vũ, Tống Thư Hàng tán thán nói. Đúng, chính là loại này cảm giác. Bạch tiền bối trong lòng thỏa mãn giá trị thoáng cái liền tăng lên rất nhiều. Trực tiếp loại sự tình này, thoải mái nhất địa phương ở nơi nào? Đương nhiên là thấy một đám người xem tại đó soát 666, kêu to chủ bá ta cấp cho ngươi sinh hầu tử A. Mở ra tinh thần lực, ta cho ngươi tinh thần phương diện thêm cái bảo hộ. Sau đó lại cho ngươi thả trực tiếp hình ảnh. Bạch tiền bối nói. Cái này trực tiếp hình ảnh, hắn vẫn không thể trực tiếp truyền tống đi qua cho Tống Thư Hàng quan sát. Cửu U chúa tể cấp chiến đấu, dính đến rất nhiều pháp tắc, quy tắc, quyền hạn. Trực tiếp cho Tống Thư Hàng nhìn, một cái không cẩn thận Tống Thư Hàng có thể sẽ bị xung kích thành ngu ngốc. Vì vậy, cấp cho Tống Thư Hàng thêm cái tinh thần phương diện bảo hộ biện pháp mới được. Hai người trong đầu nhanh chảy, cũng chính là mấy hơi ở giữa sự tình. Bạch tiền bối viễn trình xuất thủ, cho Tống Thư Hàng tăng thêm tinh thần phòng ngự, tiếp đó bắt đầu cho hắn truyền lại trực tiếp hình ảnh. Đặc sắc nhất bộ phận muốn tới, nhìn làm nổ viên kia củng cố cộng 999 công đức kim toàn, một hơi nổ khóc béo cầu. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng, 666, quanh tại hắn trong đầu trong tấm hình, cái kia tấm công đức kim toàn ầm ầm bộc phát ra. Viên này được cường hóa cộng 999 kim toàn nổ bung về sau. Nồng đậm công đức lực lượng hầu như hóa thành dịch thể, hóa thành công đức biển rộng. Trong tấm hình, bị thiên kiếp đạn đạo, vũ khí hạt nhân, thánh quang liền sóng phẫn nộ đánh béo cầu, phát ra tức phẫn nộ lại tiếng kêu thống khổ, bạch, bạch. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta tuyệt đối muốn giết chết ngươi. Tới đây tới đây thương tổn ta à. Bạch tiền bối một cái phân thân hình chiếu, lơ lửng ở nổ tung trên không, phát ra thoải mái tiếng cười. Tống Thư Hàng, lại là hạt nhân san bằng một thiên. 666 đã có Tống Thư Hàng soát bình trợ uy, bạch tiền bối thỏa mãn cực kỳ. Trong hiện thực, phân tước tử mấy hơi phía trước vừa tiếp nhận Tống Thư Hàng trong tay thánh nhân chi nhãn khóe miệng của nàng giơ lên, lộ ra nụ cười xấu xa. Tới tay. Thánh nhân chi nhãn tới tay. Bởi như vậy, liền không cần lo lắng bị cái này bá tống dùng thánh nhân chi nhãn đánh đến mang thai. Tiếp đó, trở thành ta vật thí nghiệm đi, bá tống. Vân tước tử duỗi ra tay kia, chụp vào Tống Thư Hàng. Trước mắt Vân tước tử, là béo cầu bản một con kia. Hắn trải qua tỉ mỉ ngụy trang, lại để cho Tống Thư Hàng thậm chí là công đức xà mỹ nhân, đều không thể phát giác hắn khác thường tới đây. Dù sao cũng là cửu u chúa tể, thủ đoạn của nó hoàn toàn không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lại thêm hắn dùng nhục thân. Nguyên bản chính là vân tước tử thân thể. Ngụy trang, đương nhiên càng thêm dễ dàng. Thế nhưng, tay của nàng vừa mới ngả vào một nửa, thân thể liền kịch liệt chấn động lên. Bản thể của nó bị nổ, hơn nữa bị nổ thảm rồi. Bạch, bạch, lại là trời đánh bạch, mỗi lần cũng sẽ ở hắn thời điểm mấu chốt nhất đi ra quấy rối. Vân tước tử, béo cầu bản phát ra liên tiếp kêu thảm. Nàng rút cuộc không cách nào che giấu bản thân ngụy trang. Đầu tóc, con người của nàng toàn bộ biến trở về đen kịt thần sắc. Trên thân vẻ này cửu u chúa tể khí tức, cũng không cách nào che giấu. Hơn nữa bởi vì đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức, nàng cầm lấy thánh nhân chi nhãn bàn tay nhỏ bé buông lỏng, thánh nhân chi nhãn rớt xuống. Năm thảo, Tống Thư Hàng trái tim điên cuồng nhảy lên. Hắn điên cuồng về phía trước nhảy tới, nắm lên thánh nhân chi nhãn. Công đức xà mỹ nhân đồng dạng nhanh chóng hướng vành mắt của hắn bên trên nhấn một cái, cùng tiếp nhận thánh nhãn, cho Tống Thư Hàng một lần nữa thay đổi. Nhấm nháp tình thương của mẹ đi, nhìn là mang thai. Tống Thư Hàng không chút do dự liền cho trước mắt phân tước tử tới một phát. Ăn ta một phát quy kỹ năng nhìn là mang thai, lại ăn ta một phát về kép kỹ năng phôi thai ngưng thị. Hai cái này kỹ năng chính là tổ hợp kỹ năng, liền cùng một chỗ thi triển về sau. Sẽ phát sinh các loại đáng sợ biến hóa. Hồi thứ nhất là để cho địch nhân hóa cây, hồi thứ hai là hóa đá. Về phần chúng nó tổ hợp về sau, còn có, hay không càng nhiều nữa biến hóa, Tống Thư Hàng mình cũng không rõ ràng lắm. Vẫn chưa xong, ta còn có E kỹ năng phần thiên hỏa diễm đao. Nhanh tận lực bồi tiếp R kỹ năng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành heo sông lên triển đè.
Một bộ kỹ năng sử dụng hết, nhanh tận lực bồi tiếp bê kỹ năng chạy trở về hạch tâm thế giới đánh chết cũng không đi ra. Trên đây, đều là Tống Thư Hàng trong nháy mắt não bổ chiến đấu hình ảnh. Mà trong thực tế, hắn liền nhìn là mang thai đều không có bắn trúng béo cầu bản vân tước tử. Nhìn là mang thai hào quang vừa mới bắn ra, béo cầu bản vân tước tử cũng đã trước giờ tránh được. Coi như là chịu bản thể bị nổ tung ảnh hưởng, bộ phân thân này còn là đủ để chính diện lực lượng đè cửu phẩm kiếp tiên tồn tại. Tống Thư Hàng trong mắt thi triển hào quang vừa mới thi triển, béo cầu bản vân tước tử cũng đã dự đoán đến nhìn là mang thai lộ tuyến, dễ dàng tránh đi. Lúc này đây, trong cơ thể nàng cũng không có vân tước tử ý thức quấy rối, thân thể của nàng cũng không có khả năng vặn thành hình chữ S, chủ động đi đánh lên nhìn là mang thai hào quang. 3. Nhìn là mang thai hào quang, đã rơi vào trên bãi tập. Bãi tập sẽ không mang thai đi. Có như vậy trong nháy mắt, Tống Thư Hàng trong đầu còn hiển hiện qua như vậy một cái ý nghĩ. Đương nhiên, cái ý nghĩ này cũng chính là trong tiềm thức chợt lóe lên. Nhìn là mang thai không có đánh trúng vân tước tử, Tống Thư Hàng trước tiên liên hệ hạch tâm thế giới. Tuy rằng hắn hiện tại ở vào trong trường học, rất nhiều người đều tại nhìn xem hắn. Nếu như hắn đột nhiên hư không tiêu thất, có lẽ sẽ dẫn tới hỗn loạn. Thế nhưng thời điểm này, Tống Thư Hàng không quản được nhiều như vậy loại chuyện này, sau đó sẽ tìm lấy cớ đi giải thích. Hiện trường dù thế nào hỗn loạn, cũng luôn so với chính mình bị béo cầu chộp tới làm thí nghiệm muốn tốt. Bị béo cầu bắt đi lời nói, sẽ chết. Lúc trước công đức xà mỹ nhân thay hắn đổi con mắt sự tình, hắn không lo lắng bị người nhìn thấy. Nhân là người bình thường là nhìn không tới công đức xà mỹ nhân. Không thể trêu vào, ta liền lập tức, sợ. Không tốt, sợ không nổi. Hạch tâm thế giới lại bị che giấu. Rõ ràng vài giây phía trước, hạch tâm thế giới còn thật tốt, hắn còn có thể thông qua hạch tâm thế giới cùng bạch tiền bối trò chuyện giao lưu. Thân vì Tống Thư Hàng bảo vệ tính mạng át chủ bài, mỗi lần hắn sợ lúc nào cũng so với Thư Hàng nhanh. Siêu tuyệt vọng. Cười lạnh, người chính là cái kia dùng để trốn tránh không gian, ta đã được chứng kiến mấy lần, người cảm thấy ta sẽ không phòng bị lấy điểm ấy sao? Béo cầu bản vân tước tử toàn thân đều tại run rẩy, một mặt thống khổ hình dáng. Bản thể lần này bị nổ tàn nhẫn, phân thân đồng bộ loại này kịch liệt đau nhức, nàng đau đến không thẳng nổi eo. Trước giải quyết cái này tiểu tu sĩ, lại trở về cửu u thế giới giết chết bạch. Béo cầu bản vân tước tử trong lòng cắn răng nói. Nàng trước chặt đứt phân thân cùng bản thể ở giữa giác quan đồng bộ. Đồng thời, tóc của nàng, đồng tử trong nháy mắt lại khôi phục là màu lam trạng thái cái này ngụy trang hình thức, ngoại trừ dùng để lừa gạt Tống Thư Hàng tình cảm bên ngoài, vô cùng chủ yếu vẫn là dùng để che đậy thiên đạo cảm ứng, miễn cho không cẩn thận dẫn xuống thiên kiếp. Lần này lại không nói nhảm, trực tiếp động thủ. Béo cầu bản vân tước tử thầm nghĩ trong lòng. Đã có mấy lần trước kinh nghiệm về sau, nàng muốn trực tiếp cưỡng ép lục soát Tống Thư Hàng trí nhớ, theo trong đầu hắn đem liên quan tới Nho Gia Thánh Nhân sự tình toàn bộ đào móc đi ra. Nàng đối ứng thiên đạo bị Nho Gia Thánh Nhân gặm được cái kia một khối, đến cùng bị ẩn núp đến địa phương nào. Béo cầu bản vân tước tử cất bước yêu nhã bước chân, từng bước một hướng Tống Thư Hàng tới gần. Tại người khác trong mắt xem ra, đây là một vị xinh đẹp, nhuộm tóc màu lam đại tỷ tỷ, đang mỉm cười tới gần Tống Thư Hàng về phần trên đường có trong nháy mắt, tóc màu lam đại tỷ tỷ đột nhiên hét to một tiếng, đầu tóc còn giống như biến thành đen một chút. Là ánh mặt trời chiết xạ ảo giác sao? Béo cầu bản vân tước tử con mắt nhìn thẳng Tống Thư Hàng, trong nháy mắt liền có nhiều loại phức tạp định thân, trọng lực, sơ cứng pháp thuật, xoát tại Tống Thư Hàng trên thân. Tống Thư Hàng lập tức nhúc nhích không được. Thậm chí, liền phía sau hắn công đức xà mỹ nhân, cũng bị định trụ, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Làm sao bây giờ, hạch tâm thế giới lại sợ rồi. Bạch tiền bối tại nổ béo cầu bản tôn, hơn nữa hạch tâm thế giới bị che, bạch tiền bối cũng không cách nào lấy tả liên thế giới làm ván cầu, đến cứu ta. Muốn sử dụng sương mù hình thức à? Trong lòng của hắn khẽ động. Lần trước, hắn liền là dựa vào cái này sương mù hình thức, theo béo cầu trong tay chống được bạch tiền bối đến cứu trận. Tại rút ra trí nhớ thời gian, còn phải phòng ngừa ngươi tiến nhập cái kia phiền toái bất hủ hình thức. Đang khi nói chuyện, béo cầu bản vân tước tử trong hai tay hiển hiện hai luồng sương mù hình dáng vuốt hổ. Cái này đôi vuốt hổ bên trên, có được lấy Tống Thư Hàng khí thức không sai được, đó là hắn đã từng mất đi thận. Thận dạng sương mù lại bị béo cầu mang đi nghiên cứu.
lấy đối phương cửu u chúa tể sức mạnh cùng kiến thức, coi như là không có nghiên cứu ra sương mù hình thức nguyên lý, nhưng khẳng định đã nghĩ ra đối phó phương pháp cái này đôi vớt hổ, nhìn qua liền là chuyên môn khắc chế Tống Thư Hàng sương mù hình thức pháp khí. Đem trí nhớ của ngươi giao cho ta đi, béo cầu bản vân tước tử duỗi ra ngón tay, điểm hướng Tống Thư Hàng cái chán. Không tốt, lúc này thật muốn xong đời. Làm sao bây giờ, Tống Thư Hàng đại não lớn nhất công suất vận chuyển lại. Mắt thấy béo cầu bản vân tước tử ngón tay, muốn đâm chọt hắn cái chán thời gian. Tống Thư Hàng trong đầu linh quang lóe lên. Hắn một cái ý niệm trong đầu kích hoạt lên nghịch tiên võ sĩ quyền sáo bên trên thánh quang thuộc tính. Thánh quang A, bao phủ thân thể của ta. Âm lãnh thánh quang kia, trong chốc lát liền lan tràn đến Tống Thư Hàng toàn thân, đưa hắn bao quanh bao bọc. Đối với cửu u chúa tể mà nói, thánh quang tựa như phân buồn nôn. Có câu nói như thế nào hà? Từ khi ta biến thành một đống cứt sau đó, liền không còn có người dám dẫm ở trên đầu ta. Chính là cái này đạo lý. Làm như ta toàn thân bị thánh quang một tầng lại một tầng bao phủ về sau, cửu u chúa tể muốn chạm ta, cũng muốn cân nhắc một chút tâm tình. Nàng có muốn hay không đem ngón tay đâm vào trong đống phân lớn? Ngây thơ, béo cầu bản vân tước tử ngón tay, đâm thấu âm lãnh thánh quang, điểm tại Tống Thư Hàng trên trán. Thánh quang với ta mà nói tuy rằng buồn nôn, nhưng trí nhớ của ngươi với ta mà nói càng thêm trọng yếu. Cùng lắm thì sau đó rửa tay. Quan trọng nhất là, béo cầu dùng thân thể là vân tước tử nhục thân, lại không phải là của mình thân thể. Cưỡng ép đọc đến, béo cầu bản vân tước tử lực lượng mạnh mẽ xâm nhập Tống Thư Hàng mi tâm. Đinh một cái thanh âm dễ nghe phù hiện ở béo cầu bản vân tước tử ý thức bên trong. Tiếp đó, có một đoạn giống như là khởi động máy thanh âm vang lên. Lại sau một lúc lâu về sau, một cái rất không tu chân, cũng rất khoa học giới diện xuất hiện ở béo cầu trong mắt. Ổ C, ổ D, ổ E, ổ F, cùng với một cái DVD ổ đĩa quang ổ G. Thậm chí còn có cái lưu trữ đám mây cùng IEO biểu tượng. Béo cầu bản vân tước tử. Những thứ đầu ngổn ngang này, là cái gì quỷ đồ chơi a? Nàng thân là cửu u chúa tể, đọc đến qua ngàn vạn người trí nhớ, nhưng chưa từng có người nào trí nhớ là loại này kỳ quái mở ra hình thức. May mà ta gần nhất cũng tiếp xúc qua hiện thế, lý giải rất nhiều hiện thế tri thức. Nếu không đối mặt dạng này trí nhớ giới diện, căn bản không biết làm sao. Béo cầu bản vân tước tử thầm nghĩ trong lòng. Tiếp đó, nàng trước theo ổ S bắt đầu ấn vào. Nói như vậy, ổ C là hệ điều hành, không lưu trữ trí nhớ. Cái kia cùng nho gia thánh nhân có quan hệ trí nhớ, có lẽ lưu trữ tại D, E, ổ F bên trong mới đúng. Ổ F vừa mở ra, bên trong là các loại hỗn loạn số liệu. Chính là kia loại vô số văn bản tài liệu bị đánh loạn vò thành một cục cái chủng loại kia. Béo cầu bản vân tước tử thử đọc đến trong đó một ít trí nhớ văn bản tài liệu. Sau đó, trong tấm hình, có hai cái xinh đẹp tiên tử hiện thân. Một vị đầu đội mũ phượng, đang mặc phượng bào, ngồi ở giao chỉ bên cạnh. Một vị khác lộ ra giống như nở rộ hoa tươi khuôn mặt tươi cười, cùng mũ phượng tiên tử ngồi cùng một chỗ. Trình Lâm một loại không cách nào miêu tả tâm tình, theo béo cầu trong lòng hiện lên. Cái quái gì trí nhớ? Béo cầu cau mày, nàng dựa vào thực lực của chính mình cường đại, đọc đến tốc độ cùng tính toán năng lực xuất chúng, một hơi đem ổ ép bên trong tất cả trí nhớ văn bản tài liệu đọc đến. Một lát sau, nàng chỉ cảm thấy trong nội tâm nhét nhét. Ổ ép bên trong trí nhớ, trên 80%, đều là cùng viễn cổ thiên đình nữ đế Trình Lâm thanh tú ân ái hình ảnh. Còn sót lại 20% nội dung bên trong, có 2% trí nhớ là đủ loại kịch truyền hình, phim kinh điển lời kịch đoạn ngắn, còn có giả chết 1111 loại phương pháp. Còn có 2% là đoạt lời kịch lưu trữ phòng bị. Trong đó lưu trữ lấy như là như thế nào là hiếu thuận. Như thế nào là yêu thương, các loại lời kịch, cuối cùng cái kia một bộ phận trí nhớ, tất cả đều là màn hình đen, là không dùng được đồ bỏ đi. Béo cầu bản vân tước tử rời khỏi ổ F, mở ra ổ E. Ổ E bên trong, thì chỉ có một cái tài liệu nhỏ trong tấm hình, Tống Thư Hàng tại đối mặt một mảnh to lớn tai kiếp, tiếp đó hình ảnh chủ nhân tiếp thụ lấy mệnh lệnh, vì Tống Thư Hàng cung cấp năng lượng. Cái ổ đĩa này bên trong nội dung, bị người xóa đi qua. Béo cầu bản vân tước tử nhíu mày. Nàng muốn liên quan tới nho gia thánh nhân tin tức, sẽ không ở nơi này ổ đĩa bên trong, tiếp đó bị người xóa sạch rồi à. Không đúng, cái ổ đĩa này thoạt nhìn,
không giống như là Tống Thư Hàng trí nhớ, hẳn là Tống Thư Hàng linh quỷ trí nhớ. Như vậy chính là ngươi, ổ đê. Tống Thư Hàng trí nhớ, khẳng định ở nơi này cái ổ đĩa bên trong. Béo cậu bản vân thức tử cưỡng ép mở ra Tống Thư Hàng ổ đê trí nhớ. Tiếp đó nàng phát hiện, Tống Thư Hàng ổ đê trong trí nhớ, thậm chí có một bộ phận phong ấn trí nhớ cùng với rậm rạp chẳng chịt bảo hộ loại hình trí nhớ. Phong ấn trí nhớ liền là Tống Thư Hàng đã từng có chút ít trí nhớ, tại hắn bản thân đồng ý dưới tình huống, bị phong ấn. Mà bảo hộ loại hình trí nhớ thì là đoạn này trong trí nhớ, lưu trữ lấy to lớn vô cùng cơ mật tin tức. Ngoại trừ Tống Thư Hàng bản thân bên ngoài, không cách nào bị người khác đọc đến. Chính là cái này, béo cậu bản vân tước tử trong lòng vui vẻ. Nho gia thánh nhân trí nhớ, khẳng định lưu trữ ở chỗ này. Nàng tùy ý chọn chúng một cái bảo hộ loại hình trí nhớ bắt đầu cưỡng ép đọc đến. Nàng thế nhưng là cửu u chúa tể, cưỡng ép đọc đến một cái ngũ phẩm linh hoàng trí nhớ, dễ như trở bàn tay. Cái thứ nhất bảo hộ loại hình trí nhớ, còn là bị đọc đến. Thậm chí, cái này trí nhớ giống như đang phối hợp lấy nàng, chủ động để nàng đọc đến. Sau đó có một cái hình ảnh xuất hiện ở trong mắt nàng. Một vị đang mặc áo trắng, cả khuôn mặt bị thánh quang bao phủ. Chỉ có một chân đang nhảy lấy thân ảnh mở miệng nói, ánh mắt của thần, đang nhìn lấy tương lai. Một câu nói kia, tại béo cầu tinh thần thế giới muốn nổ tung lên. Tự như cùng diệt thế phong bạo, tập kích cuốn béo cầu tinh thần thế giới, phá hủy hắn lưu lại vân tước tử trong thân thể phân thần. Béo cầu, hắn cảm giác mình lưu lại vân tước tử nhục thân bên trong phân thần, nhận lấy hủy diệt tính đả kích. Một câu kia ánh mắt của thần, đang nhìn lấy tương lai hóa thành hủy diệt vòi rồng. Tại tinh thần thế giới của nó bên trong quét ngang, phá hủy tất cả. Cổ gió lốc này lực lượng, đúng là muốn mạnh mẽ đem hắn phân thần cùng ý chí, theo vân tước tử nhục thân bên trong nghiền nát. Hắn lưu lại vân tước tử nhục thân bên trong cửu u tà năng, tinh thần lực, phân thần, lạc ấn, phong ấn. Hết thảy tất cả, đều bị khu trừ. Loại cảm giác này, cái thanh âm này, là quen thuộc như vậy. Mặc dù đối phương chỉ có một chân, tại nhảy tương tương lấy. Mặc dù đối phương trên mặt che một tầng thánh quang. Thế nhưng, coi như là gia hỏa này hóa thành cho, béo cầu cũng sẽ không nhận sai hắn. Bạch, là ngươi, lại là ngươi cái này cầu bức, béo cầu phân thần, phát ra tuyệt vọng gầm rú. Bản thể tại cửu u thế giới bị bạch cuồng đánh, nhục thân cùng tinh thần bị bạo tạc cùng thánh quang song trọng đả kích. Mà bây giờ, lưu lại vân thức tử nhục thân bên trong phân thần, lại bị bạch bắt lấy một hồi cuồng đánh. Theo nhục thân, đến tinh thần, hiện tại lại đã linh hồn, béo cầu theo bên ngoài đến bên trong, bị đánh thương tích đầy mình. Quá ăn hiếp hình cầu, ức hiếp hình cầu quá đáng. Béo cầu cùng bạch tại cửu u tranh đấu nhiều năm như vậy, nguyên bản cả hai đều là cân sức ngang tài, có qua có lại. Hôm nay ta đánh ngươi một lần, cách đoạn thời gian lại bị ngươi đánh một lần. Lại thêm hai người chiến lực giống nhau, quyền hành giống nhau, tổng thể bên trên đều ở vào cân bằng trạng thái. Thế nhưng, mấy tháng này bắt đầu, béo cầu cùng cửu u bạch giao phong bên trong, thường xuyên đang ở hạ phong. Hắn thật vất vả đem bạch hố đến tà liên thế giới bên trong, đưa hắn phong ấn. Hỗn đản này đem tà liên thế giới đều hố đi, còn đang ở tà liên thế giới bên trong an cư đi xuống. Càng là thông qua tà liên thế giới đã tìm được hình chiếu đến hiện thế phương pháp, mỗi ngày chạy hiện thế tới đây lãng. Bản thân vất vả khổ cực chơi đùa xuất ra kế hoạch. 10 lần có 7 lần đều bị bạch gia hỏa này quấy rối, thất bại trong gang tấc. Cuối cùng đặc biệt mã ngay cả mình vạn năm cải tạo hang ổ, đều bị bạch cái này cẩu bức cho dọn đi rồi, liền đất trống đều móc đi, tại chỗ lưu lại lớn như vậy một cái hố. Hắn đặt ở cái kia hang ổ, lớn như vậy một cái ổ a, chỉ chớp mắt liền không còn. Béo cầu gần nhất rất tuyệt vọng, trong nội tâm đắng, nhưng hắn lại không có phương pháp biểu đạt đi ra. Thù này hận này. Không đội trời chung. Lần này trở về cửu u về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp đem bạch triệt để phong ấn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy nữa đi ra gây sự. Nếu không có bạch tại, hắn sự tình gì đều làm không thành. Nếu không phương pháp đem bạch phong ấn, vậy nó liền dùng bản thể một mực quấn quýt lấy bạch, một mực cùng hắn chiến đấu, lại để cho hắn liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, một hơi đánh lên cái 180 năm. Chỉ cần bạch bị cuốn lấy. Phân thân của nó còn có thể đến hiện thế tới đây, bố trí mưu đồ nhiệm vụ của mình. Bất quá bây giờ, quan trọng nhất là muốn thừa dịp bản thân phân thần không có hoàn toàn bị xua tán lúc trước,
trước đem Vân Tước Tử nhục thân chuyển rời về Cửu U thế giới hắn thứ hai trụ sở bí mật đi. Vân Tước Tử nhục thân, đối với nó mà nói ý nghĩa to lớn, không kém gì Nho Gia Thánh Nhân trí nhớ. Liên quan tới Nho Gia Thánh Nhân trí nhớ, có giữ chữa trị hắn đối ứng thiên đạo hy vọng. Mà Vân Tước Tử nhục thân, thì đại biểu cho khiến nó tại thiên đạo sau khi biến mất, cũng có thể tiếp tục lấy Cửu U Chúa Tể thân phận tại Cửu U lưu cầu sinh khả năng tựa như hắn chán ghét nhất, căm hận nhất, ghét nhất bạch. Giả như thiên đạo thật hết thuốc chữa, hắn hy vọng bản thân có thể thông qua bất hủ cốt làm cho mình sẽ không biến mất, trở thành thứ hai sẽ không biến mất Cửu U Chúa Tể. Lần sau gặp mặt, nhất định phải nhận đến ngươi tất cả trí nhớ. Béo cầu nghiến răng, vận hành bản thân còn dư lại toàn bộ lực lượng, thúc giục không gian lực lượng. Ý đồ đem này là Vân Tước Tử nhục thân cho truyền tống về đi. Béo cầu chạy đâu, lúc này, Tống Thư Hàng ý thức khôi phục lại. Lúc trước, béo cầu cưỡng ép lục soát hắn trí nhớ lúc, hắn giống như biến thành một dàn máy vi tính, vô lực bị béo cầu điều khiển. Mà khi béo cầu mở ra cùng thiên đạo bạch có quan hệ ghi chép, bị một câu kia ánh mắt của thần, đang nhìn lấy tương lai trọng thương lúc, Tống Thư Hàng thuận lợi theo cái loại này hóa thân máy vi tính trong cảm giác lui đi ra. Đón lấy. Hắn liền thấy vô cùng yếu ớt béo cầu, ý đồ lui lại bộ dạng. Tống Thư Hàng lại thế nào chịu thả hắn rời đi, mắt phải của hắn giống như bốc cháy lên, Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn, đang chủ động phối hợp hắn. Thánh Nhân đến cuối cùng, cũng không thể gặp lại Vân Tước Tử liếc, cái này một mực là hắn trong lòng tiếc nuối. Mà bây giờ, Vân Tước Tử nhục thân lại bị người khác chiếm cứ, Thánh Nhân lưu lại trong ánh mắt bản năng bị kích phát. Nhìn là mang thai, lớn nhất công suất. Hơn nữa bởi vì Thánh Nhân chi nhãn chủ động phối hợp, lần này nhìn là mang thai là thuấn phát, liền cái tụ lực thời gian đều không có. Yếu ớt béo cầu, lần này không thể lại tránh đi đạo này nhìn là mang thai. Thánh Nhân chi nhãn cái kia quỷ dị hào quang, chém rụng tại trên người nàng. Không ổn, béo cầu trong lòng một hồi bất an. Nhìn là mang thai hiệu quả hắn trước kia thể nghiệm qua một lần, căn bản không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Còn gì nữa không? Phôi thai ngưng thị, Tống Thư Hàng mắt phải thiên phú năng lực, rơi vào béo cầu bản Vân Tước Tử trên thân. Lúc này đây, hai cái kỹ năng hầu như không có giãn cách thi triển. Vân Tước Tử nhục thân còn chưa tới kịp mang thai liền lại trúng phôi thai ngưng thị hiệu quả. Ta béo cầu bản Vân Tước Tử nhục thân, ngã cắm đầu về phía trước, tựa vào Tống Thư Hàng trên thân. Tại trên người nàng, có từng đạo màu đen đường vân hiện ra, như là hình xăm. Trong nháy mắt che kín Vân Tước Tử thân thể. Nhìn là mang thai cộng phôi thai ngưng thị mỗi lần hiệu quả, cũng không giống nhau. Lần đầu tiên là hóa cây, lần thứ hai là hóa đá. Còn lần này, thì là hóa hình xăm. Bất quá vô luận là loại nào chuyển hóa, kết quả đều. Đến lúc đó, hoa nở hoa tàn, sẽ kết xuất bao hàm Tống Thư Hàng chiến lợi phẩm trái cây tới đây. Lần sau, tuyệt đối muốn giết ngươi. Vân Tước Tử thân thể. Yếu ớt tựa ở Tống Thư Hàng trên bờ vai, nàng tại Tống Thư Hàng bên tai nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong, theo trong thân thể của nàng, có một chút hào quang hiển hiện, lại lóe lên rồi biến mất. Tống Thư Hàng theo bản năng đưa tay, muốn đi bắt bớ điểm ấy hào quang. Chỉ là tia sáng này tốc độ quá nhanh, Tống Thư Hàng còn chưa tới kịp thò ra tay, hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Tia sáng kia, là bất hủ cốt còn có một cái kim loại trái tim. Thời điểm mấu chốt, béo cầu bỏ xe bảo đảm xuất sắc, đem Vân Tước Tử nhục thân lưu lại, chỉ đem lấy cái kia tấm bất hủ cốt cùng gửi lại hắn phân thần chỗ kim loại trái tim, bỏ chạy. Đáng tiếc, Vân Tước Tử nhục thân, nói thật, giá trị không lớn, là quan trọng nhất, chính là kia khối bất hủ cốt. Có cái kia khối bất hủ cốt tại, Vân Tước Tử tiền bối nhục thân muốn trùng sinh bao nhiêu lần đều được. Tống Thư Hàng vốn đang cho rằng lần này có cơ hội đem bất hủ cốt đoạt lại. Trả lại cho Vân Tước Tử tiền bối. Mặt khác, còn có cái vấn đề lớn. Bất hủ cốt rời đi lời nói, cái kia Tống Thư Hàng trong tay này là Vân Tước Tử nhục thân, cũng sẽ bị tai nạn cự quy phán đoán làm là thi thể đi. Kể từ đó lời nói, tai nạn cự quy rất nhanh bỏ chạy đến thu về này là Vân Tước Tử nhục thân. Đêm này là nhục thân thu lại, miễn cho dẫn tới hỗn loạn. Lúc này, một cái thanh âm dễ nghe tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Là truyền âm nhập mật. Tống Thư Hàng đưa tay, nhanh chóng đem này là dài khắp hình xăm Vân Tước Tử thân thể, ném vào đến hạch tâm thế giới. Kể từ đó, tại bãi tập các học sinh trong mắt xem ra, Vân Tước Tử tỷ tỷ giống như là đại biến người sống,
đột nhiên biến mất không thấy đi. Tống Thư Hàng thở dài. Duy hôm nay suy nghĩ, chỉ có đem Thông Nương lôi ra tới đây, tại trên người nàng phóng thích một cái huyễn thuật, để cho người khác đem nàng xem thành là Vân Tước Tử bộ dáng, lăn lộn qua cửa ải này rồi hãy nói. Vấn đề chính là, hắn huyễn thuật vừa mới nhập môn. Dạng này tinh xảo huyễn thuật, không biết hắn có thể hay không thi triển thành công. Đang lúc Tống Thư Hàng nghĩ như vậy lúc, có một đạo thân ảnh đột nhiên tới gần đến bên cạnh hắn. Thân ảnh kia nhẹ nhàng kéo lên Tống Thư Hàng cánh tay. Đi thôi, là cái kia vui tai truyền âm nhập mật thanh âm. Tống Thư Hàng hướng bên cạnh nhìn lại. Kết quả phát hiện Vân Tước Tử tiên tử đang tựa ở trên người của hắn. Không, không đúng. Không phải chân chính Vân Tước Tử tiên tử. Mà là một tầng huyễn thuật, rất cao minh huyễn thuật. Tại Tống Thư Hàng nho ra mắt phía dưới, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, tầng này huyễn thuật đã bị nhìn thấu. Dìu lấy hắn cánh tay, là một vị thoạt nhìn rất quen mặt cô nương. Nàng một đầu lệch hướng màu rám nắng tóc dài, cẩn thận ghim thành bánh quai trèo bím tóc, rủ xuống tại vai trái. Thật dài tóc cắt ngang trán, mơ hồ che lại ánh mắt của nàng. Làm nàng dìu lấy Tống Thư Hàng thời gian, Tống Thư Hàng còn có thể cảm giác được nàng bổng bổng dáng người. Tuy rằng quen mặt, nhưng Tống Thư Hàng cũng không nhận ra vị cô nương này. Ngươi là, Tống Thư Hàng nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Ta chỉ là một vị vừa vặn đi ngang qua, thay ngươi giải vây, tâm địa thiện lương tiên tử. Bánh quai trèo đuôi sam thiếu nữ hì hì cười nói, chung quanh ta vừa rồi dùng huyễn thuật xử lý tốt, không cần lo lắng bị người phát hiện. Nàng dìu lấy tay của Tống Thư Hàng, hướng lầu dạy học vị trí đi. Cảm ơn ngươi, thiện lương tiên tử. Ta có thể biết tiên tử đạo hiệu của ngươi sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bánh quai trèo đuôi sam thiếu nữ hì hì cười một tiếng, lần sau nếu như còn có thể gặp mặt, ta sẽ nói cho ngươi biết nha. Tốt, vậy một lời đã định, Tống Thư Hàng gật đầu nói, ta cuối cùng cảm thấy chúng ta còn sẽ gặp lại. Dạ dạ dạ, cảm giác của ngươi lợi hại nhất, bánh quai trèo đuôi sam thiếu nữ cười nói. Một mực phụng bồi Tống Thư Hàng tới gần lầu dạy học về sau. Nàng buông ra tay của Tống Thư Hàng cánh tay, không sai biệt lắm, đến nơi đây như vậy đủ rồi, cũng sẽ không lại dẫn tới người khác hoài nghi. Cảm ơn tiên tử, Tống Thư Hàng nói. Không cần khách khí, giúp người làm niềm vui là hứng thú của ta. Bánh quai trèo đuôi sam thiếu nữ phất phất tay, hướng một phương hướng khác đi. Tâm tình của nàng lộ ra phi thường không tồi. Tại huyễn thuật ảnh hưởng, mọi người nhìn thấy liền là tóc màu lam đại tỷ tỷ cùng Tống Thư Hàng vẫy tay từ biệt. Trước một bước rời đi. Hoàn mỹ giải vây. Hô, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Giang Nam Đại học thành bên trong, trừ ta ra, còn có mặt khác tu luyện giả. Tiến nhập phòng học về sau, hắn trước tìm cái vị trí ngồi xuống. Trong đầu bắt đầu nhớ lại vừa rồi chuyện đã xảy ra. Một lát sau, hắn khẽ nhíu mày. Vừa rồi vị kia tiên tử, lớn lên dạng gì à? Ninh lúc này, tại trong hạch tâm thế giới. Có một thanh âm rời đi Tống Thư Hàng chú ý. Ở đằng kia có dài khắp hình xăm Vân Tước Tử nhục thân. Hoa văn như là rễ cây, tại Vân Tước Tử phần lưng hội tụ, tạo thành một đóa xinh đẹp hoa văn. Hoa văn bên trong, kết xuất một mai hạt giống. Tống Thư Hàng lấy ra cái này hạt giống. Trong suốt hạt giống bên trong, có một cái tròn vo cầu kim loại, đang tại lay động lấy. Tống Thư Hàng sắc mặt kịch biến, béo cầu đại lão. Vì sao quả cầu kim loại lỏng sẽ xuất hiện tại chiến lợi phẩm hạt giống bên trong? Lần này chiến lợi khí coi như là cái gì, là béo cầu đại lão thân thể một bộ phận. Hay hoặc giả là hắn tiềm phục tại Vân Tước Tử tiên tử trong thân thể lực lượng bị hiện hóa đi ra, rơi vào viên này hạt giống bên trong. Nhìn qua hạt giống bên trong, tròn vo, trông rất sống động cỡ nhỏ béo cầu đại lão, Tống Thư Hàng luôn cảm giác cái đồ chơi này là vật nguy hiểm. Vì vậy, viên này hạt giống nên xử lý như thế nào? Suy nghĩ một chút về sau, Tống Thư Hàng đem viên này hạt giống tạm thời phóng tới chuỗi đeo tay không gian bên trong đi. Viên này hạt giống cũng không trồng đến hạch tâm thế giới A, ngộ nhỡ trồng ra cái béo cầu đại lão phân thân thế nào? Vì vậy, đến thời gian viên này hạt giống còn là trồng đến bạch tiền bối tà liên thế giới bên trong đi thôi. Ngộ nhỡ thật có thể trồng ra béo cầu đại lão phân thân, bạch tiền bối cũng có thể đè được. Thư Hàng. Người bên kia có khỏe không? Vừa rồi cắt đứt liên hệ, người hạch tâm thế giới lại sợ rồi. Bạch tiền bối thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Đúng vậy à, tâm tính thiện lương mệt mỏi.
Tống Thư Hàng tâm nhét nói. Thân là cuối cùng át chủ bài, nhưng hắn chân chính phát lên công dụng cơ hội không nhiều. Bất quá cái này cùng Tống Thư Hàng thường xuyên tham gia cửu phẩm kiếp tiên cấp mạo hiểm sự kiện có quan hệ. Vừa rồi béo cầu đại lão lợi dụng Vân Tước Tử tiền bối nhục thân tới tìm ta, hắn ngụy trang phi thường tốt, ta thoáng cái không nhận ra hắn tới đây. Thiếu chút nữa đã bị hắn lừa dối một thanh. May mà bạch tiền bối ngài vừa lúc ở nổ bản thể của nó, phân thân của nó nhận lấy ảnh hưởng. Nếu không hôm nay ta khả năng muốn bị vùi dập giữa chợ. Tống Thư Hàng trả lời. Bạch tiền bối, hi hi, đã ngươi hạch tâm thế giới khôi phục, cái kia đại biểu cho béo cầu đã thất bại. Bạch Thanh Âm lộ ra có chút rồn rập, hắn tựa hồ đang tại bị người đuổi theo. Ừ, hắn tại cưỡng ép đọc đến ta nhớ lúc, bị cắn trả, may mà hôm nay ta vận khí không tệ. Bị cưỡng ép đọc đến trí nhớ thời gian, tinh thần thế giới cũng không có bị thương. Sau đó, ta thừa dịp béo cầu đại lão bị cắn trả lúc, kịp thời cho nó bổ sung một phát nhìn là mang thai cộng phôi thai ngưng thì cuối cùng kết xuất một viên hạt giống. Ta đang muốn cùng bạch tiền bối ngài nói, lần này kết hạt giống không quá hay, hạt giống bên trong là cỡ nhỏ béo cầu đại lão. Ta không dám đem hắn trồng tại hạch tâm thế giới, đến lúc đó trồng bạch tiền bối ngài tà liên thế giới được không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối cười hì hì, tinh thần thế giới của ngươi đương nhiên ổn vô cùng, đừng quên lúc trước, ta cho tinh thần của ngươi phương diện tăng thêm củng cố cùng phòng hộ. Về phần ngươi nói hạt giống, lần sau gặp mặt thời gian, một lần nữa cho ta. Ta cũng muốn nhìn xem có thể hay không trồng ra nhỏ béo cầu tới đây. Trước không hàn huyên, béo cầu điên rồi, đang nảy sinh ác độc đánh ta. Úi má ơi thiếu chút nữa đã bị đánh đến. À đúng rồi. Gần nhất ngươi không cần lo lắng béo cầu lại đi tìm ngươi, ta sẽ nhìn chăm chú hắn. Cũng không thể khiến nó luôn đi hiện thế lấy lớn hiếp nhỏ. Trước treo, chờ ngươi phục sinh đã đến giờ chúng ta lại đại khái cái thời gian gặp mặt. Nói xong, bạch tiền bối kết thúc thông tin. Tống Thư Hàng cũng còn không có tới kịp nói tiếng cảm tạ. Béo cầu đại lão thời gian ngắn sẽ không lại tới đánh ta, đó là không còn gì tốt hơn. Ngày hôm nay chư thiên vạn giới bên trong. Ta sợ nhất đúng là hắn cùng cái kia con mắt to tinh cầu. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Béo cầu sẽ không tới, mà viên kia mở to mắt con ngươi tinh cầu bản thể cũng không cách nào trực tiếp buông xuống đến địa cầu tới đây đánh hắn. Mới từ thiên đạo phòng tối bên trong đi ra đây, lại đến lời nói, hắn khẳng định lại phải bị giam đi vào. Chỉ cần hai vị này đại lão tạm thời sẽ không xuất hiện, là hắn có thể qua mấy ngày an ổn thời gian. Khoảng cách phục sinh CD còn có 5 ngày. Đáng tiếc, lần trước thời gian thành quá tải, nguồn năng lượng hao hết. Nếu không hắn có thể tại thời gian thành bên trong ngốc một ngày, rất nhanh khôi phục phục sinh CD. Bất quá dạng này cũng thật, ta cũng là lúc rảnh rỗi, thật tốt bù lại một chút tu chân phương diện tri thức. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, hắn thế nhưng là trở thành đáng tin đại tiền bối nam nhân. Trên thực tế, hôm nay thân là ngũ phẩm linh hoàng hắn, đối với đi học loại chuyện này, đã sớm không coi trọng như vậy. Trước kia Tống Thư Hàng, học trò là chủ nghiệp, bây giờ lời nói, trường học với hắn mà nói giống như là cái nghỉ ngơi địa phương. Mệt mỏi cứ tới đây nghỉ ngơi một chút. Có việc lời nói, có thể cho Liễu Yêu Khinh Vũ tiếp tục thay thế hắn đi học. Hay hoặc là đem phân thân rời qua tới đây. Phân thân đi, lớn nhất tác dụng liền là dùng để ngâm quần nói chuyện phiếm cộng thay chủ nhân đi học nha. Trước thừa dịp mấy ngày nay thời gian, đem viễn cổ ngôn ngữ nắm giữ. Tranh thủ có thể dùng viễn cổ ngữ cùng khôi lỗi tiên tử, bạch tiền bối câu thông. Sau đó lại dùng viễn cổ ngôn ngữ kêu lên lời hứa cùng chờ đợi tiên tử tên. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại bản thân phần eo chính là cái kia lập thể tiểu hồ lô ô biểu tượng bên trên. Bạch tiền bối tự tay chế tác học bá hệ thống bên trong có học tập viễn cổ ngôn ngữ mô đun. Đã lâu lớp học khí thức Tống Thư Hàng cùng ba cái bạn cùng phòng ngồi cùng một chỗ, mở ra sách giáo khoa. Nghe đạo sư tại trên bục giảng truyền thụ tri thức. Bất quá, đang nghe tiết học đồng thời, Tống Thư Hàng nhất tâm nhị dụng. Hắn một bên nghe giảng bài, bên kia đem bộ phận ý thức lẻn vào đến học bá hệ thống bên trong, bắt đầu viễn cổ ngôn ngữ học tập nhiệm vụ. Chờ nắm giữ viễn cổ ngôn ngữ về sau, tương lai Hoàng Sơn tiền bối như lại thêm cái tân nộn tiến quần lời nói, hắn ít nhất có thể sử dụng viễn cổ ngôn ngữ giả bộ đại tiền bối. Ngẫm lại cũng cảm giác thật chờ mong. Muốn biết rõ, hiện tại Cửu Châu nhất hào quần trong, tinh thông viễn cổ ngôn ngữ thành viên, cũng không nhiều. Thư Hàng, lúc này, bên người Cao Mỗ Mỗ đột nhiên kêu hắn một tiếng.
Tống Thư Hàng tò mò xoay đầu lại, nhìn qua Cao Mỗ Mỗ, chuyện gì? Cao Mỗ Mỗ sờ sờ cằm, nhẹ gật đầu. Tiếp đó hắn đẩy kính mắt, quay người đối với bạn gái nhà y nói, quả thực, hôm nay Tống Thư Hàng một chút cũng manh không đứng dậy. Có thể là hôm nay hắn nhớ kỹ uống thuốc đi, lại không manh manh đạt. Người báo tố trong lớp những nữ sinh khác, gọi bọn nàng hôm nay không cần thử, ngày mai thử lại lần nữa. Nhà y cười gật đầu, lộ ra một mai đáng yêu răng nanh. Tống Thư Hàng, thật có lỗi, ngày mai thử lại cũng không dùng, ngày mai ta vẫn là ta, không phải khinh vũ ngụy trang, cũng không có khả năng manh. Dù sao, lão phu đi là cứng rắn phái phong cách vẽ, ba đại thối thể công pháp, liền hỏi ngươi có sợ không? Trên lớp học, tiếng của lão sư, còn đang ở chậm rãi vang lên. Học bá hệ thống bên trong, Tống Thư Hàng đã nhanh muốn qua đời. Học bá hệ thống bắt đầu dạy bảo viễn cổ ngôn ngữ thời gian, như cũ là lấy thiên tự văn làm cơ sở. Lần trước Tống Thư Hàng học được thiên tự văn phía trước 10 câu. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt dư chắc, thần túc liệt trương, hạ qua đông đến, ngày mùa thu hoạch mùa đông ẩn núp. Nhuận dư thành tuổi, luật lữ điều dương. Cái này 10 câu lời nói, dùng viễn cổ thời đại ngôn ngữ tới đây đọc. Lần này là đón trở về chương trình học, hướng xuống tiếp tục dạy bảo. Mãnh liệt đề nghị Bạch Tiền Bối đem thiên tự văn đổi thành tam tự kinh. Tốt nhất là theo sáng tốt lành, trưa bình an, tối ngủ ngon, cùng với người ăn cơm trưa. Cái này vài câu bắt đầu học, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Học bá hệ thống bên trong, dạy bảo viễn cổ ngôn ngữ còn là cái kia đoàn dòng điện hình dáng nhân hình sinh vật. Dạy bảo phương pháp còn là hắn niệm một câu, Tống Thư Hàng cùng theo đọc một câu. Đọc đúng rồi có ban thưởng, niệm sai rồi có trừng phạt. Một khi niệm sai rồi, người nọ loại hình dòng điện sinh vật liền biết ném qua một cái quả cầu điện đến. Ba 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 Tống Thư Hàng bị điện toàn thân run lên. Hơn nữa tựa hồ là lần trước thăm dò Tống Thư Hàng đối với điện có được siêu cường kháng tính, lần này dòng điện uy lực rõ ràng tăng cường rất nhiều. Lần trước dòng điện uy lực làm LV một lời nói, lần này liền là LV 5 cấp bậc. Tống Thư Hàng cảm giác có chút không chịu nổi. Thế nhưng, đầu lưỡi của hắn cũng không cách nào thuận lợi cuốn quá tới đây. Hắn trời sinh cùng viễn cổ ngôn ngữ xung đột sao? Trong lúc đang suy tư, nhất tâm lưỡng dụng trạng thái hắn, trên điện thoại di động nhận được một cái tin tức. Là Hoàng Sơn Tiền Bối cấp phát tin tức của hắn, thiên nhân tộc máy phi hành nhận được, cái này máy phi hành hầu như không có hư hại, phẩm cấp lẫn nhau rất tốt, thuận tiện nghiên cứu. Thư Hàng tiểu hữu, ta phát ngươi một cái tiên thuyền tại tuyến đặt hàng website, ngươi đi lên xem một chút, có hay không có phù hợp ngươi tâm ý mẫu mã. Nếu như không có, liền phòng theo các loại mẫu mã, chế tạo một cái ngươi mình thích loại hình. Chọn xong phía sau nói cho ta biết, ta thay ngươi trả tiền. Ta đem ta tài khoản cùng mật mã cho ngươi, ngươi đổ bộ đi lên. Sau khi nói xong, Hoàng Sơn Tiền Bối phát cái website kết nối đến, mặt khác bổ sung chính hắn tài khoản cùng mật mã. Đầu năm nay, liền tiên thuyền đều làm mua qua Internet. Cùng thời gian cấp tiến thật lợi hại, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Website rất nhanh mở ra. Ánh sáng rực rỡ phách số 1111 trò chơi trang bị khu vực giao dịch Tống Thư Hàng. Trò chơi trang bị khu vực giao dịch, Hoàng Sơn Tiền Bối phát sai kết nối rồi a. Hoàng Sơn Tiền Bối tu luyện ngoài, cũng ưa thích chơi trò chơi. Hơn nữa ưa thích khắc vàng. Hoàng Sơn Tiền Bối, đây là một cái trò chơi trang bị khu vực giao dịch a. Tống Thư Hàng run rẩy trả lời học tập có thể nhất tâm nhị dụng, học bá hệ thống bên trong chịu đựng điện giật, nhưng là sẽ trực tiếp tác dụng tại trên tinh thần. Hoàng Sơn Tiền Bối trả lời, chính là cái này, người đổ bộ về sau, điểm thủ du trang bị giao dịch, lại điểm phía dưới tiên thuyền quyển sách. Người dùng ta tài khoản đổ bộ, bọn hắn liền hiểu ngươi là mua tiên thuyền hộ khách. Bên trong tiên thuyền mẫu mã ngươi cũng có thể nhìn xem, nhìn chúng lại gọi ta. Còn có loại này thao tác, Tống Thư Hàng án lấy Hoàng Sơn Tiền Bối chỉ bảo, tiến nhập tiên thuyền quyển sách hình thái. Lập tức, rực rỡ muôn màu tiên thuyền mẫu mã, chói lọi mù ánh mắt của hắn. Đủ loại tiên thuyền, có khổng lồ, mấy trăm mét dài cái loại này, giá cả cũng so với cao hơi cao. Thế nhưng Tống Thư Hàng mua đến, cũng mở không nổi. Có phổ thông lớn nhỏ loại hình, nhưng ngoại hình cùng tốc độ, tính năng đều có riêng khác nhau. Thậm chí Tống Thư Hàng còn chứng kiến một cái cũ kỹ loại hình, dùng nhiên liệu là dầu hàng không. Dùng dầu nhiên liệu đều đi ra, cái kia dùng điện loại hình cũng có sao.
Thật là có, hỗn hợp động lực, tức có thể sử dụng linh thạch, còn có thể dùng điện, thậm chí nếu như tu sĩ cảm giác mình năng lượng căng sợ, còn có thể bản thân cung cấp linh lực. Cái này ngược lại là có chút ý tứ. Tống Thư Hàng đưa tay ấn mở phục vụ. Ngài khỏe chứ, Hoàng Sơn tiền bối, lần này ngài muốn mua loại nào loại hình tiên thuyền? Chủ tiệm thân thiết dò hỏi. Tống Thư Hàng duỗi ra tay run rẩy, đưa vào nói, chủ quán, biết phiến cổ ngôn ngữ không? Chủ tiệm, biết sao? Tống Thư Hàng tiếp tục run rẩy lên tiếng hỏi. Thật có lỗi, Hoàng Sơn tiền bối. Ta đối với viễn cổ ngôn ngữ không có gì lý giải. Chủ tiệm nói. Chủ quán kia, cho ta đổi lại biết viễn cổ ngôn ngữ phục vụ được không? Tống Thư Hàng tiếp tục run rẩy nói. Chủ quán, nhà ta là bán tiên thuyền, tại sao phải có biết viễn cổ ngôn ngữ phục vụ a? Người đây là thật tâm khó xử ta. Đối mặt dạng này làm khó dễ chủ quán hộ khách, ta trở tay chính là một cái. Tán, người mua là Hoàng Sơn tiền bối a, Tân Tấn tôn giả. Toàn bộ tu chân giới mọi người biết, Hoàng Sơn tiền bối quan hệ có thể rộng rãi. Quan trọng nhất là, Hoàng Sơn tiền bối là khách hàng cũ, hắn tại trong nhà mình mua đơn đặt hàng đã có gần hơn 300 đơn. Khách hàng lớn như vậy, ngẫu nhiên đưa ra một chút quá phận yêu cầu, đương nhiên là có thể chấp nhận á, hắn đương nhiên vẫn là muốn chút cái tán. Hoàng Sơn tiền bối ngài chờ một lát, ta đi hỏi một chút. Điếm trưởng trả lời. 2 phút phía sau. Một thứ tên là Tiểu Khả muội tử phục vụ, thay điếm trưởng, Hoàng Sơn tiền bối ngài khỏe chứ, ta là phục vụ Tiểu Khả, ta đối với viễn cổ ngôn ngữ có biết một chút. Hoàng Sơn tiền bối ngài có cái gì cần sao? Ta muốn biết Minh Phượng Tại Trúc, Bạch Câu Thực Tràng, Hóa Mị Thảo Mộc, lại cùng Vạn Phương, cái này hai gã thiên tự văn, dùng viễn cổ ngôn ngữ muốn làm sao niệm. Ta niệm hai câu này lúc, đầu lưỡi liền là điều chỉnh không đến. Cái này có cái gì khiếu môn sao? Tống Thư Hàng run rẩy đánh chữ. Tiểu Khả, Hoàng Sơn tiền bối tại học viễn cổ ngôn ngữ. Đúng vậy, hai câu này dùng viễn cổ ngôn ngữ tới đây niệm lời nói, độ khó lớn hơn. Bởi vì trong đó đầu lưỡi cần tiến hành hơn 10 loại biến hóa. Cụ thể biến hóa, nói như thế nào thật đây? Không sai biệt lắm là bộ dạng. Như vậy đi, ta phát một đoạn video liên tiếp cho tiền bối, người xem một chút ta biểu thị một chút đầu lưỡi biến hóa. Thật, đã làm phiền ngươi. Tống Thư Hàng run rẩy nói. Một lát sau, phục vụ Tiểu Khả phát một đoạn video cho Thư Hàng. Tống Thư Hàng trước đem điện thoại video thanh âm quan bế. Video mở ra, trên tấm hình Tiểu Khả cô nương đầu lưỡi linh hoạt cuốn động, biểu thị viễn cổ ngôn ngữ thời gian đầu lưỡi cuốn động cùng biến hóa. Cái này độ khó, quả nhiên không phải người bình thường có thể làm ra động tác. Tống Thư Hàng lĩnh ngộ một việc biết viễn cổ ngôn ngữ đạo hữu. Nhất định có được một cái linh hoạt đầu lưỡi. Đã có Tiểu Khả phục vụ video giảng giải về sau, Tống Thư Hàng lại quay đầu lại học tại học bá hệ thống trong thử mấy lần, liền may mắn thành công. Quả nhiên, viễn cổ ngôn ngữ giáo trình, chỉ là nghe âm đọc là không được, nhất định phải phối hợp đầu lưỡi biến hóa động tác tới đây. Điểm này cũng nhớ kỹ, đến lúc đó phản hồi cho Bạch Tiền Bối. Chờ lần Bạch Tiền Bối đối với học bá hệ thống tiến hành thăng cấp lúc, lại để cho hắn nhất định phải tăng thêm chức năng này. Mặt khác, cái này phục vụ cô nương cẩn thận, giảng giải cũng rất tán. Một lát mua xong tiên thuyền, nhất định phải cho nàng cái 5 sao khen ngợi. Thuận lợi xông qua cửa ải này về sau, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, kết thúc bị lôi điện hình người đạo sư dùng quả cầu điện tiến hành yêu thúc dục chương trình học, cùng thuận lợi bắt lại lần này học bá điểm tích lũy. Hoàng Sơn tiền bối, ngài còn có vấn đề khác sao? Tiểu Khả cô nương dò hỏi. Mặc dù tại bán đồ vật lúc, chỉ bảo người khác học viễn cổ ngôn ngữ là loại chuyện rất kỳ quái tâm tình. Nhưng đối phương là Hoàng Sơn tiền bối, là khách hàng lớn, đương nhiên muốn cho hắn điểm đặc quyền. Tạm thời đã không có, đa tạ Tiểu Khả tiên tử. Mặt khác, nếu như lần sau ta tại viễn cổ ngôn ngữ bên trên có vấn đề, còn có thể tìm ngươi không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Tiểu Khả. Sau một lúc lâu Tiểu Khả cẩn thận từng ly từng tí trả lời, Hoàng Sơn tiền bối, ta rất bận rộn. Điếm trưởng nói, không thể đắc tội Hoàng Sơn tiền bối, ngữ khí muốn nhẹ nhàng một chút, không muốn chính diện cự tuyệt. Khổ cực rồi, chúng ta đây lại đến nói chuyện tiên thuyền đi, ta đối với cuối cùng cái này hỗn hợp động lực kiểu mới cảm thấy rất hứng thú. Cái này tính năng như thế nào đây? Tống Thư Hàng rất nghiêm túc bắt đầu cùng Tiểu Khả giao lưu. Nhất tâm nhị dụng.
một bên nghe giảng bài, một bên mua tiên thuyền. Tống Thư Hàng đối với cái này hỗn hợp động lực tương đối cảm thấy hứng thú, nguyên nhân liền là hắn tiết kiệm tiền. Hắn có thể dùng nhiên liệu là dầu hàng không cùng linh thạch lăn lộn động lực, quan trọng nhất là, thứ này còn có thể từ tu sĩ bản thân bỏ thêm vào năng lượng. Điểm ấy Tống Thư Hàng ưa thích. Hắn hiện tại 5 hạt nhân kim đan cộng thượng giai linh quỷ, đang thuộc về linh lực căng sợ cái này loại hình. Cái này một thân linh lực, không cần cũng lãng phí. Dùng tại tiên trên thuyền, còn có thể bay một thời gian ngắn. Tiểu Khả gặp Hoàng Sơn tiền bối rốt cuộc không tại trò chuyện viễn cổ ngôn ngữ cái đề tài này về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng viễn cổ ngôn ngữ trình độ cũng không cao, nàng cũng là sơ học người. Tiếp đó, nàng nhanh chóng cho Tống Thư Hàng giới thiệu lên kiểu mới tính giá so với cùng công năng tới đây. Tiên thuyền ngoại hình, có thể hoán đổi sao? Tống Thư Hàng lại hỏi. Trên tấm hình, tiên thuyền ngoại hình phần lớn là thuyền loại hình hình thái. Ngoại hình có thể tùy ý hoán đổi, chỉ cần ngài ưa thích, cái này hỗn hợp động lực tiên thuyền vô luận đổi thành bộ dáng gì nữa đều được. Nhưng cần thêm vào thêm chút cải tiến chi phí, bất quá điếm trưởng nói, Hoàng Sơn tiền bối là khách hàng cũ, cái này cải tiến chi phí liền miễn đi. Mặt khác, ngoại hình nếu như quá kỳ lạ lời nói, có thể sẽ ảnh hưởng tiên thuyền phi hành tốc độ. Tiểu Khả bổ sung. Transformer có thể chứ? Tống Thư Hàng nhanh chóng lên tiếng hỏi. Phóng tới trời xanh cùng vũ trụ, là nam nhi mộng tưởng. Mở cỡ lớn người máy đồng dạng cũng là nam nhi mộng tưởng, điều kiện tiên quyết là buồng điều khiển không muốn tại người máy trên nắm tay. Cái này chỉ là thoạt nhìn tương đối phức tạp, nhưng có lẽ độ khó không lớn. Tiểu Khả trả lời. Vậy định chế hàng đặt theo yêu cầu cái này. Hình thái lời nói, lấy phổ thông xe con làm cơ sở vốn hình thái. Dạng này, không thay đổi loại trạng thái xuống, ta còn có thể đem hắn làm ô tô sử dụng, bình thường cũng sẽ không lãng phí. Chú ý, không muốn xe đẩy, cũng không muốn đào đất máy. Chỉ cần phổ thông xe con hình thái, Tống Thư Hàng nói. Tiểu Khả, không có vấn đề, chậm nhất sáng mai có thể ra bản thiết kế. Đến lúc đó ta đem khái niệm bức vẽ gửi đi cho tiền bối người xem nhìn. Thành, Tống Thư Hàng trả lời. Tiểu Khả, cái kia chúc Hoàng Sơn tiền bối tu vi tinh tiến, tiền bối còn có vấn đề khác sao? Không còn, có vấn đề ta sẽ tìm ngươi, Tống Thư Hàng nói. Tiểu Khả, tốt, cái kia Hoàng Sơn tiền bối gặp lại. Chấm dứt trò chuyện về sau, vị này Tiểu Khả muội tử sờ sờ cằm, đối với điếm trưởng nói, điếm trưởng, ta cuối cùng cảm giác Hoàng Sơn tiền bối hôm nay tính cách có chút không đúng. Nói chuyện phiếm ngữ khí cũng có chút cổ quái. Hơn nữa ngài biết không, hắn định tiên thuyền lại muốn Transformer hình thái. Điếm trưởng nghe đến đó, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, khó trách ta cũng cảm giác hôm nay Hoàng Sơn tiền bối phong cách vẽ không đúng. Đáp án đã rất rõ đúng rồi, lần này online cùng chúng ta nói chuyện phiếm, không phải Hoàng Sơn tiền bối. Đó là ai? Tiểu Khả muội tử nghi ngờ nói. Bên cạnh lại có cái muội tử cười nói, còn có thể là ai, nhất định là Hoàng Sơn tiền bối nhà đại yêu sủng Đậu Đậu đi. Không có sai, ngoại trừ Đậu Đậu bên ngoài, trên thế giới này cũng không có người nào khác có thể sử dụng Hoàng Sơn tiền bối tài khoản làm như vậy chuyện. Hơn nữa vừa rồi Hoàng Sơn tiền bối nói chuyện phiếm phong cách, cũng là Đậu Đậu phong cách. Điếm trưởng rất khẳng định nói. Cái kia, cái này tấm đơn đặt hàng chúng ta còn muốn làm sao? Tiểu Khả lên tiếng hỏi. Điếm trưởng hặc hặc cười một tiếng, làm gì vậy không làm? Hoàng Sơn tiền bối đối với Đậu Đậu có thể sủng, Đậu Đậu dùng Hoàng Sơn tiền bối tài khoản xuống đơn đặt hàng lời nói, Hoàng Sơn tiền bối cuối cùng cũng sẽ yên lặng trả tiền, không cần lo lắng. Lần trước liền Đậu Đậu tại xe đẩy giải thi đấu bên trên biên một khúc Hoàng Sơn đại ngốc chi ca về sau, tiền bối cũng không có làm sao trừng phạt Đậu Đậu đây. Đậu Đậu có thể trở thành Hoàng Sơn tiền bối yêu sủng, thật sự là phúc khí của nó. Lại có người nói. Hoàng Sơn động phủ vội vàng bế quan, trùng kích ngũ phẩm cảnh giới Đậu Đậu, đột nhiên không hiểu thấu tâm nhét. Luôn cảm giác có người tại sau lưng giảng ta nói bậy. Đậu Đậu nói. Sẽ là ai tại giảng hắn nói bậy đây? Nói như vậy, đứng đầu phát hắn bực tức chính là Chu Ly. Hắn mỗi ngày đuổi theo rời nhà ra đi bản thân, tích lũy đại lượng oán khí. Thế nhưng, Chu Ly gần nhất cùng vợ hắn chung đụng đặc biệt ngọt ngào, như keo như sơn, có lẽ không rảnh ở sau lưng giảng hắn nói bậy mới đúng. Như vậy, là Thư Hàng sao, gần nhất biết đậu đen rau má ta đấy, ngoại trừ Chu Ly cũng chỉ có Thư Hàng. Quyết định rồi, qua mấy ngày liền đi tìm hắn đi.
Đậu Đậu nhảy lên, tinh thần phấn chấn. Một vị bế tử quan là xa rời thực tế, là không đúng. Vì vậy, hắn quyết định mình ở tấn chức ngũ phẩm phía trước, đi gặp Thư Hàng một mặt nghe nói Sở Sở thành Thư Hàng đệ tử. Tuy rằng cảm giác mình tấn chức ngũ phẩm, là ván đã đóng thuyền sự tình. Phàm là sự tình đều có cái ngộ nhỡ. Vì vậy, ta đây là muốn thừa dịp độ kiếp phía trước, đi giao hảo bạn bè gặp lần cuối. Đậu Đậu mình mở bắt đầu cho mình tìm lý do. Lần này hắn không định xa nhà trốn đi. Chó lúc nào cũng sẽ lớn lên, rời nhà ra đi kịch bản đến ngu rồi, Hoàng Sơn đại ngốc sẽ miễn dịch. Hắn lần này chuẩn bị muốn hướng Hoàng Sơn xin phép đi gặp Thư Hàng một mặt. Hoàng Sơn có 80% khả năng, sẽ đồng ý hắn đi gặp Tống Thư Hàng. Đúng vậy, cứ như vậy đặt, chủ nhật đi tìm hắn, thật tốt vui đùa một chút. Đậu Đậu dứt lời, nhanh chóng hướng Hoàng Sơn vị trí chạy tới. Buổi sáng tiết học, rất nhanh liền kết thúc, tiếp đó liền là ăn cơm, nghỉ trưa. Buổi chiều tiếp tục lên lớp. Lúc chiều, Tống Thư Hàng vừa học một đoạn tiết học viễn cổ ngôn ngữ còn sót lại thời gian thì dùng để học tập Thiên Sư Chính Pháp Lôi Pháp quyển sách. Lôi Pháp quyển sách phía trước mấy cái pháp thuật là Lôi Quang Nhất Chỉ, Trưởng Tâm Lôi. Lại kế tiếp là Dẫn Lôi Thuật. Dẫn Lôi Thuật phân chia mấy cái giai đoạn: một lôi, hai lôi, ba lôi, bốn lôi cùng với ngũ lôi oanh đỉnh. Bên kia, phân thân đem Lan Tây Đảo bên trên phòng ăn chiêu bài cho sửa lại, miễn cho lại có người thần thần bí bí đến điểm cái kia đã không tồn tại chạy trốn phục vụ. Sở Sở tại Lan Tây Đảo trong nhà ăn hỗ trợ. Nàng bắt đầu tu luyện theo phong bế không gian bên trong lấy được tiên chủ bí pháp. Trước mắt, nàng tại sử dụng phổ thông nguyên liệu nấu ăn tiến hành luyện tập kỹ thuật sắt sau cùng đầu bếp kỹ năng. Tống Thư Hàng lặng lẽ cung cấp nàng một bộ phận hành mầm để nàng luyện tập tiên chủ bí thuật bên trong đi trừ nguyên liệu nấu ăn bên trong yêu khí phân đoạn. Chuyện này tạm thời không muốn lại để cho thông nương biết. Ngoại trừ buổi sáng hôm nay béo cầu đại lão cho hắn đưa một sóng kích thích về sau, hôm nay một ngày, đều rất hòa bình. Khôi lỗi tiên tử buổi tối không có trở về, nàng trực tiếp mang theo tiểu âm trúc chạy đến dược sư tiền bối cái kia tòa kiến trúc trong nghỉ ngơi đi, nàng tựa hồ mua rất nhiều thứ. Tống Thư Hàng tương đối lo lắng mình cho nàng tiền, có đủ hay không nàng tiêu dùng. Cảnh đêm buông xuống. Tống Thư Hàng đã lâu nằm ở trên giường của mình, nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng. Qua hôm nay, còn có 4 ngày. Tối ngủ ngon, mọi người. Tống Thư Hàng nói khẽ. Hôm nay ngự đao theo Lan Tây Đảo bay thẳng đến Giang Nam Đại học thành, lại cùng béo cầu đánh một sóng, hắn là hơi mệt chút. Tống Thư Hàng nhắm mắt lại, vận hành chân ngã minh tưởng kinh. Một bên ngủ một bên khôi phục tinh thần. Mơ mơ màng màng ở giữa, Tống Thư Hàng tựa hồ lại tiến nhập đến mộng đẹp. Trong mộng, hắn cảm giác có một cái tiểu tay đè tại đầu của hắn, nhẹ nhàng vuốt. Bàn tay nhỏ bé êm ái, rất thoải mái. Cái này cái tay nhỏ bé tại Tống Thư Hàng trên đầu sờ a sờ, sờ không ngừng. Rất thoải mái. Kỳ quái, nếu như là nhập mộng lời nói. Theo lý ta có lẽ muốn tỉnh lại tiếp đó bắt đầu nhập mộng nội dung cốt truyện rồi à. Làm sao đã nửa ngày, còn là bàn tay nhỏ bé sờ đầu nội dung cốt truyện. Cái này nhập mộng nội dung cốt truyện còn có mở hay không? Tống Thư Hàng trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá cái này cái tay nhỏ bé năng lực thực sự yếu, hơn nữa còn kèm theo trấn an hiệu quả. Bị cái này cái tay nhỏ bé êm ái xoa nhẹ lúc, Tống Thư Hàng cảm giác toàn thân không hiểu thấu buông lỏng xuống. Liền nghĩ bằng từ nàng xoa nhẹ không ngừng, căn bản không muốn mở to mắt mở nội dung cốt truyện. Không đúng, nhanh tỉnh lại, đây không phải nhập mộng. Nhập mộng cảm giác không phải như thế. Đây là hiện thế có người tại động đầu của hắn. Tống Thư Hàng mạnh mở to mắt, giật mình tỉnh lại. Thế nhưng, giường của hắn chỗ nằm đưa bên trên không có vật gì, không có bất kỳ thân ảnh. Công đức xà mỹ nhân cũng không có mở rộng phòng ngự. Là ảo giác. Tống Thư Hàng xoa nhẹ mi tâm. Là ban ngày thời gian bị béo cầu đánh một sóng về sau, lưu lại di chứng. Hắn lại hít hà, trong ký túc xá trừ hắn ra cùng 3 cái bạn ngủ hương vị bên ngoài, còn có Liễu Yêu Khinh Vũ lưu lại khí tức. Trừ điều đó ra, còn có cái càng nhạt điểm khí tức, hẳn là Cao Mỗ Mỗ bạn gái nhà y hương vị. Mặt khác còn có chút hỗn tạp khí tức, thì là sát phách ký túc xá đến ghép nhà lưu lại. Ngoại trừ những thứ này mùi bên ngoài. Không có khả nghi hơi thở. Xem ra thật là ta có chút vội vàng hấp tấp, Tống Thư Hàng nói. Hắn lại lần nữa nằm xuống, đưa tay tại chính mình tóc ngắn bên trên sờ lên.
Vừa rồi trong mộng cái loại này bị êm ái bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ cảm giác, quá giống như thật. Sau đó, Tống Thư Hàng liền ngủ không được. Thân là ngũ phẩm linh hoàng, hắn vốn là có thể thời gian dài không ngủ được. Coi như là thật tiêu hao quá lớn, có chút mỏi mệt, chỉ cần đả tọa tu luyện một lát, cũng liền khôi phục. Tu luyện cùng chân ngã minh tưởng kinh hiệu quả so với ngủ càng mạnh hơn nữa. Hoàn toàn ngủ không được Tống Thư Hàng, mở ra điện thoại, thói quen leo lên nói chuyện phiếm quần. Không đợi hắn tiến nhập Cửu Châu Nhất Hào quần chỉ là theo ẩn thân trạng thái tiến nhập đến online trạng thái liền có người trước tiên liên hệ hắn. Đậu đậu, Thư Hàng, người rốt cuộc online á. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút, yên lặng lại đem online trạng thái điều làm ẩn thân trạng thái. Tại Cửu Châu Nhất Hào quần trong, có một việc được công nhận. Đậu đậu bằng phiền toái. Hơn nữa đậu đậu gần nhất đang đứng ở tứ phẩm tấn chức ngũ phẩm trạng thái, nghe nói tùy thời muốn độ kiếp rồi Tống Thư Hàng chúng mục tiêu cùng sắp độ thiên kiếp tồn tại xung đột. Còn nữa, gần nhất hắn muốn nhân cơ hội học tập tốt, mỗi ngày hướng lên, bù lại viễn cổ ngôn ngữ cùng pháp thuật, huyễn thuật chờ tri thức. Vì chính mình tương lai đại tiền bối mộng đánh rất xuống nền tảng. Thuận tiện lấy nhẹ nhõm vượt qua phục sinh đê thời gian. Đừng ẩn, ta nhìn thấy ngươi rồi. Ta qua mấy ngày tìm ngươi chơi a. Đậu đậu nói. Tống Thư Hàng, ta đã hướng Hoàng Sơn Đại Ngốc xin phép, mặt khác ta đã đang chuẩn bị hành lý, chuẩn bị xong phía sau liền đi tìm ngươi. Đậu đậu tiếp tục nói. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút, nói, đậu đậu, gần nhất bên ngoài tương đối hỗn loạn. Thiên nhân tộc khắp nơi tại bắt tu sĩ Kim Đan cùng đại yêu. Hơn nữa, ngươi không phải sắp độ ngũ phẩm thiên kiếp sao? Chính là bởi vì sắp độ kiếp rồi. Vì vậy đi xem ngươi. Xem hết ngươi lại đi nhìn Diệt Phượng. Ngộ nhớ ta độ kiếp đã thất bại, chúng ta đây lần này gặp mặt khả năng liền là một lần cuối cùng gặp mặt. Đậu đậu trả lời. Nào có giống như ngươi vậy, điên cuồng vì chính mình cắm cờ. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, 5 ngày phía sau đi, 5 ngày phía sau ta liền tương đối có rãnh rỗi. 5 ngày phía sau, vì sao nhất định phải 5 ngày phía sau? Đậu đậu hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng. 5 ngày về sau, ta có thể tại chỗ sống lại. Tuy rằng nghe có chút mộng bức, bất quá ta đã hiểu. Dù sao ta 5 ngày sau lại tìm ngươi, ta hiện tại có thể khéo hiểu lòng người. Đậu đậu nhu thuận nói. Biết điều như vậy đậu đậu, thoáng cái còn là không thói quen. Như vậy 5 ngày phía sau ta tìm ngươi. Đậu đậu trả lời. Tống Thư Hàng, thật, một lời đã định. Giải quyết đậu đậu về sau. Tống Thư Hàng lại tiến nhập Cửu Châu Nhất Hào quần nhìn xem trong nhóm các tiền bối nói chuyện phiếm nội dung. Tô Thị A Thất, hôm nay lại diệt một sóng thiên nhân tộc 9 đầu 1 tổ, trong đó có 3 con ngũ phẩm cảnh giới, mặt khác vây mà có 6 đầu là tứ phẩm góp đủ số, thất vọng. Ta phụ cận hầu như không có hoạt động mạnh thiên nhân tộc. Kế tiếp ta muốn đổi địa bàn soát quái. Ta hôm nay trở về cũng gặp được một sóng tập kích, toàn bộ bắt sống. Ta tình huống của bên này cũng kém không nhiều. 4 cái ngũ phẩm, 5 con tứ phẩm góp đủ số. Hiện tại đều bị ta ném tới trong giáo, lại để cho trong giáo sinh vật cột thành viên đối với chúng tiến hành nghiên cứu. Đến lúc đó nghiên cứu số liệu, ta sẽ gửi đi đến trong nhóm. Đông Phương Lục Tiên Tử nói. Bắc Hà Tán Nhân, chỉnh thể mà nói, thiên nhân tộc săn bắn đội ngũ, sức mạnh tại phân tán, lại dùng đại lượng tứ phẩm tới đây góp đủ số. Đoán chừng chúng nó gần nhất tổn thất rất lớn. Hiện tại toàn bộ tu chân giới cũng biết chúng nó là săn bắn kim đan là tu chân giới công địch. Lúc trước bị chúng nó tập kích một sóng, tu chân giới tổn thất không ít tu sĩ kim đan cùng yêu đan đại yêu. Hiện tại kịp phản ứng, đương nhiên muốn bắt đầu phản kích. Lệ Chi Tiên Tử nói. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, toàn thể thành viên, công bố chuyện này, coi như là chúng ta tu chân giới hàng năm hoạt động. Tu sĩ liên minh liên hợp 30 tu chân giới đại môn phái. Tuyên bố thông cáo, hiện toàn diện mở rộng đối với thiên nhân tộc phản săn bắn hoạt động. Vô luận là chết, hay là còn sống thiên nhân tộc, cũng có thể bắt được 30 tu chân môn phái cùng tu sĩ liên minh đi đổi linh thạch, tài liệu. Đẳng cấp càng cao thiên nhân, có thể đổi lại linh thạch cùng tài liệu thì càng nhiều. Hoạt động thời gian hết hạn đến cuối tháng 12, có hứng thú đạo hữu có thể thừa cơ kiếm ít tiền lẻ. Sống càng đáng giá, Bắc Hà Tán Nhân, 666. Vì vậy năm nay hoạt động liền là phản săn bắn thiên nhân sao? Nhớ lại, trước kia, đối với chúng ta những tán tu này mà nói, mỗi năm một lần hoạt động, thế nhưng là kiếm ít tiền lẻ cơ hội tốt. Diệt Phượng công tử, thu được,
vừa vặn kiếm chút đỉnh tiền tiền tiêu hoa. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao phách, trong tay của ta có một chút thiên nhân, vừa mới chuẩn bị đem chúng nó nút nhà ta sủng vật. Event đi ra vừa vặn, không lãng phí, ta đến thời gian mang theo chúng nó đi đổi tài nguyên. Ta là bên cạnh thiên nhai giác tiểu bạch hạc, hàng năm hoạt động, cái này thú vị. Năm nay có bảng xếp hạng sao? Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, có, năm nay phân chia 3 cái bảng danh sách. Cá nhân săn bắn bảng, môn phái săn bắn bảng, tiểu tổ săn bắn bảng. Đến lúc đó từng bảng danh sách phía trước vài tên sẽ có chút nhỏ quà tặng. Bảng danh sách chủ yếu là vui đùa một chút, mọi người đừng đưa vào quá nhiều. Tống Thư Hàng sờ sờ cằm, luôn cảm giác tại phim, kịch truyền hình trong siêu đáng sợ nhân vật phản diện tại trong hiện thực lăn lộn đều có điểm thảm. Tỷ như tiếng tăm lừng lẫy vực ngoại thiên ma, đối với tu sĩ mà nói liền là sẽ đại nổ ra thôn quê bức vẽ boss. Lại tỷ như hiện tại cái này thiên nhân tộc rõ ràng có giữ săn bắn tu sĩ kim đan năng lực như vậy, nhưng không biết tại sao liền lăn lộn thành hàng năm hoạt động quái. Rõ ràng chúng nó rất mạnh lực lượng A, trên cơ bản đều là ngũ phẩm cấp chủ lực. Một chiếc máy phi hành bên trên đều chất đầy thiên nhân, am hiểu lấy nhiều khi ít. Vì vậy, ta có muốn hay không cũng soát một sóng đây. Tống Thư Hàng suy tư về. Linh thạch hắn tương đối thiếu. Trước không sách hắn thiếu bạch tiền bối, chỉ là thời gian thành muốn lại khởi động, phải tiêu phí đại lượng linh thạch. Còn có hắn pháp khí diệt thần tử mẫu pháo mỗi vừa phát ra đi đều là linh thạch. Thậm chí tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cũng có thể dựa vào tiêu hao lượng lớn linh thạch, một hơi giải phóng bát phẩm phong ấn bộc phát ra toàn bộ uy năng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, có thể gieo trồng thiên tài địa bảo cùng linh thực cũng là hắn cần. Mới từ Điền Thiên đảo chủ cái kia đã nhận được một đống linh thú, bây giờ còn thiếu khuyết một đống linh thực, hoàn thành hắn hạch tâm thế giới làm ruộng chảy kế hoạch. Tùy thân mang theo một cái tiểu thế giới, không đem hắn khai phá vận dụng, liền là loại đáng xấu hổ lãng phí. Bắc Hà, chúng ta tổ cái đội không? Cuồng Đao Tam Lãng lên tiếng hỏi. Bắc Hà tán nhân, không được, năm nay hoạt động, ta muốn một người thử xem. Thông Huyền Đại Sư, ngón tay cái biểu lộ câu ngón tay biểu lộ dược sư phát giọng nói, Thông Huyền Đại Sư có ý tứ là, bọn hắn thiên nhai vân du tự cũng là lần này hoạt động bên chủ sự một trong. Các đạo hữu có thể trực tiếp đến hắn trong chùa đi đổi linh thạch cùng tài nguyên. Đại sư sẽ không thua thiệt sao? Bắc Hà tán nhân lên tiếng hỏi. Thông Huyền đại sư, chúc mừng phát tài biểu lộ dược sư phiên dịch, đại sư có ý tứ là sẽ không, hơn nữa hắn còn có thể phát bút tiền tài. Ta vừa rồi đến tin tức, chúng ta Thiên Hà Tô Thị cũng là bên chủ sự một trong. Bất quá chúng ta cũng không biết thiên nhân tộc thân thể có cái gì hữu dụng. Dù sao chỉ cần tập trung lại nộp lên cho tu sĩ liên minh có thể đổi đến đại lượng chỗ tốt. Tô Thị A Thất nói. Thông Huyền Đại Sư, đầu biểu lộ Hoàng Sơn tiền bối giải thích nói, tu sĩ liên minh bên trong có 9 vị Phật Tông Đại Năng, tại Liên Hợp luyện chế thế giới cực lạc. Bọn hắn cần đại lượng còn sống tứ phẩm, ngũ phẩm thậm chí là lục phẩm cấp năng lượng tinh khiết loại hình sinh linh, thu xếp đến thế giới cực lạc bên trong, độ hóa làm tụng kinh Phật. Ban đầu bọn hắn đang đau đầu muốn từ chỗ nào chơi đùa thích hợp sinh linh. Tiếp đó thiên nhân tộc liền xuất hiện, thiên nhân tộc trong cơ thể năng lượng đơn nhất, hơn nữa bởi vì không có hạch tâm nguyên nhân, chúng nó chiến lực đối lập yếu kém, độ hóa cũng tương đối nhẹ nhõm. Vì vậy, còn sống thiên nhân tộc thành viên, đều từ cái này 9 vị Phật Tông Đại Năng tới đây thu mua. Về phần những cái kia chết mất thiên nhân tộc thành viên một bộ phận tu sĩ liên minh thu mua đi qua làm các loại nghiên cứu. Một bộ khác phần thì sẽ bị ném vào tiệt thiên tháp bên trong, đầy nhiên liệu. Còn có một bộ phận, là có người tại thu mua. Cụ thể là người nào tại thu mua, ta cũng không rõ ràng lắm. Hoàng Sơn tiền bối lại bổ sung. Đông Phương Lục tiên tử cười nói, còn có thể là ai thu mua, có cũng là mấy người chúng ta ma tông đi. Đối với chúng ta ma tông một mấy cái hệ tu luyện giả mà nói, cường giả thân thể liền là thi pháp tốt nhất tài liệu. Nếu có đại lượng tứ phẩm, ngũ phẩm thiên nhân thân thể xuất hiện, nhất định muốn mua sắm một bộ phận. Tu chân giới gần trăm năm quá hòa bình, cường giả thân thể đều biến chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thiên nhân tộc xuất hiện, đối với chúng ta mà nói là trận mưa đúng lúc. Ma pháp tu luyện bên cạnh tử linh pháp sư hệ còn sống không? Nếu như cái này hệ còn không có hủy diệt lời nói, có lẽ cũng sẽ đằng sau hậu trường thu mua một ít đi. Lạc Trần Chân Quân nói. Nói chuyện phiếm ngâm quần thời gian lúc nào cũng đặc biệt nhanh. Chỉ chớp mắt, đã bình minh.
Ngày 19 tháng 10, thứ Bảy sáng sớm, khoảng cách phục sinh CD còn có 4 ngày. Tống Thư Hàng từ trên giường bò lên, chuẩn bị bắt đầu luyện công buổi sáng. Cao Mỗ Mỗ mơ mơ màng màng mở to mắt, "A, Thư Hàng hôm nay ngươi lại sớm như vậy tỉnh a?" "Thói quen," Tống Thư Hàng cười nói. "Ừ, hôm nay là thứ Bảy a. Thứ Bảy nhà y sẽ cho ta mang bữa sáng. Ngươi cho thổ ba hai người mang bữa sáng thì tốt rồi. Ta trước tiếp tục ngủ một lúc," Cao Mỗ Mỗ mê mẩn nói. "Tống Thư Hàng, trong khoảng thời gian này, cho các ngươi ba mang bữa sáng, cũng đã thành nhiệm vụ của ta à nha. Khinh Vũ đến cùng đem bọn ngươi sủng thành cái dạng gì?" "Được rồi, một lát đi ngang qua Liễu Thụ Lâm thời gian, lại để cho Khinh Vũ tiếp tục cho các ngươi mang bữa sáng đi." Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Rời giường về sau, một mình hắn tiến về trước cái kia Liễu Thụ Lâm. Thụ yêu Khinh Vũ đang vui thích hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời. Đối với nàng mà nói, hiện thế thật sự là quá tuyệt vời. Nàng hiện tại cũng đang lo lắng, có muốn hay không đem ánh mặt trời thật tốt dạng này tư tưởng truyền lại trở về cửu u thế giới đây. Khinh Vũ, sáng tốt lành, Tống Thư Hàng đi vào bên người nàng, thuận tay đưa mấy cái bưu kiện cho nàng. Sáng tốt lành, bá Tống tiên sinh, Khinh Vũ dùng nhánh cây linh hoạt tiếp nhận bưu kiện, đem chúng nó tháo gỡ ra tới đây. Bên trong lại là một ít dinh dưỡng đất A, dinh dưỡng dịch thể A các loại đồ vật. Rõ ràng là ngũ phẩm cấp thụ yêu, mấy thứ này đối với nàng sẽ có hiệu quả sao? Hay hoặc là đối với nàng mà nói, những thứ này dinh dưỡng đất, dinh dưỡng dịch thể giống như là ăn vặt, tuy rằng không có gì hiệu quả, thế nhưng ăn thật ngon. Khinh Vũ có rảnh không, có rảnh đi hỗ trợ cho thổ ba bọn hắn mang một ít bữa sáng? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Khinh Vũ nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, bao tải trên người ta. Trong khoảng thời gian này ở chung đi xuống, đối với như thế nào đem bạn ngủ dưỡng thành cơm tới đây há miệng, quần áo tới đây đưa tay loại sự tình này, nàng rất có nghiên cứu. Tống Thư Hàng bắt đầu ở Liễu Thụ Lâm bên trong chậm rãi đánh cho lần quyền pháp, hoạt động thân thể thể. Tiếp đó hắn triệu hồi ra công đức xà mỹ nhân theo trong tay nàng nhường cái xích tiêu kiếm tiền bối. Công đức xà mỹ nhân lưu luyến không rời cho mượn xích tiêu kiếm. Tiếp đó nàng đem cái đuôi cuốn thành một đoàn, núp ở bên cạnh nhìn xem Tống Thư Hàng luyện công, cùng tùy thời chú ý Tống Thư Hàng lời kịch. Những thứ này lời kịch đều bị ghi lại đến nàng lời kịch kho trong, tương lai có một ngày, tùy thời muốn nhảy ra đoạt lời kịch. Nghĩ tới đoạt lời kịch, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên có chút hoài niệm tạo hóa tiên tử. Lại đến phiên ta ra sân sao? Lần này chúng ta muốn đánh người nào? Xích tiêu kiếm tiền bối vừa hiện thân, liền hoạt động mạnh. Tống Thư Hàng, chưa, ta đây là tại luyện công buổi sáng đây. Luyện công buổi sáng, ngươi nói là muốn dùng ta đến luyện công buổi sáng. Mở cái gì chơi, không, không đúng, lần sau luyện công buổi sáng cũng tận quản sử dụng ta đi. Xích tiêu kiếm tiền bối cởi mở cười nói. Luyện công buổi sáng tốt, luyện công buổi sáng cũng là hắn thông khí thời gian. Về phần đường đường trường sinh giả thần binh. Bị dùng để làm luyện công buổi sáng vũ khí loại sự tình này đương nhiên là cấp cho Tống Thư Hàng điểm cái tán á. Tống Thư Hàng vung vẩy lấy xích tiêu kiếm tiền bối, hữu mô hữu dạng ra dáng luyện lần thánh quang kiếm thuật. Thế nhưng, hắn chủ yếu mục tiêu không phải luyện cái này. Luyện qua một chuyến thánh quang kiếm thuật về sau, Tống Thư Hàng lại lặng lẽ tay trượt một chút, một phát dưỡng đao thuật rơi vào xích tiêu kiếm tiền bối trên thân. Ồ, loại cảm giác này, quá thoải mái. Chính là loại này cảm giác, lần trước thoải mái đại chiến một trận về sau, cũng là loại này cảm giác thoải mái. Giống như là bị xoa bóp, toàn thân đều thông sướng. Xích tiêu kiếm nói, Thư Hàng, xem ra giữa ngươi và ta ăn ý có tăng lên. Xích tiêu kiếm tiền bối ưa thích liền tốt, Tống Thư Hàng cười nói. Tiếp tục, chúng ta lại đến luyện một chút. Ta cảm giác ta lực lượng trong cơ thể, đều khôi phục không ít. Nếu như giữa chúng ta ăn ý lại bồi dưỡng xuống dưới lời nói không chừng chúng ta có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Xích tiêu kiếm vui vẻ nói. Thật, Tống Thư Hàng lại luyện một chuyến thánh quang kiếm thuật, hoàn tất về sau, lại lặng lẽ cho xích tiêu kiếm tiền bối tới một phát dưỡng đao thuật. Đúng, chính là loại này cảm giác. Xích tiêu kiếm thoải mái cực kỳ. Loại cảm giác này, giống như sẽ nghiệt. Lại đến, chúng ta lại đến tu luyện. Xích tiêu kiếm thúc giục nói. Hắn cảm giác mình có thể sẽ yêu mến luyện công buổi sáng. Tống Thư Hàng sờ sờ cằm, đang suy nghĩ có muốn hay không đem dưỡng đao thuật hiệu quả,
báo tố xích tiêu kiếm tiền bối. Dưỡng đao thuật chủ yếu là dùng để tăng lên người cùng đao ở giữa ăn ý, sớm ngày tiến nhập nhân đao kiếm nhất cảnh giới. Mặt khác, dưỡng đao thuật còn có cái che giấu thuộc tính, nếu như nhập mộng bên trong vị kia cự hào sư tổ nói là sự thật, cái kia dưỡng đao thuật cuối cùng nói không chừng có thể đem xích tiêu kiếm biến thành đao nương. Ừ, chờ, nơi đây có một vấn đề. Xích tiêu kiếm tiền bối là kiếm, vì vậy hẳn là kiếm nương. Ừ, chờ, còn có một vấn đề. Xích tiêu kiếm tiền bối, người có giới tính sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Xích tiêu kiếm, Tống Thư Hàng vấn đề này, lại để cho xích tiêu kiếm tiền bối thân kiếm đều có bắn tỉa lạnh. Ta suy nghĩ, nếu như xích tiêu kiếm tiền bối người hóa thành nhân hình về sau, sẽ có giới tính sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Xích tiêu kiếm, ngươi, đầu óc ngươi trong có ý kiến gì không? Kỳ thật là như vậy, ta lần trước nghe một cái tiền bối giảng pháp, truyền thụ một bộ kêu Tam Thiên Đao Kinh Đao Đạo Lớn. Tống Thư Hàng giải thích. Ngươi lúc nào nghe tiền bối giảng pháp? Xích tiêu kiếm vừa nghi hoặc lên tiếng hỏi. Trong mộng, vị tiền bối kia đang ở trong mộng thụ nghiệp. Tiếp đó, hắn giảng giải Tam Thiên Đao Kinh về sau, còn hướng ta giảng giải một bộ kêu dưỡng đao thuật bí thuật. Tống Thư Hàng nói. Xích tiêu kiếm, tiếp đó, theo vị kia cự hào tiền bối giảng giải, cái này dưỡng đao thuật dùng đến cực hạn lúc, có thể làm cho đao thông linh, hơn nữa còn có thể lại để cho đao cùng chủ nhân đồng cảm, hóa thành đao nương. Tống Thư Hàng đem lần trước nhập mộng sự tình, chậm rãi giảng giải nói. Hắn là muốn hướng xích tiêu kiếm tiền bối nghe ngóng một chút, đao nương loại chuyện này, thật đáng tin cậy sao? Tiếp đó, ngươi có phải hay không tại trên người ta dùng dưỡng đao thuật? Xích tiêu kiếm lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, ngay từ đầu là thuần túy tay trượt, không cẩn thận dùng một lần. Hôm nay ta có chút hiếu kỳ liền lại dùng một lần, tiếp đó tại xích tiêu kiếm tiền bối ngài yêu cầu của mình xuống, lại cho ngài dùng một lần. Xích tiêu kiếm, ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi vậy mà muốn đem ta biến thành đao nương. Kỳ thật ta muốn hỏi chính là, đao nương loại chuyện này, thật đáng tin cậy sao? Tống Thư Hàng lại hỏi. Xích tiêu kiếm, nghe sự miêu tả của ngươi, 9 phần 10 khả năng, cự hào tổ sư tại lừa dối cái kia kêu Tô Hiển tay mơ. Ta theo thời kỳ viễn cổ sống đến bây giờ, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà ai phi kiếm cùng bảo đao hóa thành nhân hình. Giống ta cái này đẳng cấp, có kiếm linh bảo kiếm, cũng đã là cực hạn. Vì vậy, xích tiêu kiếm tiền bối có muốn hay không lại cùng ta thử xem dưỡng đao thuật, nói không chừng ngươi cũng có thể hóa thành đao nương. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Xích tiêu kiếm, lăn, ta đệ nhất đảm nhận chủ nhân xích tiêu tử cũng không có ý nghĩ như vậy. Đang lúc xích tiêu kiếm nói những lời này lúc, tại Tống Thư Hàng bên người có một cái cửa không gian vừa vặn mở ra. Công đức xà mỹ nhân cái đuôi bắn ra, nhanh chóng rơi xuống Tống Thư Hàng bên người, đưa hắn bao quanh bảo hộ. Cánh cửa không gian, cửu phẩm kiếp tiên trên đây cường giả biểu tượng. Lại có đại lão muốn tới đánh ta. Tống Thư Hàng thì trước tiên câu thông hạch tâm thế giới khá tốt, hôm nay hạch tâm thế giới không có sợ. Cánh cửa không gian mở ra về sau. Một vị mặc hỏa hồng sắc đạo bào đạo nhân, theo cánh cửa không gian bên trong bước ra. Lúc này, đạo trưởng trên mặt biểu lộ đặc biệt cổ quái. Xích tiêu tử tiền bối. Tống Thư Hàng thấy đạo nhân về sau, thử kêu to lên tiếng tới đây. Người đến đúng là xích tiêu kiếm đệ nhất đảm nhận chủ nhân xích tiêu tử đạo trưởng. Đây là Tống Thư Hàng lần đầu tiên, nhìn thấy còn sống xích tiêu tử. Dĩ vãng chỉ ở nhập mộng bên trong gặp qua. Bần đạo lúc nào đã thành là thứ nhất vị chủ nhân? Xích tiêu tử đạo trưởng bình tĩnh nói. Xích tiêu kiếm, năm thảo, giảng thuận miệng, hắn ngược lại một chút cũng không xấu hổ. Gần nhất một mực bị tiên tử nuốt a nuốt, ta cũng cảm giác mình đã biến thành bảo kiếm của nàng, tiềm thức cho là mình đổi người chủ nhân. Xích tiêu kiếm bình tĩnh nói. Dứt lời, hắn bay đến xích tiêu tử bên người, lần này làm sao nhớ kỹ tới tìm ta? Xích tiêu tử đạo trưởng đối với Tống Thư Hàng mỉm cười, Thư Hàng tiểu hữu, chúng ta gặp mặt. Đúng vậy, tiền bối. Cảm ơn tiền bối năm đó thụ nghệ tri ân. Tống Thư Hàng cung kính đối với xích tiêu tử đạo trưởng thi lễ một cái. Theo hắn bước vào tu chân giới về sau, nếu không có phần thiên hỏa diễm đao hắn đã sớm không biết lạnh bao nhiêu lần. Cái này thụ nghệ tri ân, hắn không dám quên. Đó là ngươi cùng bần đạo ở giữa duyên phận. Xích tiêu tử đạo trưởng mỉm cười nói. Dứt lời hắn vỗ nhẹ nhẹ xích tiêu kiếm, bởi vì một ít nguyên nhân, xích tiêu kiếm bần đạo muốn dẫn đi trở về. Bằng không mà nói,
nếu như hắn cũng cùng Trình Lâm tiên tử, tiến nhập cái kia cùng loại thiên đạo phòng tối hình thức về sau, Xích Tiêu kiếm chỉ sợ thật muốn triệt để quên hắn chủ nhân này. Đang nhìn đến Xích Tiêu tử tiền bối xuất hiện thời gian, Tống Thư Hàng liền đoán được hắn là muốn dẫn đi Xích Tiêu kiếm tiền bối. Xích Tiêu kiếm tiền bối, cảm ơn ngươi đoạn thời gian gần nhất chiếu cố. Tống Thư Hàng đối với Xích Tiêu kiếm nói. Trong lòng của hắn dù có rất nhiều không muốn, thế nhưng Xích Tiêu kiếm chính là Xích Tiêu tử tiền bối bản mệnh pháp khí, chủ nhân của nó muốn dẫn trở về hắn, ai cũng không có lý do ngăn cản. Khách khí á, ta và ngươi cũng ở chung rất tốt. Chúng ta lần sau có cơ hội, lại hợp tác. Xích Tiêu kiếm bay đến Tống Thư Hàng bên người, dùng kiếm của mình chui vỗ nhẹ nhẹ Tống Thư Hàng. Ồ, một bên công đức xà mỹ nhân rốt cuộc phản ứng đến. Nàng Xích Tiêu kiếm nếu không có. Vậy là, nàng xuất thủ như điện, thoáng cái bắt được Xích Tiêu kiếm. Ngay sau đó, nàng há miệng thuần thục đem Xích Tiêu kiếm nuốt vào trong bụng. Xích Tiêu tử, Xích Tiêu kiếm, nuốt vào Xích Tiêu kiếm về sau, công đức xà mỹ nhân vèo một chút, trốn đến Tống Thư Hàng trong cơ thể, không chịu đi ra. Tống Thư Hàng, khụ, muốn không Xích Tiêu tử, ta lại lưu lại chơi mấy ngày. Lúc này, Xích Tiêu kiếm thanh âm theo Tống Thư Hàng trong bụng phát ra. Xích Tiêu tử, tại sao sẽ có loại hắn bị bản mệnh pháp khí của mình từ bỏ ảo giác? Chơi nữa mấy ngày, hiện thế gần nhất không phải ra sóng thiên nhân nha. Chờ thiên nhân sự kiện sau khi kết thúc, ta lại trở về với ngươi đi. Dù sao cũng liền một cái cửa không gian sự tình, Xích Tiêu kiếm thanh âm tiếp tục truyền ra. Xem ra ngươi cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu rất hợp tới đây nha. Xích Tiêu tử duy trì lấy bản thân cái kia thế ngoại cao nhân hình thức, mỉm cười. Cái kia Tống Thư Hàng tiểu hữu, nhà ta Xích Tiêu kiếm, liền phiền toái ngươi lại chiếu cố mấy ngày. Ngày xưa đậu bảo kê hàng mà nay lại phải gọi hàng bảo kê lại để cho Xích Tiêu kiếm tiền bối lưu lại, không có vấn đề sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Xích Tiêu tử đạo trưởng vượt qua không gian mà đến, là có chuyện quan trọng mới muốn mang đi Xích Tiêu kiếm đi. Đương nhiên, Tống Thư Hàng nhất định là hy vọng Xích Tiêu kiếm có thể lại lưu lại. Trước mắt mà nói. Xích Tiêu kiếm là hắn trong tay tốt nhất dùng auto, so với hạch tâm thế giới muốn đáng tin nhiều. Khiến nó chơi nữa mấy ngày đi, Xích Tiêu tử đạo trưởng như cũ là cái kia bộ thế ngoại cao nhân hình tượng. Công đức xà mỹ nhân nghe vậy, vèo một chút theo Tống Thư Hàng sau lưng một lần nữa xông tới. Tiếp đó nàng há mồm phun một cái, đem Xích Tiêu kiếm phóng ra. Đạo trưởng loại này thế ngoại cao nhân, nhất ngôn cửu đỉnh, nàng rất tin tưởng đạo trưởng nhân phẩm. Xích Tiêu kiếm một lần nữa trên không trung trôi nổi, hắn đĩnh đạc bay đến Xích Tiêu tử bên người, lần này lại đã tìm được thích hợp đối tượng, muốn chuyên môn tiến hành nuôi dưỡng sao. Mỗi lần Xích Tiêu tử muốn rời núi, bình thường đều là đã tìm được có duyên phận tu luyện giả, hoặc là có hy vọng đào tạo thành thiên đạo tiềm lực hạt giống. Xích Tiêu tử đạo trưởng khẽ lắc đầu, lần này ta có kế hoạch khác, nhưng kế hoạch này, không tiện tiết lộ. Vậy có dùng đến ta lúc lại gọi ta à? Dù sao cũng liền một không gian môn sự tình. Xích Tiêu kiếm nói. Xích Tiêu tử đạo trưởng ngẩng đầu ngắm trời. Một lát sau, hắn đối với Tống Thư Hàng nói, Thư Hàng tiểu hữu, cái kia bần đạo liền đi trước một bước. Chúng ta lần tới gặp lại, tiền bối một đường đi tốt, Tống Thư Hàng khua tay nói. Xích Tiêu tử đạo trưởng một lần nữa mở ra cổng không gian, một cước bước vào. Chờ, Xích Tiêu tử. Lúc này, Xích Tiêu kiếm đột nhiên lên tiếng kêu lên. Xích Tiêu tử đạo trưởng xoay đầu lại, đã gặp gỡ ngươi rồi, cho ta tới đây một phát bổ sung năng lượng. Ta gần nhất tiêu hao khá lớn, trong cơ thể năng lượng một mực ở vào hồng tuyến trạng thái, rất lâu không có no qua. Cho ta nạp xong có thể lại đi à, Xích Tiêu kiếm nói. Xích Tiêu tử, đạo trưởng lần nữa ngẩng đầu ngắm trời, đến đi. Xích Tiêu kiếm sung sướng nhảy đến đạo trưởng trong tay. Đạo trưởng thúc giục trong cơ thể thiên nguyên, quán chú đến Xích Tiêu kiếm bên trong. Tại Xích Tiêu tử đạo trưởng điều động tiên nguyên lúc, trong nháy mắt, trong thiên địa linh lực đều hoạt động mạnh. Chúng nó hưởng ứng Xích Tiêu tử tiên nguyên, hội tụ đến. Trong nháy mắt, cái mảnh này liễu thụ lâm linh khí, nồng đậm gấp rưỡi trở lên. Cao nguyên xanh tại linh khí thoải mái xuống, không ngừng nảy mầm, sinh trưởng, liền giống như mùa xuân tới bình thường. Xích Tiêu kiếm hô to gọi nhỏ, năng lượng liên tục không ngừng xông tới. Cái này hăng hái, rót có thể chấm dứt. Xích Tiêu tử đạo trưởng thu hồi bàn tay của mình. Xích Tiêu kiếm bay lên trời, vui sướng trên không trung run lên đóa kiếm hoa.
năng lượng đầy đủ cảm giác, cực tốt. Bây giờ hắn phối hợp Tống Thư Hàng, trường sinh giả cấp hỏa diễm đao đều có thể chém ra ba đao trên đây. Thậm chí nếu như Tống Thư Hàng không sợ thân thể tan vỡ, toàn lực thúc giục lời nói, có thể chém ra một đao có được xích tiêu tử non nửa uy lực phần thiên hỏa diễm đao. Xích tiêu tử tại trường sinh giả bên trong cũng là đứng đầu nhất lưu tồn tại. Hắn non nửa uy lực phần thiên hỏa diễm đao, đã là chân chính cấp thế giới thiên tai lực lượng. Một đao xuống dưới, chân chính có thể làm được thiêu trời nấu biển. Xích tiêu tử đạo trưởng lần nữa nói tạm biệt, Thư Hàng tiểu hữu, lần tới gặp. Xích tiêu tử tiền bối gặp lại, Tống Thư Hàng lại một lần nữa vẫy tay từ biệt. Xích tiêu tử đạo trưởng quay người bước vào cánh cửa không gian, khóe mắt liếc qua ngắm nhìn tại trong hư không lăn mình, nhảy đáp xích tiêu kiếm, khóe miệng không khỏi run rẩy. Đệ nhất đảm nhận chủ nhân xích tiêu tử luôn cảm giác nhà hắn xích tiêu kiếm sớm muộn dược hoàn. Thông qua không gian thông đạo sau khi rời đi, xích tiêu tử đạo trưởng đột nhiên liền nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi, thông nương cũng cùng theo Thư Hàng tiểu hữu a, đều quên hỏi một chút nàng hiện tại thế nào, ta bỏ ra đại đại giới, cho nàng rửa ra thiên hạ ít có tu luyện tư chất. Nếu như nàng nghiêm túc tu luyện lời nói, tấn cấp tốc độ có lẽ rất nhanh mới đúng. Xích tiêu tử đạo trưởng lẩm bẩm nói. Lần sau gặp Tống Thư Hàng tiểu hữu thời gian, hỏi thêm một cái thông nương hiện trạng đi. Tuy rằng cảm giác cái này gốc ngốc hành muốn làm thiên đạo là không thể nào, thế nhưng, dù sao cũng là hắn nhất thời cao hứng bồi dưỡng hành tinh. Đáy lòng của hắn trong còn là hy vọng nàng có thể cho lực lượng một chút, tấn cấp tốc độ có thể tăng lên một chút. Nếu như thông nương tấn cấp tốc độ quá chậm lời nói, ta đây phải tạo cho nàng chế tạo áp lực. Dù sao nàng vậy tu luyện thiên phú, không thể uổng phí lãng phí. Xích tiêu tử đạo trưởng thầm nghĩ trong lòng. Sáng sớm tu luyện chấm dứt. Công đức xà mỹ nhân hôm nay khó được, chưa có trở về thu xích tiêu kiếm, mà là kéo dài hắn thông khí thời gian. Xích tiêu kiếm lúc này trôi nổi tại Tống Thư Hàng bên cạnh thân, qua lại du tẩu. Hắn đã kích hoạt lên trên thân huyễn thuật trận pháp, không cần lo lắng bị người bình thường thấy. Lúc này, khinh vũ biến thành loại Tống Thư Hàng đã vì bạn ngủ mua xong rồi bữa sáng, lại trở về cái mảnh này liễu thụ lâm. Ồ, bá Tống tiên sinh, trong rừng cây linh lực làm sao biến nồng đậm như vậy? Liễu yêu khinh vũ nghi hoặc lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, vừa rồi có vị đại lão xuyên qua không gian mà đến, đưa tới linh lực biến hóa. Không cần lo lắng. Linh lực rất nhanh liền sẽ tản đi. Ta ngược lại hy vọng chúng nó đừng như vậy nhanh tiêu tán. Khinh vũ hì hì cười nói, nàng lại hiện ra bản thân nguyên hình, mọc rễ vào liễu thụ lâm bên trong, bá Tống tiên sinh, kế tiếp có việc ngươi lại gọi ta. Ta lại tiến hành một lát sự quang hợp, Tống Thư Hàng, hắn nhớ kỹ khinh vũ vốn là cửu u thụ yêu đi, cũng có thể tiến hành sự quang hợp. Rời đi liễu thụ lâm về sau, Tống Thư Hàng chẳng có mục đích tại trong sân trường đi dạo. Trong đầu thì tại ôn tập thiên sư chính pháp cùng tam thiên đao kinh bên trên nội dung. Ôn cho nên biết mới. Đúng rồi, rất lâu không có đi tiệm sách, đi vào trong đó ngồi xổm một lát. Tống Thư Hàng suy tư nói. Một bên cọ sách, một bên học tập viễn cổ ngôn ngữ, ngẫm lại cũng cảm giác sẽ rất hạnh phúc. Ngoại trừ viễn cổ ngôn ngữ bên ngoài, hắn còn có rất nhiều thứ cần học tập. Bất quá học tập loại sự tình này gấp không đến, muốn từng bước một học. Trước đêm có thể phức tạp viễn cổ ngôn ngữ nhập môn, lại học khác tri thức. Kỳ thật, đối với Tống Thư Hàng mà nói, học tập vẫn có đường tắt. Nếu như gần nhất có thể lại nhập mộng một chuyến, một hơi nắm giữ viễn cổ ngôn ngữ, liền sướng rồi. Tỷ như, tái nhập mộng xuống thiếu niên thiên đế nhân sinh. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Mà lúc này, tại theo Hoàng Sơn đến Giang Nam Đại học thành dọc đường. Đậu đậu quần áo nhẹ mà đi, chân đạp hỏa diễm luân. Đang hăng hái hướng Giang Nam Đại học thành chạy đến tuy rằng đã có thể hóa thành nhân hình, bất quá chạy đi lúc, hắn còn là thói quen yêu chó hình thái. Cái này hình thái tốc độ tương đối nhanh. Hoàng Sơn tôn giả nghe nói hắn muốn đi Tống Thư Hàng chỗ đó thả cái tâm, đáp ứng. Nhưng quy định hắn chỉ có thời gian một ngày sau phải lập tức quay lại. Đậu đậu một tiếng đáp ứng. Mặt khác, bởi vì ngoại giới hiện tại thiên nhân tộc đang khắp nơi săn bắn tu sĩ kim đan cùng ngũ phẩm đại yêu. Hoàng Sơn lại vì đậu đậu chuẩn bị hai kiện bảo vệ tính mạng pháp khí, ba tấm cường lực phù văn, lấy cam đoan an toàn của nó. Go, Giang Nam Đại học thành, ta lại tới nữa đây. Đậu đậu khóe miệng hiển hiện nhân tính hóa mỉm cười.
Tuy rằng cùng Tống Thư Hàng ước định 5 ngày sau gặp lại. Nhưng Hoạt Bát hiếu động hắn, sao có thể nấu được 5 ngày dài dòng buồn chán chờ đợi. Gạt người là chó nhỏ. Nhưng hắn vốn chính là tiểu cẩu, vì vậy, coi như là nói dối cũng không sao cả đi. Đậu đậu tốc độ phi hành cực nhanh, 4 cái hỏa diễm luân tốc độ phi hành, so với tu sĩ ngự kiếm phi hành nhanh hơn bên trên một bậc dù sao, đây là Hoàng Sơn vì đậu đậu lượng thân chế tạo pháp khí. Đơn thuần vì chạy đi mà phi hành, có chút nhàm chán a. Thời điểm này, nếu là có cái gì việc vui thì tốt rồi. Đậu đậu nói khẽ. Bình bình đạm đạm sinh hoạt là tà đạo, ăn gà chó sinh mới tràn đầy mị lực. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên, đậu đậu thấy được phía trước có một chiếc máy phi hành gào thét mà đến, hắn đang tại đuổi theo một vị ngũ phẩm kim đan tán tu. Cái kia tán tu thoạt nhìn có chút chật vật, mình đầy thương tích. Máy phi hành bên trên, không ngừng có trường mâu cùng mũi tên nhọn bắn ra, công kích cái kia tán tu. Phía trước cầu đạo hữu, nhanh tránh đi, đằng sau ta chính là săn bắn kim đan thiên nhân. Chạy mau, kim đan kia tán tu thấy đậu đậu về sau, vội vàng truyền âm nhập mật nói, ngươi là tứ phẩm cảnh giới, bọn hắn sẽ không đối với ngươi xuất thủ. Chạy mau, vị này tán tu, đúng là vị đáy lòng thiện lương loại hình. Chính hắn bị một đường đuổi giết, tùy thời dược hoàn bộ dạng, đang nhìn đến đậu đậu về sau, còn ra lên tiếng nhắc nhở đậu đậu tránh né. Không, ta sao có thể để đó ngươi mặc kệ. Đậu đậu mở chừng hai mắt, thiên nhân là chúng ta tu chân giới cộng địch, ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi bị chúng nó săn bắn, chúng ta liên thủ, cùng chúng nó liều mạng. Trên người nó có mang Hoàng Sơn Đại Ngốc đưa cường lực phù văn cùng pháp khí, thao tác tốt, có lẽ có thể cứu đối phương. Cẩu đạo hữu, ngươi chỉ là tứ phẩm, coi như là tăng thêm ngươi, chúng ta cũng không phải là đối thủ của bọn nó. Ngươi nhanh tránh đi, nếu như ngươi thật muốn giúp ta, vậy đi phụ cận nhìn xem, có hay không có tiền bối cao thủ. Tìm bọn họ chạy tới cứu trận, ta có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Kim đan kia tán tu nhanh chóng truyền âm nói. Sách, chung quanh đây có thể không có gì cao nhân a. Đậu đậu nói khẽ. Hắn hiện tại ở vào Hoàng Sơn cùng Giang Nam Đại học thành chính giữa. Muốn viện binh lời nói, phải chạy về Hoàng Sơn hoặc là chạy đến Giang Nam Đại học thành đi. Chờ hắn chạy đến, vị này kim đan tán tu đã sớm lạnh thấu. Vị này tán tu, chỉ sợ chỉ là nghĩ muốn dùng lấy cớ dẫn dắt rời đi hắn, khiến nó chạy thoát thân. Gâu, xem ra muốn bản uông thanh tú một chút thao tác, làm cho mình chó sinh biến càng kích thích. Đậu đậu nói khẽ. Đạo hữu chịu đựng, đậu đậu truyền âm nói. Tiếp đó móng của nó linh hoạt lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Tống Thư Hàng điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Này, đậu đậu, chuyện gì? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Đậu đậu nghe ra, Tống Thư Hàng trong thanh âm tựa hồ mang theo thanh âm rung động. Gia hỏa này đang làm gì thế? Bất quá thời điểm này, đậu đậu không kịp muốn khác, Thư Hàng, ta cũng cần trợ giúp của ngươi. Xảy ra chuyện gì? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ta gặp gỡ thiên nhân. Chờ một lát, ta muốn biện pháp đem chúng nó dẫn hướng Giang Nam Đại học thành vùng ngoại thành bên ngoài, ngươi đến cứu ta. Nếu như đã muộn lời nói, ngươi cũng có thể cho ta nhặt xác a. Đậu đậu nhanh chóng nói. Tống Thư Hàng, ha ha, thiên nhân, ngươi không phải ở nhà thật tốt bế quan sao? Tại sao sẽ gặp gỡ thiên nhân? Mau ra đây, ta đem tọa độ cấp phát ngươi, ngươi đi thẳng tắp, hướng ta vị trí tọa độ đến. Hy vọng chúng ta có thể tại trên đường chạm mặt. Không có thời gian, tên kia muốn không chịu nổi. Đậu đậu nhanh chóng nói.